về tâm linh ấy, bệnh viện, đi bệnh viện bao nhiêu lần không khỏi ấy, đến đây cũng có vài trường hợp chúng tôi chịu bó tay không thể làm gì được. Đó là trường hợp mà một cái bạn sinh viên học một trường đại học điện lực thì phải, ở dưới Hà Nội, nhưng bạn quê ở bên Đông Anh, đang đi học năm thứ tư thì tự nhiên là bị cái bệnh là thần kinh không tự chủ. Và mỗi khi bạn ấy mà lên cơn, quý vị biết nó khủng khiếp như thế nào đó. Khủng khiếp như thế nào. Tôi là một người là cũng khá là vững vàng trong cái vấn đề nhìn thấy ma thấy quỷ, nhưng mà hôm đó cũng phải ghê. Một người con gái khi mới đến chùa, bố đưa sang đây thì nói chuyện với tôi cả tiếng đồng hồ, không sao, nó rất là bình thường. Và tôi thấy nó là bình thường như là một cô sinh viên rất là ngoan ngoãn, hiền dịu, lại còn xinh đẹp nữa. Đầy đủ những yếu tố của một người con gái, của một sinh viên, không có cái gì là biểu hiện của bị gì, là bị vong nhập hay là bị điên dại cả. Nói chuyện bình thường như vậy. Nhưng sau khi nói chuyện đến tiếng hơn tiếng đồng hồ thì tôi bảo thôi, bây giờ ở đây nó không có biểu hiện gì đâu, thì thôi ông cứ đưa con nó về. Hoặc là nếu mà, bởi vì con nó còn đang phải đi học, nếu nó ốm thì mới để đây, bây giờ nó lên nó bình thường thế này. Chứ ông bảo không thầy ạ, nó đang khỏe như thế này, có khi đùng một cái nó lăn đùng ngã ngửa ra mà không ai tưởng tượng được. Thế tôi bảo nhưng bây giờ nó có sao đâu, thôi để cho nó về, nó bảo là ngày mai đi học thì cứ cho về đi học. Thế trước khi về thì tôi bảo là thôi thì bây giờ cái bộ kinh Địa Tạng cái năm kia, năm 2015 tôi mới hội tập xong, bắt đầu các Phật tử mới vào tụng kinh xong được khoảng tháng, hai tháng gì đó. Khoảng 2 tháng hơn đấy, khoảng tầm đấy. Thì tụng, mọi người tụng nó chưa được nhiều cho nên cái công đức nó cũng chưa được sâu dày lắm. Cho nên tôi mới vào lấy quyển kinh Địa Tạng, tôi đưa cho cái cô bé, tôi bảo là đây bây giờ con phải về nhà, con chịu khó đọc cái bộ kinh này để hồi hướng cho người ta. Đây cũng chắc là do oan gia trái chủ, đời trước kiếp trước là con nợ họ, thì bây giờ con thì phải trả họ thôi, mình tránh làm sao được. Thế tôi bảo như vậy và tôi đưa nó quyển kinh. Và tôi đưa nó quyển kinh, nó dở ra mấy trang nó xem. Thì nó bảo là bài thầy đọc quyển kinh này thì ma quỷ nó còn có nhập được vào mình nữa không, nó còn nhập vào con được nữa không. Thì tôi bảo cái này tôi không dám khẳng định trước. Nếu mà tâm mà con mà chân chính á, thì cho dù có thiên ma cũng chẳng làm được gì con. Tâm của con mà không chân chính á, mà vẫn sợ sệt ma á, thì ma nó vẫn gì, vẫn nhập con như thường được. Nhưng mà con cứ chịu khó tin thầy và đọc tụng bộ kinh này một thời gian dài lâu á, thì con gì, cái dương khí, cái chân khí của con á, dần dần con lấy lại được, thì họ sẽ không nhập được vào con nữa đâu. Thế tôi nói, vừa nói xong cái câu đó một cái thì chắc là nó biết trước hay sao. Nó biết là gì, nếu mà để cho cô này á, mà được tụng kinh được nhiều thì nó gì, có đủ chân khí, có đủ dương khí rồi thì nó không thể vào được. Đó. Thì tự nhiên là thấy gì, nó rùng mình một cái, vào đấy là thấy gì, mắt nó tái đi. Sau một phút tái đi một cái, bắt đầu nó đỏ lên, mắt nó đỏ lên, đỏ đỏ như là người uống rượu, đỏ như là cái Quan Văn Trường ấy, mặt đỏ phừng phừng lên như thế. Và nó bởi tay chân bắt đầu nó múa may và nó rất cứng, và bắt đầu mắt nó trợn ngược lên. Trường hợp này tôi thấy là số 1. Tôi thấy rất nhiều những người bị ma nhập và bị quỷ nhập rồi, nhưng mà tôi thấy trường hợp này đúng là tôi cũng thấy là trường hợp số 1. Tôi thấy nó dữ dằn như vậy, mắt nó trợn lên, miệng nó méo rồi, nó há hốc ra, nó toàn chảy cái gì, cái dãi, nước dãi nó chảy ra, mà không phải nước dãi người bình thường đâu, nó chảy nước dãi như là nước dãi con chó điên, nó chảy mà nó gì, nó cứ nhớt nhớt mà nó chảy ra từ trên, mà nó không có rớt đi, nó ghê lên thế. Bắt đầu tay là gì, nó giơ ra cái thế là gì, cái thế của móng vuốt của con hổ, con báo, con mèo gì đó, và bắt đầu nó gầm và nó cứ bò, nó cứ trườn, nó bò và nó cào cấu bố nó. Nhưng tôi thì nó không dám cào cấu. Tôi ngồi đối diện nó không dám cào cấu. Và nó cứ cào cấu như vậy. Và khi đó tôi bắt đầu thấy như vậy, bắt đầu tôi trì chú đại bi. Tôi vừa trì thiên thủ thiên nhắn vô ngại đại bi tâm đà la đi nam mô ra đa na đa ra giả ra nam mô, để ra một cái. Bắt đầu gì? Nó lại ngồi thẳng lại. Nó ngồi khoanh chân lại, bắt đầu nó trì đại bi từ dưới trì lên. Nó ngồi nó trì từ dưới, tôi trì từ trên trì xuống. Nó ngồi từ, nó bắt đầu ngồi lại, nó trì từ dưới trì lên. Tức là nó trì lộn lại. Mình chỉ thuận theo Nam Mô A Di Đà cho đến hết chú đại bi, thì nói là chỉ từ dưới nó chỉ lên. Và nó nói rằng cái món này
không sợ đâu. Nó bảo món này không sợ đâu, này á thuộc chú Đại Bi 3.000 năm nay rồi. Nó bảo nó thuộc chú Đại Bi hơn 3.000 năm nay. Nó bảo hơn 3.000 chứ không phải 3.000. Nó bảo thuộc chú Đại Bi này, thuộc đây thuộc chú Đại Bi hơn 3.000 năm. Và tôi thấy không ổn, tôi không trì chú Đại Bi nữa, tôi trì An Mani Bát Minh Hồng. Nó bảo ôi cái này cũng thuộc lâu rồi. Bắt đầu tôi kết ấn và rồi tôi trì Lăng Nghiêm Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Tâm Chú. Trì Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Tâm Chú một cái này, nó lên từng cơn nó giật, từng cơn nó giật và gì, nó kêu gào và nó xin, nó xin tha. Nó bảo thôi thầy tha cho con đi, thầy tha cho con, con không dám múa rìu qua mắt thợ nữa, con không dám làm gì trước mặt thầy nữa, thầy tha cho con. Xong rồi tôi cứ trì khoảng độ tầm mấy chục biến cái tâm chú của Lăng Nghiêm đó, thì một cái thì nó ở im, thì nó im một cái thì mình nghĩ là nó hết rồi, thế mình thôi mình không trì nữa, không trì nữa. Một cái nó tiếp tục nó bật dậy, nó bật dậy và nó gì, nó định giơ ra, nó định chụp, nó định cào thôi. Và khi nó vừa định cào một cái thì tôi trừng mắt lên một cái, tôi nhìn nó một cái thì gì, nó liền là ngã vật ra và nó ngã vật ra ở tại phòng khách dưới. Và bố nó đỡ lấy nó và nó bất tỉnh khoảng độ mấy phút sau một cái thì bắt đầu thì nó mới hết. Và trường hợp này thì tôi bảo là thôi thì cứ cho nó về đi như thế nào đó. Và nó về một thời gian sau thì tôi không biết cái trường hợp này như thế nào nữa, vì lúc đó chúng tôi cũng rất bận công việc và cũng không thấy cái trường hợp đó quay lại lần thứ hai, thì tôi cũng không hiểu rằng cái trường hợp đó như thế nào đó. Đấy, cho nên á, cái vấn đề mà tâm linh chúng ta đừng nói là không có. Ở trong chùa như chúng tôi này, tiếp xúc nhiều với các tầng lớp ở xã hội, tiếp xúc nhiều với hạng người thì mới thấy rằng á, nó phức tạp vô cùng, không phải đơn giản đâu. Cho nên á, chúng tôi khuyên các Phật tử là gì? Tu tập làm sao đó để cho nó gì, nó đúng chính pháp. Một đời tu tập đúng chính pháp á, thì muôn đời sau chúng ta không phải ôm hận. Còn nếu mà đi sai, một đời đi sai á, thì muôn đời ôm hận. À, muôn đời ôm hận. Cho nên Phật tử này nói rằng là do gì? Do không ăn chay trường nữa, nhưng mà do vì xấu hổ cho nên gì? Cho nên vẫn bảo với mọi người là mình thì mình ăn chay trường. Chứ đây gọi là phạm vào tội vọng ngữ. Chưa phải là đại vọng ngữ đâu, đây gọi là vọng ngữ thôi. Đại vọng ngữ tức là nói mình chứng thánh. Chưa chứng thánh nó bảo là mình chứng thánh. Hoặc là gì? Thấy một vị tăng ni, một Phật tử tu hành đức độ nào đó, mình do cái tâm ghen ghét, đố kỵ mà mình bảo với mọi người đi rao nói là tôi hôm này hôm đấy nhìn thấy vị tăng kia để đi vào quán ăn thịt uống rượu và ngủ với gái như thế. Mục đích là gì? Để hạ uy tín cái vị tăng đó hoặc một vị Phật tử đó. Như thế gọi là tội gì? Tội đại vọng ngữ. Đó. Đại vọng ngữ là cái tội vọng ngữ lớn nhất trong các tội vọng ngữ. Đó là tự nói là chưa chứng thánh để bảo mình chứng thánh, và phỉ báng những bậc chân tu, hủy hoại những gì? Những uy tín của những bậc chân tu, khiến cho chúng sinh nó đã mê mờ rồi, nó đã không mấy lòng tin vào Tam Bảo rồi, nó là càng nghi ngờ và nó càng bất tín với Tam Bảo nữa. Tức là phá chính kiến, phá phạm hạnh của người khác chỉ bằng một gì? Một câu nói. Do cái gì? Do cái tâm đố kỵ, ghen ghét mà sinh ra qua cái khẩu nghiệp của mình. Thế đó gọi là đại vọng ngữ. Đó, chứ là không có mà nói có, có nói không, không nói có, vân vân đó. Đây gọi là đại vọng ngữ ở trong trường hợp đó. Còn đây thì là vọng ngữ nhẹ thôi. Nhưng mà Phật tử này may mắn là lại nói ở ngay ở trong cái câu hỏi này là con hứa là mình sẽ ăn chay lại. Nhưng mà hứa là bao giờ? Điều quan trọng Phật Bồ Tát và Thầy muốn nghe gì? Nghe Phật tử này hứa là bao giờ? Và ngay sau khi Phật tử này nếu mà nghe được Thầy giảng cái buổi trực tuyến ngay tối nay, và Phật tử này hứa là gì? Con hứa với Thầy bắt đầu từ sáng mai con sẽ ăn chay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời này để sám hối tội vọng ngữ của con. Và nguyện sau khi con xả bỏ báo thân này, A-di-đà Phật đến rước con, chứ không phải là nghiêu đầu ngục tốt đến rước con.
và mong cho là A Di Đà Phật đến rước con. Chứ ngưu đầu ngục tốt mà đến rước thì khủng khiếp, khủng khủng khiếp, không thể nào mà tưởng tượng được cái sự đau khổ nó gì, nó như thế nào. Đó, cho nên cũng mong rằng Phật tử này sẽ ăn năn sám hối thực sự. Tốt nhất nếu mà tối nay nghe được thầy giảng bài này thì ngay sáng ngày mai nguyện cho đến hơi thở cuối cùng, dẫu cho gì thịt nát xương tan ở đời này, cũng gì cũng không cắn một miếng gì, miếng thịt cũng không ngậm một chút máu, không ngậm một chút xương tủy của chúng sinh để nuôi thân thể tuệ mạng của con trong cuộc đời này nữa. Đó. Phát nguyện như thế, phát đại nguyện như thế chúng ta làm mới vừa. Đó. Giống như thầy ngày xưa khi mới vào chùa cũng vậy. Chưa vào chùa đâu, đọc thấy kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương và phát nguyện đi tu. Khi phát nguyện đi tu rồi thì còn vẫn còn ở nhà khoảng độ tầm phát nguyện đi tu xem nào, nhớ này. Ngày mùng 9 tháng Giêng năm 94 thì bắt đầu là ngày lần đi chùa đầu tiên trong cuộc đời của thầy. Và ngày 15 tháng Giêng là đi chùa lần thứ hai. Hôm đó về thì được một Phật tử cho mượn cái quyển kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương và quyển kinh là Địa Mẫu Chân Kinh ấy, của Đạo Thánh ấy. Về đọc 3 lần quyển Địa Mẫu Chân Kinh, đọc 1 lần rưỡi quyển Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, đến cái lần nửa quyển Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, đến cái đoạn mà Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương thành đạo móc mắt chặt tay lấy máu lấy tủy để cứu cha bị bệnh cùi ấy, và báo hiếu cho cha. Cảm động quá đặt quyển kinh đấy xuống, nói rằng đây mới là con đường mà mình phải đi và mình sẽ đi. Và từ đó khoảng hơn 1 giờ đêm rồi liền là thắp hương trước ban thờ thần linh gia tiên của mình và nói rằng là thôi con bất hiếu. Tạm thời là một người con bất hiếu với gì? Với các cụ tổ tiên là không ở nhà để hương khói. Mặc dù mình là gì? Đứa con trai trưởng họ, ở trong dòng họ. Nhưng mà sẽ không đi theo cái con đường ở nhà để lấy vợ sinh con hương khói phụng thờ tổ tiên, mà con sẽ đi theo đường của Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương. Công chúa Diệu Thiện xuất gia thành Phật hiệu là Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương thì con cũng xuất gia và cũng gì cũng nguyện sẽ thành Phật để báo đáp cái ân sinh thành của cha mẹ và cứu độ chúng sinh như là Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương. Cho nên đặt quyển kinh xuống và đi phát nguyện như thế. Phát nguyện xong, ngày hôm đó là chính là đêm hôm 19 tháng Giêng, mùng 9 tháng Giêng thì lần đầu tiên đi chùa thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật. Ngày 15 tháng Giêng là lần thứ hai, tức là ngay sau, mấy ngày sau đi chùa thấy tranh ảnh tôn tượng và được lễ Phật là lần thứ hai, và về được đọc kinh Phật là lần đầu tiên. Và ngày 19 tháng Giêng cũng chính là ngày mà phát nguyện chính thức xuất gia. Nhưng mà để còn phải lo những công việc gia đình và chuyện riêng tư, cho nên là ở lại cho đến ngày mùng 8 tháng Giêng tháng 2 mới bắt đầu xuất gia. Từ ngày 19 tháng Giêng cho đến ngày mùng 8 tháng 2, đến khi đó đọc thấy kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương như vậy rồi, đã phát nguyện ăn chay từ hôm đó rồi. Phát nguyện ăn chay từ hôm đó, nhưng mà do không biết ăn chay là thế nào. Khổ tội lỗi cho tôi. Tôi hỏi cái ông cụ nhà bên cạnh, ông cụ nguyên quê gốc ở dưới Hải Hậu. Ở dưới Hải Hậu, xong khi mà năm 45 á, mà ở dưới kia quê đó đói, thì ông cụ chạy loạn lên trên này và gặp người con gái ở trên dân tộc Mường của thầy và lấy cô ấy làm vợ, đi làm rể luôn. Ở đó thì sau khi sinh cũng được con trai con gái, cháu nội cháu ngoại đầy đủ rồi, thì ông cụ ấy vào ở với cô con gái, vì cô con gái là không có chồng. Không có chồng cho nên vào ở với cô con gái, với đứa cháu. Thế ở đó thì tôi nhà bên cạnh, cái này thời gian đó cũng hay ốm ốm đau đau, thì thỉnh thoảng hay sang ngồi nói chuyện với cụ, thì hỏi cụ ấy có biết dưới như quê cụ ngày xưa có chùa không. Cụ bảo có, quê tôi có chùa, mà ngày xưa tôi còn bé tôi cũng hay đi chùa, chùa tôi cũng có sư, tôi cũng vào chùa rồi, vào chùa đi lễ Phật, đi làm công quả cho nhà chùa có sư. Thế tôi hỏi cụ rằng, thế cụ ấy thì xuất gia có khó không, vì mình phát nguyện xuất gia rồi nhưng mà chưa dám nói với ai. Thì hỏi các cụ đấy muốn đi tu này, gọi không phải gọi là xuất gia, gọi đi tu có khó không. Nói đúng là gọi đi tu khó không. Cụ bảo là đi tu ấy không phải là dễ đâu. Cái thứ nhất là phải gì, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật và không được lấy vợ đấy, cụ nói như thế. Thế tôi bảo là gì,
nghĩ ở trong bụng là ăn chay thì có gì là khó đâu. Tụng kinh niệm Phật thì là việc để mình là càng thích nữa. Vì mới đọc kinh Phật thì có một lần rưỡi mình đã thích rồi, mà được vào chùa thì suốt ngày đọc kinh Phật thì càng thích nữa. Còn bảo không lấy vợ thì này cũng gì, mình bảo cũng làm được, không sao, không lấy vợ cũng làm được. Nghĩ trong bụng như thế nhưng không nói ra vì mình đang giấu mọi người là gì, là cái ý định xuất gia của mình. Phát nguyện rồi nhưng mà còn phải giấu, sợ rằng nói ra chắc chắn là mẹ với người thân không cho đi, vì đứa con trai trưởng họ duy nhất trong cái dòng họ thì chắc chắn là sẽ không thể đi tu được rồi. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đi được. Đó. Chắc chắn là không ai cho đi, mà nhất là quê tôi thì ở cái nơi dân tộc vùng sâu vùng xa, nói đến đạo Phật thì mấy người biết đâu, họ cho là mê tín dị đoan, chắc chắn là không thể đi được. Cho nên giấu ở trong lòng và cũng không dám nói với ông cụ là mình muốn đi tu, và chỉ hỏi dò là thế cụ ấy ăn chay thế nào. Thế ông cụ bảo ôi dồi ôi, cái đấy cũng phải hỏi. Ăn chay có nghĩa là không được ăn muối. Và bắt đầu từ cái hôm 20 trở đi là gì, tôi toàn ăn gì, ăn rau luộc và ăn nước sôi thôi. Nước sôi và rau luộc. Canh ấy, thì luộc riêng một cái bát. Cái bát rau của tôi ấy, luộc lên và không cho một tí muối nào. Và ăn mấy ngày như thế thì cái mặt tôi nó cứ bùng bùng cả lên. Nó giữ nước, nó bùng bùng cả lên. Tại vì thiếu muối mà. Thiếu muối giữ muối. Thì mọi người mới bảo là tự nhiên là thấy cái thằng này có tuần này, hơn tuần này, tự nhiên là khoảng hơn tuần như thế. Tự nhiên thì mặt cứ bùng. Mọi người bảo sao mà tự nhiên thì nó béo thế. Nó béo bệnh hay là nó béo gì mà sao nó béo thế? Thế mình chả biết, mình soi gương mình thấy đúng cũng béo thật. Thế thì bắt đầu cụ ấy bảo rằng ăn chay là không được ăn muối. Và cụ nói thêm là nhưng mà vào chùa họ cũng không được ăn thịt nữa. Nhưng mà cụ ấy nói là thịt thì không quan trọng, vì tôi ngày xưa ở nhà thì thấy sư cụ ấy vẫn ăn thịt. À, một tháng cụ vẫn ăn thịt mấy lần. Cho nên là quan trọng nhất là ăn chay là không được ăn muối, chứ không phải ăn chay là cái ăn thịt ấy, thì một tháng là các sư tôi vẫn thấy sư cụ ăn mấy lần. Cho nên mà cụ bảo là ăn chay không được ăn muối. Thế mình cứ là gì, rau luộc và nước canh không là gì, là chan là nuốt chừng trực ra. Thế tôi nhớ là cái hôm mà mùng 8 tôi xuất gia thì hôm đó là chính là hôm mùng 1 tháng 2. Tôi đi lên quê nội, vì nhà tôi quê nội quê ngoại cách nhau 6 cây. Tôi đi lên quê nội và tôi khuyên ông cụ tôi là kiểu như là cho tôi đi ở chùa làm công quả. Và ở chùa bây giờ ở dưới nhà ngoại, bây giờ dưới nhà là vì ông cụ bà cụ ngày đó là chia tay nhau. Chia tay nhau cho nên là tôi mới lên, tôi là trước khi đi tu tôi muốn làm một cái gì đó để báo hiếu cha mẹ mình. Tức là làm cái gì, cái sự kết nối cho ông bà lại về sống với nhau. Tôi lên tôi nói với ông cụ thì để ông cụ với bà thì về với nhau để chung sống, vì không còn người con trai ở nhà thì còn có ba mẹ con là thân gái thì cũng khó khăn. Anh trai thì mất hơn năm trước. Còn lại có bốn mẹ con ở với nhau, ông thì vẫn ở quê nội một mình. Thế tôi mới bắt đầu là đi xuống, thì tôi lên tôi bảo thôi trước khi đi tu như vậy phải làm sao để cho ông bà hòa hợp với nhau. Cho cái thứ nhất là có thể có con trai ở trong nhà, cũng như là cái nhà mà có thể có cái nóc ấy. À, cho nên là thì lên để thuyết phục ông. Thì mình không ngờ là lên nói chuyện với ông ấy, thì ông hoan hỉ ngay. Ông hoan hỉ ngay, ông đồng ý là thôi thì bây giờ thì con mà muốn đi chùa làm công quả như thế thì với cái mệnh cái số của con như thế. Vì tôi nói dối lúc đó là quả thực là hôm nay phải khai thật là tôi cũng một lần nói dối như thế. Nhưng nói dối là gì? Nói dối với cả họ hàng, cả bố cả mẹ của mình, họ hàng, các em với lại bạn bè này, là sau 3 năm 9 tháng 10 ngày đi chùa thì Phật mới Bồ Tát mới cho về để cứu nhân độ thế. À, vân vân và vân vân đó. Vì ngày xưa nhà lúc ốm đau á là tự nhiên cái vấn đề tâm linh là cũng có biết một chút. À, ví dụ như là tự nhiên là biết xem cho người ta này. Hoặc người ta ốm đau bệnh tật điên điên khùng khùng cởi trần trùng trục ra ngoài đường này, chỉ cần múc một chén nước và đọc mấy cái câu thần chú vu vơ vào đó thôi, tự nhiên người ta uống người ta khỏi này. À, hoặc là người ta là gia đình người ta có cái vận hạn gì vân vân chẳng hạn, người ta đến chỉ cần nhìn mặt là đặt là đọc ra vênh vách cho họ này, chứ nghe họ gật gù họ bảo ôi đúng lắm, đúng quá thầy nói đúng quá, nhưng mình có phải là thầy đâu, nhưng họ cứ xưng thế. Hoặc là gì, họ đến thì thậm chí là xem tay xem chân vân vân chẳng hạn, chưa học bao giờ nhưng tự nhiên là cứ cầm tay họ lại nói vênh vách, thậm chí xem cả bàn chân họ cũng nói được vênh vách này.
thậm chí bảo là đi ra, họ đến thì bảo họ không mang cái gì đến, bảo đi ra ngoài bờ rào bẻ một cành lá vào đây gì cũng nói vanh vách được này. Đấy là vấn đề tâm linh, tự nhiên biết, đâu phải tự biết, không học mà tự biết. Thế cho nên sẵn cái đà đó mình nói dối luôn là phải đi ở chùa làm công quả 3 năm 9 tháng 10 ngày nữa thì về Phật Bồ Tát đấy, các thánh thần các ngài mới gì mới cho ăn lộc, mới ra cứu nhân độ thế được. Cho nên mình nói như thế thì ai cũng tin. May lúc đó mình ở một cái thế là nói như vậy ai cũng tin. Đến bố của mình là người khó tính, là người gì, lúc say rượu vào thì ông gì coi ông là trên hết, trời còn phải gì, còn phải là em. Nhưng mà mình nói ông cũng tin. Mà tôi nhớ gì, cái câu chuyện đó kể sơ sơ như vậy. Và quan trọng nhất là cái hôm đó ông cụ ấy với gì, với cô, tức là cô út, là em út của bố tôi ấy, thì biết là cháu đi lên và con đi về, nó đi mấy năm rồi, bây giờ nó mới về thăm bố mới về thăm cô. Thế là gì, đi bắt gà làm thịt. Các vị biết cái chuyện mà nó hài tiểu lâm đến nỗi gì mà đến bây giờ mỗi khi tôi nghĩ lại tôi vẫn buồn cười. Thế bắt gà làm thịt mình cũng chẳng cản nữa, mình cứ nghĩ là gì, ăn chay là gì, không ăn muối là quan trọng nhất, là không ăn muối chứ không phải là ăn chay là gì. Ăn thịt thì nghe cụ ấy bảo là sư ở chùa, sư cụ ở chùa mỗi tháng vẫn ăn 2 ngày hoặc 10 ngày à. Thế cho nên mình nghĩ là gì, hôm nay là ngày, hôm đó thì là ngày mùng 1 hay là mùng 2, hình như mùng 2, những ngày mùng 2 hết ngày mùng 1, mùng 1 ở nhà thắp hương xong mùng 2 mới đi. Thì mình nghĩ trong bụng hôm nay là ngày mùng 2, không phải là ngày gì, không phải là ngày ăn chay của sư, sư còn chẳng ăn à, không phải là ngày ăn thịt của sư, cho nên mình không sao. Thế là bắt đầu thì cứ để bố với cô thì thịt con gà. Thịt con gà xong thì bắt đầu lúc bê lên á, thì mình dặn là gì, hôm nay á, gà là chỉ có gì, nấu canh nhá, đừng có cho muối nhá. Thế mình người nhà mới hỏi thì tại sao không cho muối, bảo thôi cứ nghe đi, mình không nói là mình ăn chay, chỉ bảo là thôi đừng có cho muối vào. Thế ông bố với cụ cũng gì cũng không cho muối vào, coi như luộc gà. Luộc gà thì bắt đầu lúc lên ăn thì bắt đầu mình cho thì mình cho nắm rau vào đó, và cho nắm rau dền vào đó nữa. Thế là thôi, lúc lên ăn là mình cứ gì, cứ rau dền mà luộc nước ở trong cái nước luộc con gà đó là mình chén, và mình nghĩ là đó là gì, ăn chay. Và mình cứ nghĩ là gì, mình ăn chay từ khi còn ở nhà cho đến khi ngày mùng 8 đi chùa, và mãi mãi về sau là ăn chay. Mùng 8 tháng 2 bắt đầu chính thức đi vào chùa Hương. 2-3 hôm sau có một sư bác hỏi là đấy, thì tại sao chú đi tu? Thì bà cũng kể sơ sơ chuyện con ngày xưa ở nhà ốm đau như thế như thế, cái vấn đề tâm linh tự biết như thế, và con đọc kinh Phật Bà chỗ ba chùa Hương như thế, và con gì phát nguyện ăn chay từ khi gì đọc kinh Phật Bà chỗ ba chùa Hương. Thế chú bảo là chú ấy khoe là chú khen là gì, ôi giời giỏi thế, người ở trong dân tộc đọc kinh xong một cái là phát nguyện ăn chay được luôn, phát nguyện đi tu luôn được ấy, đây là một việc ít có. Hãy bắt đầu là nghe chú nói như thế mình sướng từng ra, bắt đầu là khoe thành tích ăn chay của mình là như thế nào. Thế chú cứ thế, càng kể thì chú càng ôm bụng chú cười. Thấy chú ấy cười thì mình lại gì, càng nghĩ là chú ấy cười mình là gì, mình cười chú ấy cười mình là vì chú ấy gì, chú ấy khen mình cho nên chú ấy cười. Hóa ra đến cuối cùng chú bảo là ôi dồi ôi, thế này mà bảo là ngộ đạo, thế này mà bảo là hiểu Phật và đi tu. Chú ấy bảo là ăn chay không phải là không ăn muối, mà ăn chay có nghĩa là không ăn thịt chúng sinh mới gọi là ăn chay. Thì lúc đó mình mới ngớ người ra, mình mới nghĩ là ô, thế hóa ra cái ông cụ kia, ông bảo là ông gặp sư cụ ở dưới quê nhà ông rồi, ông bảo ăn chay là chỉ ăn gì, ăn rau và không ăn muối, hoặc là ăn thịt luộc không ăn muối, không có chấm muối là ăn chay. Đó, từ khi đó tôi biết lại là ăn chay là đích thực là gì, là không được ăn thịt chúng sinh. Thì bắt đầu từ hôm đó, nó rơi vào ngày đâu tầm 10-12 âm lịch tháng 2 thì phải. Bởi vì sao vào chùa được có 4 ngày mà. Thì biết được cái câu chuyện đó thì bắt đầu lại lên trên Tam Bảo Chùa Hương và phát nguyện là con bây giờ mới biết là việc ăn chay thực sự ở trong cửa Phật là không ăn thịt uống huyết của chúng sinh. Cho nên phát nguyện đời này kiếp này dẫu cho thịt nát xương tan cũng thề với Đức Quan Âm và Đức Phật là gì, con không bao giờ động đến gì, đến xương máu thịt và chúng sinh, cho dù thịt nát xương tan con cũng không bao giờ ăn. Lập thệ nguyện như thế ở trước Tam Bảo Chùa Hương. Sau khi 4 ngày vào chùa, ngày mùng 8 tôi vào chùa thì ngày 12 tháng 2 năm 94 tôi phát được cái đại nguyện như thế. Và các vị biết do cái tâm phát đại nguyện như vậy
Năm 2009 tôi đi học trường trung cấp Phật học Hà Tây, tôi bị một cái trận ốm mà ngày đó tôi nhịn ăn, tôi chỉ ăn một bữa, sáng không ăn, tối không ăn, ăn duy nhất một bữa trưa. Cho nên tôi, thân hình của tôi nó tiều tụy đến cái mức là chỉ còn có 37 cân 8 lạng đó, là đi cả đôi dép cao su. Đôi dép cao su nó phải đến hơn cân, còn thực tế thì chỉ được 36 cân mấy lạng. Nó gầy đến mức như thế. Và bị một cái trận gọi là, các bác sĩ họ bị một trận ốm, tôi bị một trận ốm. Các bác sĩ bệnh viện Hà Đông đi ra khám và bảo là trường hợp là thầy này bị suy nhược cơ thể toàn phần, thiếu chất dinh dưỡng toàn phần, cho nên nay cũng không thể chữa được, truyền nước cũng không được mà chỉ có ăn thôi. Truyền nước thì nó không vào, ốm nó gầy quá nên cái mạch máu nó teo hết, là truyền nước nó không vào. Thế các bác sĩ bảo là suy nhược cơ thể toàn phần, thiếu chất dinh dưỡng toàn phần, đó là cái gì cũng thiếu. Vì ngày ăn có một bữa cơm, mà một bữa cơm cũng chỉ ăn có hai lưng bát cơm thì xong rồi thôi. Mà học thì lại nhiều, lại còn phải đi đi xe đạp đi học thêm nữa, đi xe đạp đi học bổ túc nữa. Ở tận Hà Đông lại đạp về Quốc Oai học, xong lại thứ bảy chủ nhật phải đạp về chùa để lo việc chùa chiền nữa, ở trong Yên Sở Hoài Đức nữa. Cách nhau như vậy đến, nếu mà đi như vậy đi cả một vòng như phải phải đến 70-80 cây số đoàn thợ xe đạp đó. Nhưng mà vẫn cứ đi như thế, cho nên nó gì mà ăn thì ăn có một bữa, nó tiều tụy như vậy. Bác sĩ bảo là vậy, bây giờ bác sĩ bảo không thể chữa được bệnh cho thầy. Cái bác sĩ trưởng khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện tỉnh Hà Tây ngày đó, bác bảo là không thể chữa cho thầy được. Thế bác bảo trường hợp này thì chỉ có một cách duy nhất là phải ăn. Thế tôi hỏi ăn cái gì? Bác sĩ bảo thứ nhất là phải ăn đầy đủ ngày 3 bữa. Thứ hai là phải bồi bổ sức khỏe. Thế khi đó cũng có một Phật tử là bác sĩ, chồng là công an, vợ là bác sĩ, làm việc ở trong bệnh viện, làm y tá, cô làm y tá điều dưỡng. Nhưng mà cô rất quý thầy, vì là khi đó thầy hay lên giảng ở trên, giảng tập sự ở trên trên trường, là các cô bảo nghe pháp các cô quý lắm. Cho nên cô bảo thôi thì bây giờ thì thầy phải ăn, hắn ăn theo như lời bác sĩ chỉ định. Và cô bảo, tôi bảo thì không, tôi không ăn đâu. Không thế, tôi không ăn đâu. Thôi thì nếu mà mệnh mà còn đó, thì tu thì học tiếp, mà mệnh mà hết đó, thì thôi, Phật cho đi đâu thì đi, nhất định không ăn. Và bác sĩ bác bảo là cái thầy không ăn thì không bao giờ thầy khỏe lại được. Không bao giờ, tôi hứa với thầy là thầy không bao giờ khỏe lại được nếu như thầy không ăn. Thế cái cô y tá kia thì tuy cô mới, cô học Phật nhưng mà cũng mới học Phật thôi, cho nên cô không hiểu. Cô bảo cứ khuyên là thôi thầy nghe bác sĩ đi, bác sĩ là giỏi nhất, bác sĩ trưởng khoa là giỏi nhất bệnh viện của con về về cái khoa của con rồi đấy. Và bác sĩ nói mà thầy không nghe thì chúng con không thể nào mà giúp cho thầy khỏe được. Bởi vì truyền nước bây giờ nó không vào nữa, yếu quá truyền nước nó không vào nữa, thầy làm thế nào? Thế nhưng tôi bảo là bụng bảo dạ và nhất định thà chết chứ không bao giờ phá hủy cái lời thề của mình trước điện Tam Bảo Chủ Hương với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sau khi 4 ngày vào chùa, nói rằng dù thịt nát xương tan cũng không bao giờ dùng máu thịt xương huyết của chúng sinh để bồi bổ thân thể của mình, cho dù là gì, chỉ một là miếng rất rất nhỏ thôi, như que tăm thôi, như đầu que tăm thôi, cũng không thể, cũng không thể phát nguyện như thế. Cho nên là thà chết chịu chết chứ không gì không ăn thịt chúng sinh. Và vì tôi thì tôi không ăn thịt chúng sinh, vì vậy mà bác sĩ bảo là không thế thì bác sĩ nói với tôi là nếu mà thầy không ăn thì tôi hứa với thầy, tôi nói đảm bảo với thầy, thầy không bao giờ khỏe lại được. Cô y tá thì bảo là con ngày mai con sẽ mua quả tim để con hầm cho thầy. Mình bảo cấm không được làm, nhưng mà cô ấy làm thật, cô vẫn cứ mang ra và cô bắt mình phải ăn. Mở cặp lồng ra mình mới thấy mùi một cái là mình đã buồn nôn rồi, tí nữa thì nôn ra trong phòng rồi. Và cô bắt mình phải ăn, nhưng mà nhất định không ăn. Vì nhất định không ăn thì thay vào cái gì? Là thần chết đến đón tôi. Thì bắt đầu từ ngay cái buổi trưa buổi chiều ngày hôm đó thì tự nhiên nó cứ khỏe dần, khỏe dần, khỏe dần. Và một tuần sau thì được xuất viện ra về. Và hôm nay mới được ngồi đây với các quý vị. Do giữ được gì? Do giữ được cái lời đại nguyện của mình. Nếu mà hôm đó tôi ăn thì chưa chắc là hôm nay tôi gặp các quý vị, mà có thể bây giờ ở dưới, ở thật sâu sâu ở trong gì, trong cái quái núi Thiết Vi đó. Núi Thiết Vi đó, thì trong kinh Địa Tạng là núi Thiết Vi, trong đó là các địa ngục ở trong đó. Thì khi đó là gì? Bây giờ tôi là gì,
đang chịu này những trận đòn roi dao kiếm của Ngưu Đầu Ngục Tốt ở trong đó, chưa chắc đã là gì, đã là được phảng phất ở trong cõi quỷ thần u minh đi dạo chơi đâu đó. Cho nên ở đây qua cái câu hỏi và câu chuyện của Phật tử này thì thầy khuyên, tóm lại chốt lại khuyên là gì? Phải hứa ngay từ ngày mai, nếu như tối nay nghe được thầy giảng pháp, hứa ngay từ ngày mai thì mới ổn, bằng không thì có khi lại chuốc họa vào thân. Và Phật tử này lại hỏi tiếp là con cũng, thầy cũng cho con hỏi, con muốn xuất gia ở chùa Khai Nguyên thì cần có những điều kiện gì ạ? Điều kiện gì? Lòng tin. Có lòng tin không bị thoái chuyển vào Tam Bảo. Có lòng tin gì? Vào thầy và chúng tăng ở nơi đây có thể đem lại sự an bình, sự bình an, sự tịnh lạc và sự giải thoát cho mình ở ngay đời này và vĩnh viễn không bị khổ đau ở đời sau. Chỉ cần một điều kiện ấy thôi. Và Phật tử này lại nói tiếp là nếu như mà bố con bị liệt cả, nếu như mà bố con bị liệt cả đời không làm được việc sinh hoạt cá nhân thường ngày, mà việc đó để mẹ con làm và nhà con còn nợ tiền thì con có đi được không ạ? Như thế có là bất hiếu không ạ? Thầy hoan hỷ giảng cho con được hiểu. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Ở trong cái trường hợp này thì nếu mà thực sự mà rút ra đi được thì cũng rất khó. Vì Phật tử này hỏi nếu mà đấy, chắc là bố đang ốm, đang mệt, đã bị liệt, nhưng mà bảo nói liệt cả đời mà chỉ để cho mình mẹ chăm sóc. Vị này đi tu như vậy thì có phạm vào cái tội bất hiếu không? À, xin thưa các quý vị và kể cả Phật tử này, ngày xưa khi mà thầy xuất gia, ông cụ thì nát rượu, chẳng nhìn mặt vợ con đến mấy năm. Mẹ thì gì cũng yếu, hai em thì gì cũng bệnh, mà nhà thì gì cũng rất nghèo. Vì sao mà nghèo? Vì khi ông bà mới ra tòa ly hôn nhau á, thì mẹ thì nuôi anh trai thì bị bệnh, còn thầy á, với là hai cô em gái bên dưới thầy thì ở với bố. Bố thì nát rượu, không đi làm cái gì. Và 12 tuổi thầy đã phải gì? Phải đi lên rừng để kiếm củi, bán từng cái gánh củi rất nhỏ thôi, bán cả một gánh củi, đi một ngày đi củi và ngày hôm sau buổi sáng đi bán cái gánh củi đó mới đong mới gì mới mua được một nửa cân gạo, tức là một cái bò gạo nó 5 lạng đó, và về thì nấu cháo và nấu với củ rừng ăn 2 ngày. Nghèo đến mức độ như thế. Và đến năm sống thì khoảng 2 năm như thế, là đến năm 14 tuổi ở với ông cụ, nghĩ rằng á, ông cụ sẽ nhìn vào cái sự chân thành của đứa con trai của mình mà thay đổi được, và không rượu chè, bớt rượu chè đó, chứ nói là không thì đã khó. Nhưng mà càng ngày ông cụ lại càng đi sâu vào con đường rượu chè hơn, tuy không cờ bạc nhưng chỉ có uống rượu thôi. Tôi nghĩ rằng vì có thể là vì do ông bà không chung sống được với nhau, cũng chỉ vì ông gì, ông uống rượu, mà rượu say vào rồi thì chửi vợ, đánh vợ và chửi con. Tôi thì không bị đánh, vì ông cụ là thương tôi nhất nhà, cho nên tôi không bị đánh lúc nào, cho dù lúc say rượu đi chăng nữa. Nhưng ngày xưa vẫn nghĩ là gì, tôi là con trai cưng nhất của nhà, là trưởng dòng họ sau này, thế đem lại vẻ vang cái dòng họ sau này. Nhưng thực tế mình có cái gì đâu mà đem lại vẻ vang cho dòng họ. Thì học thì có lớp 4, 6 năm mới có bốn lớp, mới lên được có lớp 4, tức là ngu gì, ngu dốt đến gọi là các cụ ngày xưa nói là dốt đặc cán mai, dốt dài cán thuồng. Thì làm được cái gì mà đem lại cái vinh quang hay niềm vui cho dòng họ đâu. Nhưng mà ông cụ vẫn cứ nghĩ là nó là con trai được quý nhất, vì anh trai thì bị bệnh tật nguyền từ bé bị bệnh, còn mình là con trai khỏe mạnh. Cho nên ông có chửi á thì chửi mẹ, chửi chị gái, chửi anh trai và chửi hai cô em nhỏ, mình thì gần như không bị chửi. Có cái gì cũng gì ngon ngon cũng được gì phần nhiều hơn. Nhưng mà khi sau này khi mà vợ chồng mà
không hòa thuận được với nhau như vậy, ông không còn chỗ nào để dốc bầu tâm sự về rượu nữa, thì bắt đầu ông lại quay lại ông chửi mình, thế là chửi thầy đó. Từ năm 12 đến năm 14 tuổi đi làm kiếm củi nuôi các em, thậm chí là nuôi cả bố như vậy, mà khi say rượu về ông vẫn gì, ông vẫn chửi bình thường, nhưng đánh thì không. Thế nhưng mà một hôm ấy, một hôm vì ông ấy chửi mà tức quá thì thầy cãi lại. Cãi lại bắt đầu ông ấy, ông bảo mày dám cãi tao, thế là ông ấy vác dao, ông bảo mày cãi tao thì tao sẽ chém chết mày. Thế là ông cầm dao ông đuổi. Đuổi thế là thầy chạy. Chạy và khi vừa chạy vừa nói là gì, thế ông không cần tôi thì thôi, thì tôi thì tôi không ở với ông nữa. Thì lúc đó trong lòng thì nghĩ là ta sẽ đi gì, lang bạt kỳ hồ và đi gì, đi bụi đời. Nhưng đi chạy đến, vừa chạy chạy hết đến đầu làng một cái thì nghĩ là mình đi bụi đời. Thì trước khi đi bụi đời thì thôi, phận làm con thì 2-3 năm qua mẹ không lên thăm mình thì thôi, mình cũng chẳng có coi bà ra gì nữa. Trong lòng nghĩ thế, nhưng mà thôi dù sao lần này đi bụi đời là lần cuối cùng xuống thăm bà một cái. Tức là xuống thăm mẹ và thăm anh một lần cuối cùng để đi bụi đời, tức là đi giang hồ đó. Vậy khi lúc đó là chẳng còn con đường nào khác là đi giang hồ. Cho nên đi xuống thì mình cứ nghĩ là sau mấy năm mà mẹ không lên thăm mình ở dưới quê ngoại là mẹ sướng lắm, nghe mọi người đồn rằng mẹ mày sướng lắm, mẹ mày bây giờ từ khi mà bỏ bố mày bây giờ là mẹ mày ăn trắng mặt trơn, tức là ăn gì, ăn cơm không phải độn sắn, không phải độn ngô nữa, thì gọi là ăn trắng mặt, thì ăn mặc đẹp đẽ và ăn trắng mặt trơn. Thế mình nghe người ta nói như vậy mình cũng hận, càng hận bà hơn. Nhưng khi xuống tận nơi thì mới thấy là gì, quả thật không phải thế. Hai mẹ con bà ở cũng rất vất vả, ở có ba cái gian nhà vách đất bé bé xíu thôi, trên thì lợp tranh, và cái vách đó thì được lợp bằng cái phân trâu, được làm một cái phân trâu trộn với đất. Các vị xem trong phim Ấn Độ á, thì nhà của bà mẹ tôi ngày xưa ở cũng như thế, với anh tôi ngày xưa về quê ngoại ở như thế. Ba gian nó khoảng bằng cả cái phòng này, trong đó có cả bếp núc rồi nấu nướng tất tất cả trong đó. Cái vách thì lấy cái cây vách tre đan ra như ở ngoài cái lán, cái nhà lán ở ngoài cửa chùa. Các vị biết vì sao mà tôi lại thích cái nhà đó? Vì tôi muốn thì tôi muốn để lại một cái, làm cái kỷ niệm rằng thì ngày xưa tôi chưa xuất gia, gia đình tôi ở cái nhà như thế, và để cho gì, nhắc nhở tôi rằng á, bây giờ xuất gia rồi xây chùa to cảnh lớn chỉ là để thờ Phật thôi, còn bản thân mình là không gì, không được quên là mình từ cái chỗ bần hàn đó mà gì mà ra đi, và mình phải sống làm sao đó, phải cống hiến cho Tam Bảo và cống hiến cho đất nước và cho Phật tử, chứ đừng có gì, đừng có lo để chăm chăm để hưởng thụ, đừng có lo để ăn chơi trác táng, vân vân và vân vân. Chính là để nhắc nhở, chứ để nhắc nhở mình. Cho nên mấy hôm vừa rồi mấy đệ tử tôi nó muốn phá đi, tôi nhất định không cho phá. Nó phá đi để trang trí cảnh quan lễ hội hoa hồng cho nó đẹp, tôi nhất định không cho phá, vì nó không hiểu ý của tôi. Cho nên tôi xuống thế, tôi thấy cái mẹ và anh trai tôi ở cái nhà nó như là cái chuồng trâu như vậy, của nhà người ta như vậy, thì tôi mới thấy rằng hóa ra 3-4 năm vừa qua là gì? Mẹ mình cũng khổ như mình vậy. Người ta khổ thế nào thì thấy cái nỗi khổ của mẹ mình và anh mình thế nào, thì lúc đó mình mới nghĩ là hóa ra thì cũng không sung sướng hơn gì mình, và cho nên tôi mới quyết định là không đi bụi đời nữa, và thì ở lại với mẹ. Thì quyết định ở lại với mẹ thì ông bác hai mà ông cho mượn cái mảnh đất để làm tạm cái nhà hai mẹ con ở đó. Lúc trước thì ông bảo là cho hai mẹ con nhà mày, vì nhà sinh được 3 anh em, hai anh trai và mẹ tôi là gì, là Út, là cô Út, 3 anh em. Thì cái mảnh đất là mảnh đất của các cụ để lại cho. Thì bây giờ thì mẹ tôi bảo đi lấy chồng không ở được với nhà chồng thì cho về. Thì ngày đó thì còn hai bác, cả bác cả bác hai đều còn cả. Hai chị dâu cũng còn cả. Thế họp nhau lại thì bảo thôi thì bây giờ mày đi lấy chồng không ở được với chồng, thế về thì có thằng con tàn tật như thế thì thôi, thì ở xa cũng không làm được cái gì, thôi thì cho một tí, một cái mảnh vườn, chia cho khoảng cái mảnh vườn đó khoảng 5 phần thì chia cho một phần, thế được khoảng độ tầm cho khoảng 300 mét. Nhưng khi tôi xuống một cái thì vợ chồng ông bác hai lại thay đổi và không cho nữa, và bảo nói rằng đây là đất của tổ tiên đã di chúc cho gì, cho tao rồi, bây giờ nhà có ba mẹ con nhà mày thì đi vào trong bãi tha ma mà ở. Cho nên là tôi lại phải đi, ngày thì đi đào đáy vàng, đêm thì đi về để đắp nền nhà và san hố, san cái hố hung táng của họ chôn đấy, vào bãi tha ma ở thật. Đúng là vào bãi tha ma ở thật. Cái nhà tôi đang ở bây giờ là phải lấp phải đến hàng trăm cái hố tha ma ở đấy.
cứ đêm đi vào để sáng trăng thì làm, mà trời không sáng trăng ấy, thì thắp cái đèn dầu lên để làm. À, khoảng 2 tháng như thế thì san được hết những cái hố tha ma và san được cái nền nhà, và chuyển cái nhà, lại chuyển cái nhà nhà danh vách không được vách nứa nữa, mà là cái vách bằng gì, bằng đất và phân châu. Đó, chuyển vào đó để ở. Ở thì lúc đầu xuống thì xuống chưa có ruộng thì đúng là nghèo đói thật, nhưng khi xuống đấy thì mình mới nghĩ là gì? Tôi cũng có một chút cái trí, nghĩ rằng là cha mẹ mình, là gia đình mình nghèo khổ là do gì? Cha mình uống rượu, nát rượu. Chứ ngày xưa ông đi bộ đội về và ông còn trẻ thì ông không có nát rượu thì ai cũng thương, nói cái gì ai cũng nghe và cái gì cũng làm được, khéo tay hay làm. Vì ngày đó nhà tôi là ở trên quê nội, là ông cụ xây được cái nhà xây, là cái nhà xây thứ hai ở trong làng, sau cái nhà giàu nhất làng. Cái nhà có truyền thống giàu, truyền thống giàu nhất làng xây được nhà, thì nhà tôi là xây được thứ hai, là từ năm 80 mấy, xây được năm, từ năm 81, 82 là có nhà xây. Tức là ngày ở trong quê tôi ngày xưa toàn ở nhà sàn với là nhà vách, nhà nứa, tranh nứa vách đất và lợp phân, chát phân châu, chát đất vân vân. Nhưng mà sau này thì khi mà nát rượu thì ông lại gì? Ông lại thành con người như thế. Chưa nát rượu thì con người khác, mà nát rượu và con người khác. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là uống rượu là một gì? Một việc rất ác, không có lợi cho gì? Cho trí tuệ và cho sự phát triển trí não hay là cái đức hạnh của một con người bình thường thế nào cả. Cho nên Đức Phật trong giới cấm của Đức Phật là gì? Cấm uống rượu. Và có thể là gì? Từ cái chỗ khổ đó mà gì, mà tôi muốn thoát ly những cái sự khổ đau ngay trong một đời, và không muốn gì nó dây dưa sang nhiều đời khác nữa. Vì vậy mà khi xuất gia tôi cũng phát ra 3 đại nguyện để mà thực hành. Cái nguyện thứ nhất đó là, đó là nguyện là sau khi ra khỏi lũy tre làng, tức là đi tu đó, cho dù khó khăn gian nan vất vả đến đâu, dẫu cho là thịt nát xương tan, không bao giờ quay trở lại lũy tre làng, tức là không bao giờ đi trở về khi mà mình chưa là một, chưa phải là một vị sư. Tức là trên đầu còn tóc á, dù thịt nát xương tan, không bao giờ quay lại lũy tre làng, dù cho đói khát khổ cực đến đâu, không bao giờ quay lại lũy tre làng. Vì vậy mà khi tôi xuất gia tôi đi tu, tôi khổ lắm. Tôi khổ đến nỗi bây giờ mà có thể viết thành một quyển tiểu thuyết, một quyển tiểu thuyết có thể là còn khổ hơn cả là Lục Tổ Hệ Năng khi mới đi tu nữa. Nhưng mà gì? Vì cái đại nguyện của mình tôi đã vượt qua tất cả. Đấy là cái nguyện thứ nhất. Cái nguyện thứ hai là nghe cái ông cụ nhà hàng xóm đó, ông ấy cụ ấy kể là tôi hỏi đi tu thì phải như thế nào. Ông cụ bảo là đấy, đi tu thì vào tóc, bước đầu vào làm chú tiểu, cạo tóc làm chú tiểu. Sau 3 năm để học hành tinh tiến ngoan ngoãn thì được thầy thương, thì cho thụ giới lên sư bác. Thì sau đó khoảng 5-7 năm, chục năm thì gọi là lên sư thầy. Thì tôi với cũng thầm nguyện ở trước khi đi tu, thắp hương trước ban thờ tổ tiên. Nguyện thứ nhất là dấu thịt nát xương tan, đầu còn tóc, tức là chưa thành sư, không bao giờ quay lại lũy tre làng. Nguyện thứ hai, trong 3 năm là phải ngoan hiền chịu khó, để làm sao để thầy thương, để thầy cho được thọ giới sư bác. Tức là phải phấn đấu, phát nguyện làm sao là 3 năm là phải lên được sư bác. Đây là nguyện thứ hai. Và cái nguyện thứ ba, đó là nguyện theo Đức Quan Âm là gì? Là một đời này phải giải quyết xong vấn đề sinh tử, thành Phật để phổ độ chúng sinh. Nhưng cái này thì sau này mới biết là rất khó. Nhưng ngày đấy nghĩ là Quan Âm tu được, mình cũng tu được. Nhưng bây giờ thì mới thấy cái nguyện đó không phải là gì, không phải dễ. Khi tôi xuất gia ra đi, gia đình tôi thì kinh tế còn rất khó khăn. Vì sao mà khó khăn? Vì trước đó anh trai mất, tôi thì bị ốm hơn 1 năm trời, cứ đi viện đó. Ở nhà thì có thể nó bình thường, thì ốm, ốm lên viện thì nó lại khỏi, cứ như vậy. Mà mình đi khám mà không phát hiện ra bệnh gì, thì bà cụ ở nhà thì đi xem họ bảo cái trường hợp này là bị gì? Bị bệnh tâm linh, cho nên phải trình đồng mở phủ. Thế cho nên tôi ngày đó thì mẹ tôi cũng đè tôi ra để trình đồng mở phủ cho tôi. Khi mà trình đồng mở phủ, cái ông thầy ông đến, ông cho một cái mâm lễ trên đầu tôi. Ông bảo tôi quay đi, tôi chả biết quay kiểu gì. Thế nên tôi không biết quay kiểu gì, bắt đầu là cho cái người đi hầu, thế cái ông thầy nó sang để nó cứ cầm dúi cái đầu tôi, nó cứ dúi quay gì, lắc lư thì mình nghe ông ấy dúi thì mình cũng làm theo cho nó sướng. Đó. Thế là bắt đầu tôi thành đồng bóng từ đấy.
tôi thành đồng bóng từ đấy. Nhưng tất nhiên trước đó thì cái vấn đề tâm linh thì nhiều cái không biết, tự nhiên tôi đã biết rồi. Ví dụ như là tự nhiên biết đọc thần chú này, tự nhiên biết đọc và biết viết chữ Hán này. Mà sau này khi tôi xuất gia rồi, có những cái chữ Hán mà ngày xưa tự nhiên tôi đọc tôi viết ra và y như thế. Cái đấy là những cái mà về tâm linh không thể giải thích được. Đó, cho nên ở đây ý tôi nói, tôi kể các câu chuyện của tôi đó để cho Phật tử này thấy rằng là gì, để cho Phật tử này, vì Phật tử này còn đang băn khoăn bố đang ốm bị liệt, nhưng mà nếu mà bố liệt cả đời như vậy để một mình mẹ ở nhà chăm sóc thì con có phải là đứa con bất hiếu hay không. Và Phật tử này xin là cái lời giảng của thầy để Phật tử này có niềm tin. Thì tôi ấy giảng thì rất khó có thể đại để cho Phật tử này giảng để Phật tử này hiểu được. Cho nên tôi lấy cái câu chuyện, chính câu chuyện của tôi, chuyện thật của tôi ấy, có thể nó còn khó cũng chẳng kém gì Phật tử này. Vậy mà tôi đã quyết định và xuất gia được. Và cho đến bây giờ, khi ngày tôi mới xuất gia, Phật tử này cũng nên biết là mẹ tôi bị cả dòng họ ngoại là gì, chửi, đuổi và cấm cửa. Thậm chí ông bác cả còn chửi mắng mẹ tôi, chỉ nhục mẹ tôi ngay tại nhà của bác ấy. Đi ra kiểu đi ra mượn con trâu để đi cày. Thì nhà nghèo không có trâu nữa, không có trâu, cho nên ông bác cả ông bảo là mày cút khỏi nhà tao, mày đừng có bước vào khỏi cái gì, không được bước vào cái gì, cái mảnh đất của nhà tao. Vì gì, mày nuôi con mày ra mà mày không dạy được, mày để cho nó gì, cho nó đi chùa như thế làm mất mặt cả dòng họ nhà tao, khủng khiếp như thế. Có nghĩa là cái chấn động, cái dư âm của xã hội. Nói là một người đi chùa lại cho là một người gì, thất tình lục dục, rồi một người đi chùa là một người bần cùng trong xã hội, không làm được mà ăn mới phải đi chùa. Họ nghĩ như vậy. Một người đi chùa vì sao? Vì ngày xưa họ toàn nghe các bài hát là gì, chuyện tình Lan và Điệp. Đi chùa thì toàn là những kẻ thất tình lục dục như vậy. Họ đâu có biết gì cái tốt đẹp của đạo Phật là gì đâu. Mà chính mình ngày xưa cũng không biết mà. Do khi đọc kinh Phật Bà Chú Ba Chú Hang, Phật Bà Chú Ba Chú Hương biết một chút thì lại phát nguyện xuất gia thôi. Chứ trước đó có biết gì đâu. Cho nên ông bác cả ông ấy, ông ấy cấm bà mẹ tôi không được bước qua cửa nhà bố đẻ của mình, mẹ đẻ của mình, đồng thời cũng là nhà ông bác cả, ông ăn trưởng ở đó. Và mẹ tôi, các vị biết bà khổ đến mức độ nào. Được may mắn được ông chồng ấy, thì tức là ông bố của tôi, từ khi mà được tôi khuyên về thì ông về quê ngoại, ông giảm đi uống rượu là khoảng 7%. Tức là ngày ông chỉ uống 2-3 chén thôi, chứ không say xỉn như ở trên quê nội ngày xưa. Vì ông hứa với tôi là con cứ yên tâm để đi chùa 3 năm 9 tháng 10 ngày đi, bố sẽ không nát rượu nữa. Bố sẽ làm chỗ dựa tinh thần cho gì cho con. Vì tôi đã cảm hóa, ngồi nói chuyện mấy tiếng đồng hồ với ông ấy, mình cảm hóa được ông. Và gì, ông đã bỏ được rượu như thế thật. Ông bỏ được khoảng 70% và không say xỉn nữa. Và ông về thì quả thật là trong vòng mấy năm ở dưới đó ông rất là ngoan. Nhưng không may là khi cái lúc ngoan như thế thì ông lại bị tai biến. Ông bị tai biến. Khi đó tôi đi tu rồi, đang đi học trung cấp rồi, ông bị tai biến. Thì tôi cũng đưa ra viện để chữa cho ông ấy 6 tháng ở ngoài bệnh viện châm cứu trung ương. Nhưng mà cũng chỉ đỡ một chút, không thuyên giảm. Khi đưa ông về nhà thì ông bảo tâm nguyện của ông là không muốn mất dưới quê ngoại, ông muốn mất trên quê nội để ở với bố mẹ. Vì ông biết là bệnh không thể qua, thì cho về trên quê nội thì mất như vậy, mà tôi cứ thỉnh thoảng đi đi về về để chăm, để thăm thôi. Vì phải nhờ cái cô Út, tức là em gái của bố, để trông ông cụ cho đến cái giây hơi thở cuối cùng. Đó, cho nên ở trong hoàn cảnh của tôi, có thể gì cũng chẳng khác gì hoàn cảnh của cái vị Phật tử đưa câu hỏi này. Và thậm chí hoàn cảnh của tôi có thể nó còn điêu tàn hơn nữa. Vậy mà tôi vẫn rứt ra tôi gì làm theo lời Phật dạy được. Còn Phật tử này á, hỏi là cần điều kiện gì, tôi bảo là có niềm tin và có nghị lực, thêm một chút ý chí và nghị lực nữa thì chắc chắn sẽ làm được những cái điều của mình. Có thể mình mà phát nguyện mình làm được cái điều đó thì sẽ rất tốt cho sau này. Giống như trên bây giờ tôi, bây giờ chẳng hạn, tôi bây giờ không chỉ mẹ tôi bị dòng họ đuổi nhưng ngày xưa nữa, mà bây giờ cả dân cả làng ai nhìn thấy mẹ tôi cũng phải gì bảo quý hóa quá, sinh được đứa con như thế mới gọi là sinh con. Ấy, ngày xưa thì ai cũng chửi, ai cũng nguyền rủa. Thậm chí bà cụ tôi, sau này tôi về mấy năm sau tôi đi tu về, tôi
học hành khá khá rồi tôi về thì bà cụ mới vừa khóc vừa kể rằng đấy, bây giờ sư ông như thế chứ ngày xưa sư ông có biết tôi khổ như thế nào không? Tôi đi ăn cơm, đi uống rượu họ hàng với bạn bè, tức là đi ăn mừng một tiệc cưới họ hàng á, tôi ngồi vào một cái xó gì, một cái góc tối nhất, góc sâu nhất, và tôi đến đó tôi chỉ cắm mặt cắm mũi tôi ăn có một hai bát, bằng cái là tôi gì, là tôi đứng dậy tôi về, tôi không dám ngồi nói chuyện, vì nói chuyện ở đâu người ta cũng xì xào, người ta bảo đấy, sinh con ra chả dạy được con, nếu để nó ở nhà có khi bây giờ nó cũng lấy vợ rồi, nó có con rồi, bây giờ để nó đi tu như vậy thì nhục nhã, đi đến ăn đám cưới người ta mà bây giờ con thì mình chả có thì mấy, vân vân này vân vân, thế là lại tủi về khóc một mình đó. Như thế. Nhưng mà bây giờ thì sao, từ già đến trẻ tôi về xã thì từ bí thư chủ tịch, từ gì những thậm chí là hôm rồi lên về trên huyện thăm ở huyện, bí thư chủ tịch huyện cũng thì cũng đoán trước rất là long trọng, rất là cung kính, rất tôn trọng, không như là hơn 20 năm trước họ coi mình là một kẻ gì, một kẻ là bất hiếu, một kẻ là trốn chạy đó. Cho nên đây cũng nói thêm như vậy để Phật tử này có thêm cái niềm tin để quyết định thế nào cho nó đúng. Đức Phật nói ở trong kinh là gì? Một người xuất gia đắc đạo có thể độ được cửu tộc sinh thiên, tức là độ được chín họ sinh thiên, cửu tộc tức là chín họ sinh thiên, nhưng mà phải đắc đạo cơ chứ, còn mà tu mà không đến nơi đến chốn thì bản thân mình còn gì, còn vào địa ngục, vào ba đường ác, chứ đừng nói là độ được ai cả đó. Thế đấy là xin trả lời cái câu hỏi của Phật tử này như vậy. Một Phật tử nữa hỏi rằng mẹ con có theo các thánh như ông Bảy Cậu Bé, ông Hoàng Mười, vân vân. Con nhiều lần khuyên mẹ con nhưng không có được. Thầy giúp con trả lời là tại sao mình không nên theo như vậy? Và có cách gì mẹ con bỏ được và chỉ nghe theo Phật không? Vì mẹ con thực sự rất tin vào thánh. Mấy lần có nhiều công việc mẹ con không biết giải quyết sao mà nhờ vào thánh mẹ con đã giải quyết được ổn thỏa. Con cũng không biết phải khuyên mẹ con như thế nào nữa. Mẹ con cũng rất tin Phật, nhưng vẫn còn sát sinh. Vì chưa hiểu nên chư tăng mẹ con cũng không kính, nhiều lần cũng đã nói những lời không hay. Tội ấy chắc nặng lắm thầy nhỉ. Làm thế nào để mẹ con hiểu ra và biết đến Phật Pháp được ạ? Con tụng kinh Địa Tạng cho mẹ con thì có được không ạ? Đó. Có một Phật tử này hỏi là có người mẹ là chỉ tin theo thánh, đi theo các cô, các cậu, ông Hoàng Bơ, Hoàng Bảy, Hoàng Mười, đi đồng bóng, nói nôm na đi theo đồng bóng. Cũng có tin Phật, nhưng mà gì? Nhưng mà không tin tăng. Tức là không kính các sư. Thì có thể là bây giờ nhìn thấy các sư đi ngoài đường ăn chơi, để phóng xe máy vèo vèo, thậm chí là đi quán hát karaoke, đi tắm biển, ăn mặc thì lòe loẹt, ăn thịt uống rượu vân vân chẳng hạn, cho nên nó không khởi được cái niềm tin kính, hoặc một lý do nào đó mình cũng không tế nhị, mình cũng không biết rõ hết được. Nhưng mà nói nôm na lại là Phật tử này hỏi rằng bây giờ thì làm khuyên mẹ như thế nào để cho mẹ tin được, làm như thế nào, nói với mẹ nhiều lần rồi nhưng mẹ cũng vẫn không thay đổi, vẫn cứ tin thánh và không, cũng không sao, có một cái đức tin thế là cũng tốt rồi. Thế bây giờ thì Phật tử này thì cách tốt nhất là Phật tử này phát nguyện tụng kinh Địa Tạng hàng ngày để hồi hướng đó, hồi hướng phần tâm linh trước đó. Và một cái điều nữa cũng có thể làm khéo léo đó là gì, Phật tử này lấy cái băng giảng kinh Địa Tạng của thầy ấy, hoặc là của Hòa Thượng Tịnh Không, hoặc của Hòa Thượng Tiên Hóa, mở cái băng giảng kinh Địa Tạng này ra một cái đoạn nào mà thầy và hoặc là Hòa Thượng Tịnh Không hay Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng về cái đoạn nào mà con thấy nó phù hợp với cảnh hoàn cảnh gia đình nhà mình. Cũng có nhiều đoạn thầy nghĩ hợp đấy, 102 bài giảng lần thứ nhất, 658 bài giảng lần thứ hai đó. Con có thể chọn ra một vài bài, cái khi ngồi ăn cơm hoặc là khi nào mẹ vui vui ấy, con ngồi con mở trong cái điện thoại của con hay cái đài của con làm sao cho mẹ con đã nghe câu được câu không, mà trúng vào cái đoạn mà nói về gì, nhân quả tội phúc báo ứng. Có rất nhiều những đoạn thầy kể về những câu chuyện nhân quả tội phúc báo ứng ngay trong hiện đời này đó, ngay trong hiện đời này luôn. Thế con cho mẹ con nghe được câu được câu mất như thế, câu không như thế, thế là gì, họ tò mò. Xong dần dần đó thì dần dần khi mẹ tò mò rồi, đến khi bữa ăn cơm
thì cứ ngồi vào ăn cơm, con mở bằng cái điện thoại, có cái đài nhỏ nhỏ, con mở lên lên gần cái chỗ ăn cơm và rồi con nghe. Đấy, nhưng mà bảo thực tế thì có thể mẹ con cũng nghe, bố con nghe, và anh chị hoặc là các em con cũng nghe, vân vân. Nếu trong gia đình có bao nhiêu người đều nghe được cả. Đấy, đều nghe được cả. Đấy, tôi kể cho các vị nghe và Phật tử này nghe đấy. Ở trong chùa tôi có một bác đệ tử bây giờ đang ngồi ở đây. Có ông bố ngày xưa đi xin xuất gia thì ông bố thương con quá, nhất định là không cho đi. Nhưng mà vì là gì? Cái bác ấy là gì? Nó nhất tâm nó xuất gia cho nên cũng phải chịu nó. Nhưng mà đặc biệt là gì? Không tin Tam Bảo, không tin cư sư. Vợ đi chùa về ăn chay thì suốt ngày mắng vợ và chửi vợ, nói vợ không ra cái gì. Nhưng ngay trong pháp hội Địa Tạng vừa rồi ông lên, ông dự thế là cảm hóa được ngay. Cảm hóa được ngay. Thế là vừa trước đó thì gì? Ông hay đi làm cái nghề gọi là sát sinh và đi bán thịt. Nhưng về một cái thì ngày xưa thì con gái đi tu rồi đấy, về lên sư cô rồi về khuyên thế nào ông không nghe và ông không tin. Nhưng vừa rồi lên dự pháp hội một cái, tự nhiên vào đọc kinh Địa Tạng theo đại chúng được hết một ngày. Rồi hai ngày, rồi ba ngày về thay đổi ngay. Và không chỉ có thay đổi là không đi bán thịt nữa, mà còn gì lại không ăn thịt nữa. Phát nguyện ăn chay, thế là từ hôm địa tụng kinh pháp hội Địa Tạng tới giờ từ hôm 13 cho đến hôm nay. Và phát nguyện ăn chay trường luôn. À, duyên nó đến thì bây giờ lúc nào cũng kè kè cái đài giảng kinh Địa Tạng của thầy ở bên mình mà mang theo. Đó. Cái duyên nó đến thì nhanh lắm. Nhưng mà thì trước đó thì 3 4 năm trời ai nói không tin, con gái đi tu về nói không tin, nhất định không tin. Mình phải có cái niềm tin mình, và con cứ nhất tâm con tụng kinh Địa Tạng và con làm theo cách thầy bảo, một lúc nào đó có thể thì con độ được mẹ con ngay trong kiếp này chứ không phải chờ đến kiếp sau nữa. Và thầy chờ tin con xem có làm được điều đó hay không. Một Phật tử nó hỏi là gì? Bố con 3 năm trước bị tai biến mạch máu não, bị liệt nửa người. Đến nay đã có đi lại được chậm chậm, nhưng còn một bên tay không cử động được nữa. Vậy con tụng kinh Địa Tạng bố con thì bố con có khỏi được bệnh không ạ? Con cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Có thể khỏi. Nhưng mà nếu mà không khỏi được á, cái bệnh về thân, thì điều quan trọng con hồi hướng và cho bố nghe pháp, đọc kinh cho bố nghe, đưa cái bài giảng pháp của thầy và hoặc là của bất cứ vị pháp sư nào, thôi cứ nghe bài kinh Địa Tạng của thầy hay của Hòa Thượng Tịnh Không hay Hòa Thượng Tuyên Hóa đi. Một lúc nào đó tâm vững rồi thì nghe bài của các thầy khác. Thầy thì giảng ở trong sơ học, thầy trình độ thầy nó kém, thì giảng cho những người gì, cho mấy người mới học đạo nghe, cho nên chương trình độ gọi là trình độ sơ cấp Phật học, cho nên con cứ lấy cái băng giảng của thầy bố con nghe nó dễ đấy. Con cứ cho ông nghe, và ông nghe thì ông nghe được và ông chịu khó ông niệm Phật được nữa, hoặc niệm Bồ Tát Địa Tạng được nữa, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát được thì rất tốt. Không niệm được to thì niệm trong tâm được. Đây con nói là bố con bây giờ cũng đã gì, tuy liền nửa người nhưng đến nay cũng đã đi lại được nhẹ nhàng chậm chậm rồi, thì có thể niệm Phật thầm, niệm Bồ Tát thầm ở trong tâm, hoặc niệm gì hơi hơi máy môi niệm khẽ. Rồi ngày không niệm được nhiều thì lúc nào rỗi ông niệm vài câu. Nhưng quan trọng con cho ông ấy nghe, lúc nào ông thích nghe thì nghe, không thích nghe thì ông tự tắt đi được, tắt cái đài đi được. Đó, như vậy để gieo cái duyên cho ông. Thì nếu mà mệnh mà còn thì có thể ông lại khỏe mạnh trở lại. Giống như ngày xưa khi mà ngày Ấn Quang Đại Sư kể một câu chuyện là thời thế kỷ thứ 17 ấy, cuối 17 đầu 18, có một cái gã ăn mày bị liệt cả hai chân, liệt từ bé cơ. Liệt cả hai chân thì khi đó hắn đi ăn mày, ăn xin thì nó cứ ở đầu đường xó chợ, người ta cho mãi, người ta chán, người ta không cho nữa, người ta chửi. Cứ đến gần hàng người ta chửi, người ta đuổi, người ta xua đi, người ta lấy đất, lấy đá, nó ném đi. Vì miếng ăn mà gì, anh ta khổ quá. Anh ta gì, chợ thì không xin được, nên anh ta lên cửa chùa anh xin. Nhưng xin ở cửa chùa mãi, họ đi chùa thấy mãi, họ cho mãi thì họ chán, họ không cho nữa. Cho nên anh ta đói khát cùng khổ sở như vậy, bò vào chùa để xin ăn. Thì thầy hòa thượng ở trong chùa mới bảo là vì miếng ăn mà gì mà con lại khổ đến thế ư? Thế thì cái gã ăn mày đấy bảo rằng là bạch thầy là gì, con ngày trước là vốn đi xin dưới chợ, nhưng mà gì trước họ cho, bây giờ không cho nữa. Thì mấy năm nay thì con lên xin ở cửa chùa của thầy, nhưng mà những một thời gian đầu là cho, nhưng bây giờ ông không cho, nó không hiểu tại sao mà con mà họ lại không cho mà còn chửi con nữa. Thế hòa thượng mới bảo rằng là vậy thì
Nếu mà con vì miếng ăn mà khổ như vậy thì thôi, thì bây giờ con có thể, ta có một phương pháp để làm cho con thì không khổ miếng ăn nữa. Nghe nói như vậy cái ăn mày cái mừng, có bảo bạch hòa thượng con phải làm sao, bạch thầy con phải làm sao. Thế hòa thượng nó bảo là vậy bây giờ nhá, vậy thì nếu mà con đồng ý ta sẽ cạo tóc cho con thành một chú tiểu ở trong chùa. Thế vị bảo bạch thầy thì con bị liệt cả hai chân như này, ốm đau chẳng làm được gì trong chùa thì có được không? Bảo được, chỉ cần gì con có cái hình tướng của gì của một vị tăng, của một vị sư thôi, thì Phật Bồ Tát chẳng để cho con đói đâu. Và sau khi cạo tóc xong thì cái đến khoảng 11 giờ trưa thì nó lết ra trước cửa chùa, vẫn mặc quần áo nâu rồi, bây giờ không mặc quần áo đời thường, nó mặc quần áo nâu, lết ra cửa chùa và bưng cái bát như vậy, thì từ đó quả thật là không bao giờ bị đói nữa. Rồi hòa thượng lại dạy cho cái phương pháp là chỉ niệm danh hiệu Đức Quan Âm, vì vị không được đọc được, không biết đọc biết viết, chỉ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm 3 năm như vậy. 3 năm như vậy, một hôm chú tiểu ấy nằm mơ thấy này, nằm mơ thấy một bà già, tức một bà cụ già đến thì bảo rằng á, thế 3 năm niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm như vậy công đức rất là lớn. Vậy thì con cầu cái gì, con có ước, có ý ước nguyện điều ước gì không, có cầu nguyện gì không? Thế chú tiểu mới bảo rằng á, con chỉ có một điều ước duy nhất, đó là gì? Cái đôi chân con được đi lại được để làm công việc chấp lao phục dịch cho chùa, làm công việc Phật sự để báo đáp công ơn hòa thượng trụ trì, vì con là kẻ gã ăn mày đói khát như thế, nhưng được hòa thượng trụ trì thương cạo tóc cho con, từ đó con không đói nữa. Nhưng mà con muốn làm công việc để báo đáp lại công ơn của thầy của tổ, làm công việc Phật sự trong chùa, muốn đi quét cái sân cũng chẳng làm được, con thấy xấu hổ và thấy hổ thẹn vô cùng, chỉ mong cho có đôi chân khỏe thôi. Nói với cái bà cụ già trong giấc mơ như vậy. Thế bà cụ già trong giấc mơ bảo vậy à, thế con có mơ như vậy, thế bây giờ đưa chân đây ta xem. Thế đưa cái chân ra mà cái bà cụ xem, bà cụ ấy gật gật, bà cụ ấy vuốt vuốt vài cái, và bà cụ bảo thế con đứng dậy con đi thử xem. Thế trong giấc mơ thấy như thế, thế là gì, cái chú tiểu ấy đứng dậy đi, thế đứng dậy đi thấy mình đi được một cái, thế là tỉnh ngủ xong một cái thì vị này gì nắn nắn xuống chân mình là gì, cua cua chân mình, trước đây thì nó cứng đờ nhưng bây giờ tự nhiên nó quay quay được và đứng dậy đi được thật. Đây là câu chuyện được ghi ở trong Ấn Quang Đại Sư Vân Sao. Chính Ấn Quang là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông ghi lại câu chuyện đó, chắc chắn là không có sai. Đó. Cho nên á, ở đây các cụ ngày xưa mới nói gì? Phật pháp nhiệm màu, có cầu thì sẽ có cảm thì sẽ có ứng, có linh và có thông. Đó. Cho nên ở đây Phật tử thì cứ nhất tâm để thử xem còn được hay không được, thì thầy không dám khẳng định trước được là con được hay không được. Bây giờ thầy bảo được mà bố con không được thì con lại mất niềm tin vào Tam Bảo, vì thầy cũng chưa có thần thông, thầy không phải là Phật Bồ Tát, thầy không phải là một ông thầy đồng bóng để đoán chức vận mệnh của người khác. Cho nên đây để tùy duyên đi. Con cứ tin Phật, nhất tâm tụng niệm, tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng cho bố của con, và nghĩ rằng, con không nghĩ là gì, nếu cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, nếu bố con mệnh mà còn thì được khỏe mạnh, ít nhất cũng đi lại được, tự do tự tại tự sinh hoạt được trong chùa, và không tụng kinh thì niệm Phật được. Còn mệnh của bố con mà hết thì nguyện Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Đức Phật Bồ Tát Địa Tạng vân vân đó, dẫn dắt cho bố con, thần thức của bố con thì ít nhất cũng được sinh trời người, hưởng phúc báo nhân thiên đó, có phúc đức, có trí tuệ và có thọ mạng, dần dần đó thì lại gặp Phật pháp và tu tập được thì sớm được giải thoát ở trong chính pháp của Đức Phật đó. Và thời gian cũng đã hết rồi, nhưng mà còn một câu hỏi hôm nay nữa. Hôm nay kể nhiều chuyện quá cho nên trả lời được ít. Thì các Phật tử đến thứ hai chúng ta lại, thì những Phật tử nào chưa được trả lời câu hỏi thì đến thứ hai để nghe tiếp. Nhưng còn một cái câu hỏi ở trong cái tờ giấy này thì thầy trả lời nốt đó. Một Phật tử nữa hỏi là: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy. Con kính chúc thầy mạnh khỏe, thân tâm thường an lạc. Con được biết thầy có trả lời các câu hỏi trực tiếp cho mọi người vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Con nghe vậy thấy rất hoan hỷ lắm ạ. Con có câu hỏi muốn nhờ thầy giúp con với ạ. Ở đâu? À đây đây, chạy ra đây. Ở nhà con có Phật đài tụng kinh Địa Tạng 24/24 ạ. À con có bật đài tụng kinh Địa Tạng 24/24 ạ. Con có tải kinh Địa Tạng thầy Thích Chí Thoát tụng và kinh Địa Tạng thầy
và các quý thầy khác cùng tụng, tức là các thầy chùa Khai Nguyên đó. Mỗi lần con nghe đến thầy tụng kinh là con lại nghe thấy tiếng gọi con thầy ạ. À. Con không nghe rõ là gọi gì cả, con chỉ nghe thấy tiếng gọi con thôi, không kể ngày hay đêm. Trong khi đó mà mỗi lần con nghe đến thầy Chí Thoát tụng là tuyệt nhiên con không nghe thấy tiếng gọi đó ạ. À. Con nghe thấy như vậy cũng đã lâu rồi ạ. À. Con cũng hay lên chùa Khai Nguyên vào các ngày Pháp hội ạ. À. Con không hiểu tại sao con lại nghe thấy tiếng gọi như vậy ạ. À. Con nghe thấy như vậy là sao vậy thầy? Có gì lo lắng không ạ? À? Thầy hoan hỉ trả lời giúp con với ạ. À. Lắm ạ, à, quá chắc là ngoan lắm đây. À, hơn nữa, ở xung quanh nhà con có rất nhiều nhà hàng mở ra, nào là thịt trâu, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thịt ngan, thịt gỗng, thịt nhím, thịt lợn, vân vân, nhiều lắm thầy ạ. À. Thầy cho con hỏi, con bật đài tụng kinh Địa Tạng như vậy có được không ạ? À? Thầy trả lời giúp con với ạ. À. Con nghe thấy như vậy con rất hoang mang ạ. À. Xin cảm ơn thầy ạ. À. Rất nhiều ạ. À. À, Phật tử này hỏi là ở gia đình thì thường có bật đài tụng kinh 24/24. Trước đây là hay bật đài tụng kinh Địa Tạng và kinh của thầy Thích Chí Thoát tụng cũng là kinh Địa Tạng, nhưng mà thấy không thấy gì. Nên từ khi mà bật cái đài tụng kinh Địa Tạng của các thầy ở chùa Khai Nguyên lên á, thì mỗi lần như vậy thì thường hay nghe thấy tiếng gọi nhưng mà gọi không rõ tên. Nên Phật tử này nói là như vậy hoang mang, cảm thấy cũng có một chút hoang mang, vì tụng nghe thầy Chí Thoát tụng kinh thì không thấy nghe tiếng gì, mà nghe thầy Thịnh với các sư ở chùa Khai Nguyên tụng kinh Địa Tạng thì cứ nghe thấy tiếng gọi mình, hoang mang. Và một điều đặc biệt Phật tử nói ở đây là chung quanh nhà mình có rất nhiều làm nghề gì sát sinh và quán ăn như là thịt trâu, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thịt ngan, thịt ngỗng, thịt nhím, thịt lợn, vân vân, rất là nhiều, nói là nhiều lắm ạ. À. Thì bây giờ thì theo thầy thế này này, chắc là cũng Phật tử này ở cái khu vực đó có nhiều những gia đình ở chung quanh mình sát sinh hại vật như vậy, thì cái oán khí, cái sự oan ức vì bởi cái sự mất mạng của những chúng sinh mà mất mạng một cách oan ức đó, nó không biết đi đâu, không biết bám víu vào đâu. Nay á, nó nghe thấy gì, thấy các quý thầy và Phật tử tụng kinh Địa Tạng, nghe thấy cái tiếng tụng kinh Địa Tạng, nó có duyên. Nó có duyên và gì? Nó muốn là gì? Mình tiếp tục mở và tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho họ. Cho nên á, họ gọi mình. Hoặc là chính những vong linh cửu hiền thất tổ gia tiên và người thân của mình đã mất nhiều đời nhiều kiếp đó, họ hoan hỷ, họ muốn là mình hóa độ cho họ như trong kinh Địa Tạng nói á. Cho nên á, họ gọi mình, có tiếng gọi như vậy. Nhưng mà do cái định lực mình chưa sâu, công đức chưa lớn, định lực chưa sâu, cho nên không nghe rõ là họ gọi cái gì, chỉ nghe thấy tiếng vang vẳng bên tai thôi. Cái gì cũng đừng có sợ. Trong kinh Địa Tạng nói đây, người thân về báo mộng, người thân về, hoặc là những người có duyên với chúng ta, họ về báo mộng cho chúng ta. Đây thì họ không báo mộng mà có thể họ gọi bằng cái tiếng như vậy. Đừng có sợ. Phật tử này có thể lại, có người lại đưa ra cái câu hỏi, tại sao cũng tụng kinh Địa Tạng, mở kinh Địa Tạng thầy Chí Thoát tụng, nhưng không nghe gì, mà tụng kinh Địa Tạng của thầy Thịnh với lại chùa Khai Nguyên thì lại nghe thấy tiếng đó. Đây là một cái điều rất khó để giải thích. Nhưng mà tôi có thể nói sơ qua như vậy. Vì đây là gì? Bản nguyện của chúng tôi vậy. Vì sao mà nói là bản nguyện? Vì bản nguyện của chúng tôi là khi hội tập xong bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng tôi muốn gì? Muốn đầu tiên là mình phát nguyện đọc tụng thọ trì. Tất cả các sư ở trong chùa, trong đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên đều cùng đọc tụng thọ trì. Và hơn 2 năm nay, bộ kinh này đã được in ra hơn 50.000 cuốn. In đến đâu hết đến đó. Cho nên, bằng cái đại nguyện của chư Tăng, bằng cái sự gì? Bằng cái sự hưởng ứng của hơn 50.000 Phật tử ở khắp nơi trên đất nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc chúng ta này. Cho nên, cái năng lượng của người đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng do chúng tôi hội tập ấy, nó rất lớn. Phải nói là nó rất lớn. Chứ còn cái bản nguyện, cái cũng là kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng của Hòa Thượng Chí Tịnh hay là Hòa Thượng Chí Hải hoặc một số các cư sĩ khác dịch ấy,
cũng là kinh Phật, cũng bộ kinh ấy, nhưng mà gì? Có ít người đọc tụng, có rất ít người đọc tụng. Các vị cứ xem, mà thậm chí có những tăng ni Phật tử còn coi bộ kinh đó một năm chỉ tụng vào gì, vào tháng Vu Lan báo hiếu thôi, hoặc là có người chết mới tụng thôi. Chứ còn chúng tôi gì, quanh năm ngày tháng hơn 2 năm nay, sáng chiều tối ngày nào cũng đọc tụng, phải đủ chọn cả một bộ, trừ những ngày pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm và pháp hội Quan Âm, tức một năm có gì có mấy ngày có hai pháp hội Quan Âm và hai pháp hội Trung Phong thì không tụng kinh Địa Tạng thôi. Còn các sư vẫn tụng kinh Địa Tạng. Trên dưới 50.000 Phật tử hiện nay đang tụng bộ kinh Bản Miệng Bồ Tát Địa Tạng này. Cho nên á, cái sự cộng hưởng, cái cộng hưởng của cái năng lượng và quang minh công đức sự chứng minh của chư Phật và Bồ Tát đối với bộ kinh này là gì? Là bất khả tư nghị, chẳng thể nghĩ bàn được, chẳng thể dùng cái trí thế gian mà nghĩ bàn được. Cho nên Phật tử bật cái kinh này lên một cái thì có thể quỷ thần và các vong linh cũng như các oan gia trái chủ và các gì? Thần thức của những cái con vật mà bị giết ở gần nhà mình kia, họ cầu cứu mình, họ muốn nghe mình gì? Mở cái bài kinh đó lên để họ nghe. Đó, mở bài kinh đó lên họ nghe, họ thích nghe bài kinh đó. Giống như các Phật tử mà rất nhiều các pháp sư, các hòa thượng thượng tọa giảng kinh, nhưng mà tại sao các vị lại gì? Lại không thích nghe. Mà nhiều người có những Phật tử ở nước ngoài, ở bên Mỹ, bên Pháp gọi điện về nói gì? Chúng con đã nghe rất nhiều các pháp sư, các hòa thượng thượng tọa nổi tiếng trên thế giới cũng như ở Việt Nam giảng kinh, giảng rất nhiều kinh. Con đã gì? Có người nghe 30 năm nay học Phật và nghe kinh, nghe giảng kinh. Nhưng mà khi nghe được gì? Chúng tôi giảng kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng năm 2015 cho đến nay, Phật tử này bảo rằng gì? Không lúc nào là rời cái đài, cóp vào cái USB và không bao giờ rời cái đài giảng kinh Địa Tạng của thầy. Đêm ngủ gì? Ngủ cũng gì mở kinh Địa Tạng cho đến gì? Nghe đến ngủ quên đi thôi, sáng hôm sau rồi lại bật tiếp. Trừ lúc nào tiếp khách thì mới gì? Mới tắt đi thôi. Còn khách ra khỏi nhà mà cái lại tiếp tục bật kinh lên để nghe. Nghe đi nghe lại, Phật tử nói là nghe cái lần thứ nhất mà nghe đi gì? Nghe được hàng chục lần rồi nhưng mà vẫn không thấy chán. Nói là mỗi lần nghe là một lần mới. Đấy là cái gì? Cái duyên. Cái nhân duyên. Chứ tôi không phải chúng tôi nói là chúng tôi giảng hay hơn các hòa thượng, các thượng tọa, nhưng cái duyên và cái nguyện của mỗi người. Đấy, cho nên ở đây thì chúng tôi chỉ có thể giải thích sơ sơ như vậy. Và Phật tử này thấy là hoan hỷ thì về cứ tiếp tục mở cái kinh Địa Tạng chúng tôi tụng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình nhẹ nhẹ thôi. Và đặc biệt là Phật tử này có duyên với những chúng sinh ở khu đó như vậy, thì Phật tử nên mỗi một ngày vào lúc buổi chiều chiều, lúc tụng kinh chiều á, nên nấu một bát cháo, hoặc nếu không nấu được thì mua lấy để cái gói cháo làm sẵn đó, cho thành ba bát cháo để vào cái mâm, cho là một chút gạo, chút muối nữa, một đĩa gạo đĩa muối để trong giữa ba bát cháo để chung quanh và để làm cho một nắm đũa, một nắm thìa lên đó, và để mấy cái bát không vào đó nữa. Thì cái lúc để tụng kinh Địa Tạng xong buổi chiều đó thì dành ra khoảng 10 phút thôi tụng cái biến cái thí thực ở trong cái quyển thí thực, có thể trong quyển Trung Phong có, hoặc là gì, trong quyển kinh Nhật Tụng có. Đấy, lấy ra một thí thực đọc từ nhược nhân dục liễu chi thôi, ngày nào cũng thế, để cho họ ăn và sau đây phát nguyện cho họ được đi đầu thai thoát hóa đi, khuyên họ đừng có chấp vào cái tấm thân đó làm gì, đó cũng là oan oan tương báo, nợ nhau nhiều đời nhiều kiếp mà nay mới gì mới bị làm cái thân xúc sinh mới bị họ giết đó, cho nên nó khuyên họ thôi đừng có ôm hận làm gì, đừng ôm hận làm gì mà theo lời kinh tiếng kệ mà đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới trời người, hưởng cái phúc báo ở đời sau và tu tập để cho mau thoát khổ. Khuyên họ như vậy thì công đức vô lượng, làm được như thế thì là gì? Phật tử này chính là một vị Bồ Tát ở khu vực đó đấy. Tôi chưa được là Bồ Tát đâu, nhưng mà Phật tử ở làm được như thế thì chính là một vị Bồ Tát để cứu tinh những gì, những hương hồn, những vong linh, những chúng sinh oan khuất, đặc biệt là những gì, những thần thức của con trâu, con bò, chó, lợn, gà, vịt, hiêu nai nhím nhức mà Phật tử nói lúc nãy. Đấy là một cái xóm lò mổ, chung quanh là rất nhiều người sát sinh hại vật và mở quán ăn như vậy. Đấy thì thầy khuyên như vậy, làm được như thế Phật tử sẽ chính là một vị Bồ Tát ở khu vực đó. Và làm một Bồ Tát ở khu vực đó thì sau này khi xả bỏ báo thân này thì chắc chắn tụng kinh Địa Tạng như vậy thì sẽ là một vị Bồ Tát ở trên cõi trời Đao Lợi, hoặc là một vị Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc trong tương lai là gì? Không xa vậy, 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 là gì?
không xa vậy là gì, không xa vậy là gì, không xa vậy. Về tâm linh á, bệnh viện, đi bệnh viện bao nhiêu lần không khỏi á, đến đây cũng có vài trường hợp chúng tôi chịu bó tay không thể làm gì được. Đó là trường hợp mà một cái bạn sinh viên học một trường đại học điện lực thì phải, ở dưới Hà Nội, nhưng bạn quê ở bên Đông Anh, đang đi học năm thứ tư thì tự nhiên là bị cái bệnh là thần kinh không tự chủ. Và mỗi khi bạn ấy mà lên cơn, quý vị biết nó khủng khiếp như thế nào đó, khủng khiếp như thế nào. Tôi là một người là cũng khá là vững vàng trong cái vấn đề nhìn thấy ma thấy quỷ, nhưng mà hôm đó cũng phải ghê. Một người con gái khi mới đến chùa, bố đưa sang đây thì nói chuyện với tôi cả tiếng đồng hồ không sao, nó rất là bình thường, và tôi thấy nó là bình thường như là một cô sinh viên rất là ngoan ngoãn, hiền dịu, lại còn xinh đẹp nữa, đầy đủ những yếu tố của một người con gái, của một sinh viên, không có cái gì là biểu hiện của bị gì, là bị vong nhập hay là bị điên dại cả. Nói chuyện bình thường như vậy. Nhưng sau khi nói chuyện đến tiếng hơn tiếng đồng hồ thì tôi bảo thôi, thế bây giờ thì thôi, bây giờ ở đây nó không có biểu hiện gì đâu, thì thôi ông cứ đưa con nó về. Hoặc là nếu mà, bởi vì con nó còn đang phải đi học, nếu nó ốm thì mới để đây, bây giờ nó lên nó bình thường thế này. Chứ ông bảo không thầy ạ, nó đang khỏe như thế này, có khi đùng một cái nó lăn đùng ngã ngửa ra mà không ai tưởng tượng được. Thế tôi bảo nhưng bây giờ nó có sao đâu, thôi để cho nó về, nó bảo là ngày mai đi học thì cứ cho về đi học. Thế trước khi về thì tôi bảo là thôi thì bây giờ cái bộ kinh Địa Tạng cái năm năm kia, năm 2015 tôi mới hội tập xong, bắt đầu các Phật tử mới vào tụng kinh xong được khoảng tháng, hai tháng gì đó, khoảng hai tháng hơn đấy, khoảng tầm đấy. Thì tụng, mọi người tụng nó chưa được nhiều, cho nên cái công đức nó cũng chưa được sâu dày lắm. Cho nên tôi mới vào lấy quyển kinh Địa Tạng, tôi đưa cho cái cô bé, tôi bảo là đây bây giờ con phải về nhà, con chịu khó đọc cái bộ kinh này để hồi hướng cho người ta. Đây cũng chắc là do oan gia trái chủ, đời trước kiếp trước là con nợ họ, thì bây giờ con thì phải trả họ thôi, mình tránh làm sao được. Thế tôi bảo như vậy và tôi đưa nó quyển kinh. Và tôi đưa nó quyển kinh, nó dở ra mấy trang nó xem, thì nó bảo là vậy thầy đọc quyển kinh này thì ma quỷ nó còn có nhập được vào mình nữa không, nó còn nhập vào con được nữa không. Thì tôi bảo cái này tôi không dám khẳng định trước, nếu mà tâm mà con mà chân chính á, thì cho dù có thiên ma cũng chẳng làm được gì con. Tâm của con mà không chân chính ấy, mà vẫn sợ sệt ma ấy, thì ma nó vẫn gì, vẫn nhập con như thường được. Nhưng mà con cứ chịu khó tin thầy và đọc tụng bộ kinh này ấy, một thời gian dài lâu ấy, thì con gì, cái dương khí, cái chân khí của con ấy, dần dần con lấy lại được, thì họ sẽ không nhập được vào con nữa đâu. Thế tôi nói, vừa nói xong cái câu đó một cái thì chắc là nó biết trước hay sao. Nó biết là gì, nếu mà để cho cô này á, mà được tụng kinh được nhiều ấy, thì nó gì, có đủ chân khí, có đủ dương khí rồi thì nó không thể vào được. Đó. Thì tự nhiên là thấy gì, nó rùng mình một cái, vào đấy là thấy gì, mắt nó tái đi. Sau một phút tái đi một cái, bắt đầu nó đỏ lên. Mắt nó đỏ lên, đỏ, đỏ như là người uống rượu, đỏ như là cái Quan Văn Trường ấy. Mặt đỏ phừng phừng lên như thế. Và nó bởi tay chân bắt đầu là gì, nó múa may và nó rất cứng, và bắt đầu thì mắt nó trợn ngược lên. Trường hợp này tôi thấy là số 1. Tôi thấy rất nhiều những người bị ma nhập và bị quỷ nhập rồi, nhưng mà tôi thấy trường hợp này đúng là tôi cũng thấy là trường hợp số 1. Tôi thấy nó dữ dằn như vậy, mắt nó trợn lên, miệng nó méo rồi, nó há hốc ra, nó toàn chảy cái gì, cái dãi, nước dãi nó chảy ra, mà không phải nước dãi người bình thường đâu, nó chảy nước dãi như là nước dãi con chó điên. Nó chảy mà nó gì, nó cứ nhớt nhớt mà nó chảy ra từ trên mà nó không có rớt đi. Nó ghê lên thế. Bắt đầu tay là gì, nó giơ ra cái thế là gì, cái thế của móng vuốt của con hổ, con báo, con mèo gì đó. Và bắt đầu nó gầm. Nó gầm và nó cứ bò. Nó cứ trườn, nó bò. Và nó cào cấu bố nó. Nhưng tôi thì nó không dám cào cấu. Tôi ngồi đối diện nó không dám cào cấu. Và nó cứ cào cấu như vậy. Và khi đó tôi bắt đầu thấy như vậy, bắt đầu tôi trì chú đại bi. Tôi vừa chỉ thiên thủ thiên nhắn vô ngại đại bi tâm đà la đi nam mô ra đana đà ra giả ra nam mô để ra một cái. Bắt đầu gì? Nó lại ngồi thẳng lại. Nó ngồi khoanh chân lại, bắt đầu nó chỉ đại bi từ dưới chỉ lên. Nó ngồi nó chỉ từ dưới, tôi chỉ từ trên chỉ xuống. Nó ngồi từ, nó bắt đầu ngồi lại, nó chỉ từ dưới chỉ lên. Tức là nó chỉ lộn lại. Mình chỉ thuận theo nam mô ra đana cho đến hết chú đại bi.
thì nó lại chỉ từ dưới nó chỉ lên, và nó nói rằng cái món này không sợ đâu. Nó bảo món này không sợ đâu, này á thuộc chú Đại Bi 3.000 năm nay rồi. Nó bảo nó thuộc chú Đại Bi ba hơn 3.000 năm nay. Nó bảo hơn 3.000 chứ không phải 3.000. Nó bảo thuộc chú Đại Bi này, thuộc đây, thuộc chú Đại Bi hơn 3.000 năm. Và tôi thấy không ổn, tôi không trì chú Đại Bi nữa, tôi trì An Mani Bát Minh Hồng. Nó bảo ôi cái này cũng thuộc lâu rồi. Bắt đầu tôi kết ấn và rồi tôi trì Lăng Nghiêm Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Tâm Chú. Trì Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Tâm Chú một cái này, nó lên từng cơn nó giật, từng cơn nó giật và gì, nó kêu gào và nó xin, nó xin tha. Nó bảo thôi thầy tha cho con đi, thầy tha cho con, con không dám múa rìu qua mắt thợ nữa, con không dám làm gì trước mặt thầy nữa, thầy tha cho con. Xong rồi tôi cứ trì khoảng độ tầm mấy chục biến cái tâm chú của Lăng Nghiêm đó, thì một cái thì nó ở im, thì nó im một cái thì mình nghĩ là nó hết rồi, thế mình thôi mình không trì nữa, không trì nữa. Một cái nó tiếp tục nó bật dậy, nó bật dậy và nó gì, nó định giơ ra, nó định chụp, nó định cào thôi. Và khi nó vừa định cào một cái thì tôi trừng mắt lên một cái, tôi nhìn nó một cái thì gì, nó liền là ngã vật ra và nó ngã vật ra ở tại phòng khách dưới. Và bố nó đỡ lấy nó và nó bất tỉnh khoảng độ mấy phút sau một cái thì bắt đầu thì nó mới hết. Và trường hợp này thì tôi bảo là thôi thì cứ cho nó về đi như thế nào đó. Và nó về một thời gian sau thì tôi không biết cái trường hợp này như thế nào nữa, vì lúc đó chúng tôi cũng rất bận công việc và cũng không thấy cái trường hợp đó quay lại lần thứ hai, thì tôi cũng không hiểu rằng cái trường hợp đó như thế nào đó. Đấy, cho nên á, cái vấn đề mà tâm linh chúng ta đừng nói là không có. Ở trong chùa như chúng tôi này, tiếp xúc nhiều với các tầng lớp ở xã hội, tiếp xúc nhiều với hạng người thì mới thấy rằng á, nó phức tạp vô cùng, không phải đơn giản đâu. Cho nên á, chúng tôi khuyên các Phật tử là gì? Tu tập làm sao đó để cho nó gì, nó đúng chính pháp. Một đời tu tập đúng chính pháp á, thì muôn đời sau chúng ta không phải ôm hận. Còn nếu mà đi sai, một đời đi sai á, thì muôn đời ôm hận. À, muôn đời ôm hận. Cho nên Phật tử này nói rằng á, là do gì? Do không ăn chay trường nữa, nhưng mà do vì xấu hổ cho nên gì? Cho nên vẫn bảo với mọi người là mình thì mình ăn chay trường. Chứ đây gọi là phạm vào tội vọng ngữ. Chưa phải là đại vọng ngữ đâu, đây gọi là vọng ngữ thôi. Đại vọng ngữ tức là nói mình chứng thánh. Chưa chứng thánh nó bảo là mình chứng thánh. Hoặc là gì? Thấy một vị tăng ni, một Phật tử tu hành đức độ nào đó, mình do cái tâm ghen ghét, đố kỵ mà mình bảo với mọi người đi rao nói là tôi hôm này hôm đấy nhìn thấy vị tăng kia này đi vào quán ăn thịt uống rượu và ngủ với gái như thế. Mục đích là gì? Để hạ uy tín cái vị tăng đó hoặc một vị Phật tử đó. Như thế gọi là tội gì? Tội đại vọng ngữ. Đó. Đại vọng ngữ là cái tội vọng ngữ lớn nhất trong các tội vọng ngữ. Đó là tự nói là chưa chứng thánh để bảo mình chứng thánh, và phỉ báng những bậc chân tu, hủy hoại những gì? Những uy tín của những bậc chân tu, khiến cho chúng sinh nó đang mê mờ rồi, nó đã không mấy lòng tin vào Tam Bảo rồi, nó là càng nghi ngờ và nó càng bất tín với Tam Bảo nữa. Tức là phá chính kiến, phá phạm hạnh của người khác chỉ bằng một gì? Một câu nói. Do cái gì? Do cái tâm đố kỵ, ghen ghét mà sinh ra qua cái khẩu nghiệp của mình. Thế đó gọi là đại vọng ngữ. Đó, tức là không có mà nói có nói không, không nói có, vân vân đó. Đây gọi là đại vọng ngữ ở trong trường hợp đó. Còn đây thì là vọng ngữ nhẹ thôi. Nhưng mà Phật tử này may mắn là lại nói ở ngay ở trong cái câu hỏi này là con hứa là mình sẽ ăn chay lại. Nhưng mà hứa là bao giờ? Điều quan trọng Phật, Bồ Tát và Thầy muốn nghe gì? Nghe Phật tử này hứa là bao giờ? Và ngay sau khi Phật tử này, nếu mà nghe được Thầy giảng cái buổi trực tuyến ngay tối nay, và Phật tử này hứa là gì? Con hứa với Thầy bắt đầu từ sáng mai con sẽ ăn chay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời này để sám hối tội vọng ngữ của con. Và nguyện sau khi con xả bỏ báo thân này, A-di-đà Phật đến rước con, chứ không phải là nghiêu đầu ngục tốn
Ngưu Đầu Ngục Tốt đến rước con, và mong cho là A Di Đà Phật đến rước con. Chứ Ngưu Đầu Ngục Tốt mà đến rước thì khủng khiếp, khủng khủng khiếp, không thể nào mà tưởng tượng được cái sự đau khổ nó gì, nó như thế nào. Đó, cho nên cũng mong rằng Phật tử này sẽ ăn năn sám hối thực sự. Tốt nhất nếu mà tối nay nghe được thầy giảng bài này thì ngay sáng ngày mai nguyện cho đến hơi thở cuối cùng, dẫu cho gì thịt nát xương tan ở đời này, cũng gì cũng không cắn một miếng gì, miếng thịt cũng không ngậm một chút máu, không ngậm một chút xương tủy của chúng sinh để nuôi thân thể tuệ mạng của con trong cuộc đời này nữa. Đó. Phát nguyện như thế, phát đại nguyện như thế chúng ta mới, chúng ta làm mới vừa. Đó. Giống như thầy ngày xưa khi mới vào chùa cũng vậy. Chưa vào chùa đâu, đọc thấy kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương và phát nguyện đi tu. Khi phát nguyện đi tu rồi thì còn vẫn còn ở nhà khoảng độ tầm phát nguyện đi tu xem nào, nhớ này. Ngày mùng 9 tháng Giêng năm 94 thì bắt đầu là ngày lần đi chùa đầu tiên trong cuộc đời của thầy. Và ngày 15 tháng Giêng là đi chùa lần thứ hai. Hôm đó về thì được một Phật tử cho mượn cái quyển kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương và quyển kinh là Địa Mẫu Chân Kinh ấy, của Đạo Thánh ấy. Về đọc 3 lần quyển Địa Mẫu Chân Kinh, đọc một lần rưỡi quyển Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, đến cái lần nửa quyển Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, đến cái đoạn mà Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương thành đạo móc mắt chặt tay lấy máu lấy tủy để cứu cha bị bệnh cùi ấy, và báo hiếu cho cha. Cảm động quá đặt quyển kinh đấy xuống, nói rằng đây mới là con đường mà mình phải đi và mình sẽ đi. Và từ đó khoảng hơn 1 giờ đêm rồi liền là thắp hương trước ban thờ thần linh gia tiên của mình và nói rằng là thôi con bất hiếu. Tạm thời là một người con bất hiếu với gì? Với các cụ tổ tiên là không ở nhà để hương khói. Mặc dù mình là gì? Đứa con trai trưởng họ, ở trong dòng họ. Nhưng mà sẽ không đi theo cái con đường ở nhà để lấy vợ sinh con hương khói phụng thờ tổ tiên, mà con sẽ đi theo đường của Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương. Công chúa Diệu Thiện xuất gia thành Phật hiệu là Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương thì con cũng xuất gia và cũng gì cũng nguyện sẽ thành Phật để báo đáp cái ân sinh thành của cha mẹ và cứu độ chúng sinh như là Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương. Cho nên đặt quyển kinh xuống và đi phát nguyện như thế. Phát nguyện xong, ngày hôm đó là chính là đêm hôm 19 tháng Giêng, mùng 9 tháng Giêng thì lần đầu tiên đi chùa thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật. Ngày 15 tháng Giêng là lần thứ hai, tức là ngay sau, mấy ngày sau đi chùa thấy tranh ảnh tôn tượng và được lễ Phật là lần thứ hai, và về được đọc kinh Phật là lần đầu tiên. Và ngày 19 tháng Giêng cũng chính là ngày mà phát nguyện chính thức xuất gia. Nhưng mà để còn phải lo những công việc gia đình và chuyện riêng tư, cho nên là ở lại cho đến ngày mùng 8 tháng Giêng tháng 2 mới bắt đầu xuất gia. Từ ngày 19 tháng Giêng cho đến ngày mùng 8 tháng 2, đến khi đó đọc thấy kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương như vậy rồi, đã phát nguyện ăn chay từ hôm đó rồi. Phát nguyện ăn chay từ hôm đó, nhưng mà do không biết ăn chay là thế nào. Khổ tội lỗi cho tôi. Tôi hỏi cái ông cụ nhà bên cạnh, ông cụ nguyên quê gốc ở dưới Hải Hậu. Ở dưới Hải Hậu, xong khi mà năm 45 á, mà ở dưới kia quê đó đói, thì ông cụ chạy loạn lên trên này và gặp người con gái ở trên dân tộc Mường của thầy và lấy cô ấy làm vợ, đi làm rể luôn. Ở đó thì sau khi sinh cũng được con trai con gái, cháu nội cháu ngoại đầy đủ rồi, thì ông cụ ấy vào ở với cô con gái, vì cô con gái là không có chồng. Không có chồng cho nên vào ở với cô con gái, với đứa cháu. Thế ở đó thì tôi nhà bên cạnh, cái này thời gian đó cũng hay ốm ốm đau đau, thì thỉnh thoảng hay sang ngồi nói chuyện với cụ, thì hỏi cụ ấy có biết dưới như quê cụ ngày xưa có chùa không. Cụ bảo có, quê tôi có chùa, mà ngày xưa tôi còn bé tôi cũng hay đi chùa, chùa tôi cũng có sư, tôi cũng vào chùa rồi, vào chùa đi lễ Phật, đi làm công quả cho nhà chùa có sư. Thế tôi hỏi cụ rằng thế cụ ấy thì xuất gia có khó không, vì mình phát nguyện xuất gia rồi nhưng mà chưa dám nói với ai. Thì hỏi các cụ đấy muốn đi tu này, gọi không phải gọi là xuất gia, gọi đi tu có khó không. Nói đúng là gọi đi tu khó không. Cụ bảo là đi tu ấy không phải là dễ đâu. Cái thứ nhất là phải gì, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật,
và không được lấy vợ. Đấy, cô nói như thế. Thế tôi bảo là nghĩ ở trong bụng là gì? Ăn chay thì có gì là khó đâu. Tụng kinh niệm Phật thì là việc để mình là càng thích nữa. Vì mới đọc kinh Phật thì có một lần rưỡi mình đã thích rồi, mà được vào chùa thì suốt ngày đọc kinh Phật thì càng thích nữa. Còn bảo không lấy vợ thì này cũng gì? Mình bảo cũng làm được, không sao, không lấy vợ cũng làm được. Nghĩ trong bụng như thế nhưng không nói ra vì mình đang giấu mọi người là gì? Là cái ý định xuất gia của mình. Phát nguyện rồi nhưng mà còn phải giấu, sợ rằng nói ra chắc chắn là mẹ với người thân không cho đi, vì đứa con trai trưởng họ duy nhất trong cái dòng họ thì chắc chắn là sẽ không thể đi tu được rồi. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đi được. Đó. Chắc chắn là không ai cho đi, mà nhất là quê tôi thì ở cái nơi dân tộc vùng sâu vùng xa, nói đến đạo Phật thì mấy người biết đâu. Họ cho là mê tín dị đoan. Chắc chắn là không thể đi được. Cho nên giấu ở trong lòng và cũng không dám nói với ông cụ là mình muốn đi tu, và chỉ hỏi dò là thế cụ ấy ăn chay thế nào. Thế ông cụ bảo ôi dồi ôi, cái đấy cũng phải hỏi. Ăn chay có nghĩa là không được ăn muối. Và bắt đầu từ cái hôm 20 trở đi là gì? Tôi toàn ăn gì? Ăn rau luộc và ăn nước sôi thôi. Nước sôi và rau luộc. Canh ấy, thì luộc riêng một cái bát. Cái bát rau của tôi ấy, luộc lên và không cho một tí muối nào. Và ăn mấy ngày như thế thì cái mặt tôi nó cứ bùng bùng cả lên. Nó giữ nước, nó bùng bùng cả lên. Tại vì thiếu muối mà. Thiếu muối giữ muối. Thì mọi người mới bảo là tự nhiên là thấy cái thằng này có tuần này hơn tuần này. Tự nhiên là khoảng hơn tuần như thế. Tự nhiên thì mặt cứ bùng lên. Mọi người bảo sao mà tự nhiên thì nó béo thế. Nó béo bệnh hay là nó béo gì mà sao nó béo thế. Thế mình chả biết. Mình soi gương mình thấy đúng cũng béo thật. Thế thì bắt đầu cụ ấy bảo rằng ăn chay là không được ăn muối. Và cụ nói thêm là nhưng mà vào chùa họ cũng không được ăn thịt nữa. Nhưng mà cụ ấy nói là thịt thì không quan trọng, vì tôi ngày xưa ở nhà thì thấy sư cụ ấy vẫn ăn thịt. À, một tháng cụ vẫn ăn thịt mấy lần. Cho nên là quan trọng nhất là ăn chay là không được ăn muối, chứ không phải ăn chay là cái ăn thịt ấy, thì một tháng là các sư tôi vẫn thấy sư cụ ăn mấy lần. Cho nên mà cụ bảo là ăn chay không được ăn muối. Thế mình cứ là gì? Rau luộc và nước canh không là gì? Là chan, là nuốt chừng chực ra. Thế tôi nhớ là cái hôm mà mùng 8 tôi xuất gia thì hôm đó là chính là hôm mùng 1 tháng 2. Tôi đi lên quê nội. Vì nhà tôi quê nội quê ngoại cách nhau 6 cây. Tôi đi lên quê nội và tôi khuyên ông cụ tôi là kiểu như là cho tôi đi ở chùa làm công quả. Và ở chùa bây giờ ở dưới nhà ngoại, bây giờ dưới nhà là vì ông cụ và cụ ngày đó là chia tay nhau. Chia tay nhau cho nên là tôi mới lên, tôi là trước khi đi tu tôi muốn làm một cái gì đó để báo hiếu cha mẹ mình. Tức là làm cái gì, cái sự kết nối cho ông bà lại về sống với nhau. Tôi lên tôi nói với ông cụ thì để ông cụ với bà thì về với nhau để chung sống, vì không còn người con trai ở nhà thì còn có ba mẹ con là thân gái thì cũng khó khăn. Anh trai thì mất hơn năm trước. Còn lại có bốn mẹ con ở với nhau, ông thì vẫn ở quê nội một mình. Thế tôi mới bắt đầu là đi xuống, thì tôi lên tôi bảo thôi trước khi đi tu như vậy phải làm sao để cho ông bà hòa hợp với nhau. Cho cái thứ nhất là có thể có con trai ở trong nhà, cũng như là cái nhà mà có thể có cái nóc ấy. À, cho nên là thì lên để thuyết phục ông. Thì mình không ngờ là lên nói chuyện với ông ấy, thì ông hoan hỉ ngay. Ông hoan hỉ ngay, ông đồng ý là thôi thì bây giờ thì con mà muốn đi chùa làm công quả như thế thì với cái mệnh cái số của con như thế. Vì tôi nói dối lúc đó là quả thực là hôm nay phải khai thật là tôi cũng một lần nói dối như thế. Nhưng nói dối là gì? Nói dối với cả họ hàng, cả bố cả mẹ của mình, họ hàng, các em với lại bạn bè này, là sau 3 năm 9 tháng 10 ngày đi chùa thì Phật mới Bồ Tát mới cho về để cứu nhân độ thế á. À, vân vân và vân vân đó. Vì ngày xưa ở nhà lúc ốm đau á là tự nhiên cái vấn đề tâm linh là cũng có biết một chút. Ví dụ như là tự nhiên là biết xem cho người ta này, hoặc người ta ốm đau bệnh tật điên điên khùng khùng cởi trần trùng trục ra ngoài đường này, chỉ cần múc một chén nước và đọc mấy cái câu thần chú vu vơ vào đó thôi, tự nhiên người ta uống người ta khỏi này. Hoặc là người ta là gia đình người ta có cái vận hạn gì vân vân chẳng hạn, người ta đến chỉ cần nhìn mặt là đặt là đọc ra vênh vách cho họ này. Chứ nghe họ gật gù, họ bảo ôi đúng lắm, đúng quá, thầy nói đúng quá. Nhưng mình có phải là thầy đâu, nhưng họ cứ xưng thế. Hoặc là gì, họ đến thì thậm chí là xem tay, xem chân vân vân chẳng hạn. Chưa học bao giờ nhưng tự nhiên là cứ cầm tay họ lại nói vanh vách. Thậm chí xem cả bàn chân họ cũng nói được vanh vách.
thậm chí bảo là đi ra, họ đến là bảo họ không mang cái gì đến, bảo đi ra ngoài bờ rào bẻ một cành lá vào đây thì cũng nói vanh vách được này. Đấy là vấn đề tâm linh, tự nhiên biết, đó phải tự biết, không học mà tự biết. Thế cho nên sẵn cái đà đó mình nói dối luôn là phải đi ở chùa làm công quả 3 năm 9 tháng 10 ngày nữa thì về Phật Bồ Tát đấy, các thánh thần các ngài mới gì mới cho ăn lộc, mới ra cứu nhân độ thế được. Cho nên mình nói như thế thì ai cũng tin. May lúc đó mình ở một cái thế là nói như vậy ai cũng tin. Đến bố của mình là người khó tính, là người gì, lúc say rượu vào thì ông gì coi ông là trên hết, trời còn phải gì, còn phải là em. Nhưng mà mình nói ông cũng tin. Mà tôi nhớ thì cái câu chuyện đó kể sơ sơ như vậy. Và quan trọng nhất là cái hôm đó ông cụ ấy với gì, với cô, tức là cô út, là em út của bố tôi ấy, thì biết là cháu đi lên và con đi về, nó đi mấy năm rồi, bây giờ nó mới về thăm bố mới về thăm cô. Thế là gì, đi bắt gà làm thịt. Các vị biết cái chuyện mà nó hài tiểu lâm đến nỗi gì mà đến bây giờ mỗi khi tôi nghĩ lại tôi vẫn buồn cười. Thế bắt gà làm thịt mình cũng chẳng cản nữa, mình cứ nghĩ là gì, ăn chay là gì, không ăn muối là quan trọng nhất, là không ăn muối chứ không phải là ăn chay là gì. Ăn thịt thì nghe cụ ấy bảo là sư ở chùa, sư cụ ở chùa mỗi tháng vẫn ăn 2 ngày hoặc 10 ngày à. Thế cho nên mình nghĩ là gì, hôm nay là ngày, hôm đó thì là ngày mùng 1 hay là mùng 2, hình như mùng 2, những ngày mùng 2 hết ngày mùng 1, mùng 1 ở nhà thắp hương xong mùng 2 mới đi. Thì mình nghĩ trong bụng hôm nay là ngày mùng 2, không phải là ngày gì, không phải là ngày ăn chay của sư, sư còn chẳng ăn à, không phải là ngày ăn thịt của sư, cho nên mình không sao. Thế là bắt đầu thì cứ để bố với cô thì thịt con gà xong thì bắt đầu lúc bê lên á thì mình dặn là gì, hôm nay á gà là chỉ có gì nấu canh nhá, đừng có cho muối nhá. Thế mình người nhà mới hỏi thì tại sao không cho muối, bảo thôi cứ nghe đi, mình không nói là mình ăn chay, chỉ bảo là thôi đừng có cho muối vào. Thế ông bố với cụ cũng gì cũng không cho muối vào, coi như luộc gà. Thế bắt đầu lúc lên ăn thì bắt đầu mình cho gì, mình cho nấm rau vào đó, bảo cho nấm rau dền vào đó nữa. Thế là thôi lúc lên ăn là mình cứ rau dền mà luộc nước ở trong cái nước luộc con gà đó là mình chén, và mình nghĩ là đó là gì, ăn chay. Và mình cứ nghĩ là gì, mình ăn chay từ khi còn ở nhà cho đến khi ngày mùng 8 đi chùa, và mãi mãi về sau là ăn chay. Mùng 8 tháng 2 bắt đầu chính thức đi vào chùa Hương. 2-3 hôm sau có một sư bác hỏi là đấy thì tại sao chú đi tu, thì bà cũng kể sơ sơ chuyện con ngày xưa ở nhà ốm đau như thế, cái vấn đề tâm linh tự biết như thế, và con đọc kinh Phật Bà chỗ ba chùa Hương như thế, và con gì phát nguyện ăn chay từ khi gì đọc kinh Phật Bà chỗ ba chùa Hương. Thế chú bảo là chú ấy khoe là chú khen là gì, ôi giời giỏi thế, người ở trong dân tộc đọc kinh xong một cái là phát nguyện ăn chay được luôn, phát nguyện đi tu luôn được ấy, đây là một việc ít có. Ấy bắt đầu là nghe chú nói như thế mình sướng từng ra, bắt đầu là khoe thành tích ăn chay của mình là như thế nào. Thế chú cứ thế càng kể thì chú càng ôm bụng chú cười. Thấy chú ấy cười thì mình lại càng nghĩ là chú ấy cười mình là gì, mình cười chú ấy cười mình là vì chú ấy gì, chú ấy khen mình cho nên chú ấy cười. Hóa ra đến cuối cùng chú bảo là ôi dồi ôi, thế này mà bảo là ngộ đạo, thế này mà bảo là hiểu Phật và đi tu. Chú ấy bảo là ăn chay không phải là không ăn muối, mà ăn chay có nghĩa là không ăn thịt chúng sinh mới gọi là ăn chay. Thì lúc đó mình mới ngớ người ra, mình mới nghĩ là ô, thế hóa ra cái ông cụ kia, ông bảo là ông gặp sư cụ ở dưới quê nhà ông rồi, ông bảo ăn chay là chỉ ăn gì, ăn rau và không ăn muối, hoặc là ăn thịt luộc không ăn muối, không có chấm muối là ăn chay. Đó, từ khi đó tôi biết lại là ăn chay là đích thực là gì, là không được ăn thịt chúng sinh. Thì bắt đầu từ hôm đó, nó rơi vào ngày đâu tầm 10-12 âm lịch tháng 2 thì phải. Bởi vì sao vào chùa được có 4 ngày mà, thì biết được cái câu chuyện đó thì bắt đầu lại lên trên Tam Bảo chùa Hương và phát nguyện là con bây giờ mới biết là việc ăn chay thực sự ở trong cửa Phật là không ăn thịt uống huyết của chúng sinh, cho nên phát nguyện đời này kiếp này dẫu cho thịt nát xương tan cũng thề với Đức Quan Âm và Đức Phật là gì, con không bao giờ động đến gì, đến xương máu thịt và chúng sinh, cho dù thịt nát xương tan con cũng không bao giờ ăn. Lập thệ nguyện như thế ở trước Tam Bảo chùa Hương. Sau khi 4 ngày vào chùa, ngày mùng 8 tôi vào chùa thì ngày 12 tháng 2 năm 94 tôi phát được cái đại nguyện như thế. Và các vị biết do cái tâm phát đại nguyện như vậy
Năm 2009 tôi đi học trường trung cấp Phật học Hà Tây. Tôi bị một cái trận ốm mà ngày đó tôi nhịn ăn, tôi chỉ ăn một bữa. Sáng không ăn, tối không ăn, ăn duy nhất một bữa trưa. Cho nên tôi, thân hình của tôi nó tiểu tụy đến cái mức là chỉ còn có 37 cân 8 lạng đó là đi cả đôi dép cao su. Đôi dép cao su nó phải đến hơn cân. Còn thực tế thì chỉ được 36 cân mấy lạng. Nó gầy đến mức như thế. Và bị một cái trận gọi là các bác sĩ họ bị một trận ốm, tôi bị một trận ốm. Các bác sĩ bệnh viện Hà Đông đi ra khám và bảo là trường hợp là thầy này bị suy nhược cơ thể toàn phần, thiếu chất dinh dưỡng toàn phần, cho nên nay cũng không thể chữa được, truyền nước cũng không được mà chỉ có ăn thôi. Truyền nước thì nó không vào, ốm nó gầy quá nên cái mạch máu nó teo hết, là truyền nước nó không vào. Thế các bác sĩ bảo là suy nhược cơ thể toàn phần, thiếu chất dinh dưỡng toàn phần, đó là cái gì cũng thiếu. Vì ngày ăn có một bữa cơm, mà một bữa cơm cũng chỉ ăn có hai lưng bát cơm thì xong rồi thôi. Mà học thì lại nhiều, lại còn phải đi đi xe đạp đi học thêm nữa, đi xe đạp đi học bổ túc nữa. Ở tận Hà Đông lại đạp về Quốc Oai học, xong lại thứ bảy chủ nhật phải đạp về chùa để lo việc chùa chiền nữa, ở trong Yên Sở Hoài Đức nữa. Cách nhau như vậy đến, nếu mà đi như vậy đi cả một vòng như phải phải đến 70-80 cây số đoàn xe đạp đó. Nhưng mà vẫn cứ đi như thế, cho nên nó gì mà ăn thì ăn có một bữa, nó tiểu tụy như vậy. Bác sĩ bảo là vậy, bây giờ bác sĩ bảo không thể chữa được bệnh cho thầy. Cái bác sĩ trưởng khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện tỉnh Hà Tây ngày đó, bác bảo là không thể chữa cho thầy được. Thế bác bảo trường hợp này thì chỉ có một cách duy nhất là phải ăn. Thế tôi hỏi ăn cái gì? Bác sĩ bảo thứ nhất là phải ăn đầy đủ ngày 3 bữa. Thứ hai là phải bồi bổ sức khỏe. Thế khi đó cũng có một Phật tử là bác sĩ, chồng là công an, vợ là bác sĩ, làm việc ở trong bệnh viện, làm y tá, cô làm y tá điều dưỡng. Nhưng mà cô rất quý thầy, vì là khi đó thầy hay lên giảng ở trên, giảng tập sự ở trên trường, là các cô bảo nghe pháp các cô quý lắm. Cho nên cô bảo thôi thì bây giờ thì thầy phải ăn, hắn ăn theo như lời bác sĩ chỉ định. Và cô bảo, tôi bảo thì không, tôi không ăn đâu. Không thế, tôi không ăn đâu. Thôi thì nếu mà mệnh mà còn đó, thì tu thì học tiếp. Mà mệnh mà hết đó, thì thôi, Phật cho đi đâu thì đi, nhất định không ăn. Và bác sĩ bác bảo là cái thầy không ăn thì không bao giờ thầy khỏe lại được. Không bao giờ, tôi hứa với thầy là thầy không bao giờ khỏe lại được nếu như thầy không ăn. Thế cái cô y tá kia thì tuy cô học Phật nhưng mà cũng mới học Phật thôi, cho nên cô không hiểu. Cô bảo cứ khuyên là thôi thầy nghe bác sĩ đi, bác sĩ là giỏi nhất, bác sĩ trưởng khoa là giỏi nhất bệnh viện của con về về cái khoa của con rồi đấy. Và bác sĩ nói mà thầy không nghe thì chúng con không thể nào mà giúp cho thầy khỏe được. Bởi vì truyền nước bây giờ nó không vào nữa, yếu quá truyền nước nó không vào nữa, thầy làm thế nào? Thế nhưng tôi bảo là bụng bảo dạ và nhất định thà chết chứ không bao giờ phá hủy cái lời thề của mình trước điện Tam Bảo Chủ Hương với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sau khi 4 ngày vào chùa, nói rằng dù thịt nát xương tan cũng không bao giờ dùng máu thịt xương huyết của chúng sinh để bồi bổ thân thể của mình, cho dù là gì, chỉ một là miếng rất rất nhỏ thôi, như que tăm thôi, như đầu que tăm thôi, cũng không thể phát nguyện như thế. Cho nên là thà chết chịu chết chứ không gì không ăn thịt chúng sinh. Và vì tôi thì tôi không ăn thịt chúng sinh, vì vậy mà bác sĩ bảo là không thế, thì bác sĩ nói với tôi là nếu mà thầy không ăn thì tôi hứa với thầy, tôi nói đảm bảo với thầy không bao giờ khỏe lại được. Cô y tá thì bảo là con ngày mai con sẽ mua quả tim để con hầm cho thầy. Mình bảo cấm không được làm, nhưng mà cô ấy làm thật. Cô vẫn cứ mang ra và cô bắt mình phải ăn. Mở cặp lồng ra mình mới thấy cái mùi, một cái là mình đã buồn nôn rồi, tí nữa thì nôn ra trong phòng rồi. Và cô bắt mình phải ăn, nhưng mà nhất định không ăn. Vì nhất định không ăn thì thay vào cái gì? Là thần chết đến đón tôi. Thì bắt đầu từ ngay cái buổi trưa buổi chiều ngày hôm đó thì tự nhiên nó cứ khỏe dần. Và một tuần sau thì được xuất viện ra về. Và hôm nay mới được ngồi đây với các quý vị. Do giữ được gì? Do giữ được cái lời đại nguyện của mình. Nếu mà hôm đó tôi ăn thì chưa chắc là hôm nay tôi gặp các quý vị. Mà có thể bây giờ ở dưới, ở thật sâu sâu ở trong gì? Trong cái quái núi Thiết Vi đó. Núi Thiết Vi đó. Thì trong kinh Địa Tạng là núi Thiết Vi, trong đó là các địa ngục ở trong đó. Thì khi đó là gì? Bây giờ tôi là gì?
đang chịu này những trận đòn roi dao kiếm của Ngưu Đầu Ngục Tốt ở trong đó, chưa chắc đã là gì, đã là được phảng phất ở trong cõi quỷ thần u minh đi dạo chơi đâu đó. Cho nên ở đây qua cái câu hỏi và câu chuyện của Phật tử này thì thầy khuyên, tóm lại chốt lại khuyên là gì? Phải hứa ngay từ ngày mai, nếu như tối nay nghe được thầy giảng pháp, hứa ngay từ ngày mai thì mới ổn, bằng không thì có khi lại chuốc họa vào thân. Và Phật tử này lại hỏi tiếp là con cũng, thầy cũng cho con hỏi, con muốn xuất gia ở chùa Khai Nguyên thì cần có những điều kiện gì ạ? Điều kiện gì? Lòng tin. Có lòng tin không bị thoái chuyển vào Tam Bảo. Có lòng tin gì? Vào thầy và chúng tăng ở nơi đây có thể đem lại sự an bình, sự bình an, sự tịnh lạc và sự giải thoát cho mình ở ngay đời này và vĩnh viễn không bị khổ đau ở đời sau. Chỉ cần một điều kiện ấy thôi. Và Phật tử này lại nói tiếp là nếu như mà bố con bị liệt cả, nếu như mà bố con bị liệt cả đời không làm được việc sinh hoạt cá nhân thường ngày, mà việc đó để mẹ con làm và nhà con còn nợ tiền thì con có đi được không ạ? Như thế có là bất hiếu không ạ? Thầy hoan hỷ giảng cho con được hiểu. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Ở trong cái trường hợp này thì nếu mà thực sự mà rước ra đi được thì cũng rất khó. Vì Phật tử này hỏi nếu mà đấy, chắc là bố đang ốm, đang mệt, đã bị liệt, nhưng mà bảo là nó liệt cả đời mà chỉ để cho mình mẹ chăm sóc. Vị này đi tu như vậy thì có phạm vào cái tội bất hiếu không? À, xin thưa các quý vị và kể cả Phật tử này, ngày xưa khi mà thầy xuất gia, ông cụ thì nát rượu, chẳng nhìn mặt vợ con đến mấy năm. Mẹ thì gì cũng yếu, hai em thì gì cũng bệnh, mà nhà thì gì cũng rất nghèo. Vì sao mà nghèo? Vì khi ông bà mới ra tòa ly hôn nhau á, thì mẹ thì nuôi anh trai thì bị bệnh, còn thầy á, với là hai cô em gái bên dưới thầy thì ở với bố. Bố thì nát rượu, không đi làm cái gì. Và 12 tuổi thầy đã phải gì? Phải đi lên rừng để kiếm củi, bán từng cái gánh củi rất nhỏ thôi, bán cả một gánh củi, đi một ngày đi củi và ngày hôm sau buổi sáng đi bán cái gánh củi đó mới đong mới gì mới mua được một nửa cân gạo, tức là một cái bò gạo nó 5 lạng đó, và về thì nấu cháo và nấu với củ rừng ăn 2 ngày. Nghèo đến mức độ như thế. Và đến năm sống thì khoảng 2 năm như thế, là đến năm 14 tuổi ở với ông cụ, nghĩ rằng á, ông cụ sẽ nhìn vào cái sự chân thành của đứa con trai của mình mà thay đổi được, và không rượu chè, bớt rượu chè đó, chứ nói là không thì đã khó. Nhưng mà càng ngày ông cụ lại càng đi sâu vào con đường rượu chè hơn, tuy không cờ bạc nhưng chỉ có uống rượu thôi. Tôi nghĩ rằng vì có thể là vì do ông bà không chung sống được với nhau, cũng chỉ vì ông gì, ông uống rượu, mà rượu say vào rồi thì chửi vợ, đánh vợ và chửi con. Tôi thì không bị đánh, vì ông cụ là thương tôi nhất nhà, cho nên tôi không bị đánh lúc nào, cho dù lúc say rượu đi chăng nữa. Nhưng ngày xưa vẫn nghĩ là gì, tôi là con trai cưng nhất của nhà, là trưởng dòng họ sau này, thế đem lại vẻ vang cái dòng họ sau này. Nhưng thực tế mình có cái gì đâu mà đem lại vẻ vang cho dòng họ. Thì học thì có lớp 4, 6 năm mới có bốn lớp, mới lên được có lớp 4, tức là ngu gì, ngu dốt đến gọi là các cụ ngày xưa nói là dốt đặc cán mai, dốt dài cán thuồng. Thì làm được cái gì mà đem lại cái vinh quang hay niềm vui cho dòng họ đâu. Nhưng mà ông cụ vẫn cứ nghĩ là nó là con trai được quý nhất, vì anh trai thì bị bệnh tật nguyền từ bé, bị bệnh, còn mình là con trai khỏe mạnh. Cho nên ông có chửi á thì chửi mẹ, chửi chị gái, chửi anh trai và chửi hai cô em nhỏ. Mình thì gần như không bị chửi, có cái gì cũng gì ngon ngon cũng được gì phần nhiều hơn. Nhưng mà khi sau này, khi mà vợ chồng mà
không hòa thuận được với nhau như vậy, ông không còn chỗ nào để dốc bầu tâm sự về rượu nữa, thì bắt đầu ông lại quay lại ông chửi mình, tức là chửi thầy đó. Từ năm 12 đến năm 14 tuổi đi làm kiếm củi nuôi các em, thậm chí là nuôi cả bố như vậy, mà khi say rượu về ông vẫn gì, ông vẫn chửi bình thường, nhưng đánh thì không. Thế nhưng mà một hôm ấy, một hôm vì ông ấy chửi mà tức quá thì thầy cãi lại. Cãi lại bắt đầu ông ấy, ông bảo mày dám cãi tao, thế là ông ấy vác dao, ông bảo mày cãi tao thì tao sẽ chém chết mày. Thế là ông cầm dao ông đuổi. Đuổi thế là thầy chạy. Chạy và khi vừa chạy vừa nói là gì, thế ông không cần tôi thì thôi, thì tôi không ở với ông nữa. Thì lúc đó trong lòng thì nghĩ là ta sẽ đi gì, lang bạt kỳ hồ và đi gì, đi bụi đời. Nhưng đi chạy đến, vừa chạy chạy hết đến đầu làng một cái thì nghĩ là mình đi bụi đời. Thì trước khi đi bụi đời thì thôi, phận làm con thì 2-3 năm qua mẹ không lên thăm mình thì thôi mình cũng chẳng có coi bà ra gì nữa. Trong lòng nghĩ thế, nhưng mà thôi dù sao lần này đi bụi đời là lần cuối cùng xuống thăm bà một cái. Tức là xuống thăm mẹ và thăm anh một lần cuối cùng để đi bụi đời, tức là đi giang hồ đó. Vậy khi lúc đó là gì? Chẳng còn con đường nào khác là đi giang hồ. Cho nên đi xuống thì mình cứ nghĩ là sau mấy năm mà mẹ không lên thăm mình ở dưới quê ngoại là mẹ sướng lắm, nghe mọi người đồn rằng mẹ mày sướng lắm, mẹ mày bây giờ từ khi mà bỏ bố mày bây giờ là mẹ mày ăn ăn trắng mặt trơn, tức là ăn gì, ăn ăn cơm không phải độn sắn, không phải độn ngô nữa, thì gọi là ăn trắng mặt, thì ăn mặc đẹp đẽ và ăn trắng mặt trơn. Thế mình nghe người ta nói như vậy mình cũng hận, càng hận bà hơn. Nhưng khi xuống tận nơi thì mới thấy là gì, quả thật không phải thế. Hai mẹ con bà ở cũng rất vất vả, ở có 3 cái gian nhà vách đất bé bé xíu thôi, trên thì lợp tranh, và cái vách đó thì được lợp bằng cái phân trâu, được làm một cái phân trâu trộn với đất. Các vị xem trong phim Ấn Độ á, thì nhà của bà mẹ tôi ngày xưa ở cũng như thế, với anh tôi ngày xưa về quê ngoại ở như thế. 3 gian nó khoảng bằng bằng cả cái bằng cái phòng này, trong đó có cả bếp núc rồi nấu nướng tất tất cả trong đó. Cái vách thì lấy cái cây vách tre đan ra như ở ngoài cái lán, cái nhà lán ở ngoài 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 cửa chùa. Các vị biết vì sao mà tôi lại thích cái nhà đó? Vì tôi muốn gì, tôi muốn để lại một cái, làm cái kỷ niệm rằng thì ngày xưa tôi chưa xuất gia, gia đình tôi ở cái nhà như thế, và để cho gì, nhắc nhở tôi rằng á, bây giờ xuất gia rồi xây chùa to cảnh lớn chỉ là để thờ Phật thôi, còn bản thân mình là không gì, không được quên là mình từ cái chỗ bần hàn đó mà gì mà ra đi, và mình phải sống làm sao đó, phải cống hiến cho Tam Bảo và cống hiến cho đất nước và cho Phật tử, chứ đừng có gì, đừng có lo để chăm chăm để hưởng thụ, đừng có lo để ăn chơi trác táng, vân vân và vân vân. Chính là để nhắc nhở, chứ để nhắc nhở mình. Cho nên mấy hôm vừa rồi mấy đệ tử tôi nó muốn phá đi, tôi nhất định không cho phá. Nó phá đi để trang trí cảnh quan lễ hội hoa hồng cho nó đẹp, tôi nhất định không cho phá vì nó không hiểu ý của tôi. Cho nên tôi xuống, thế tôi thấy cái mẹ và anh trai tôi ở cái nhà nó như là cái chuồng trâu như vậy, của nhà người ta như vậy, thì tôi mới thấy rằng hóa ra 3-4 năm vừa qua là gì? Mẹ mình cũng khổ như mình vậy. Người ta khổ thế nào thì thấy cái nỗi khổ của mẹ mình và anh mình thế nào, thì lúc đó mình mới nghĩ rằng hóa ra thì cũng không sung sướng hơn gì mình, và cho nên tôi mới quyết định là không đi bụi đời nữa, và thì ở lại với mẹ. Thì quyết định ở lại với mẹ thì ông bác hai mà ông cho mượn cái mảnh đất để làm tạm cái nhà hai mẹ con ở đó. Lúc trước thì ông bảo để cho hai mẹ con nhà mày, vì nhà sinh được 3 anh em, 2 anh trai và mẹ tôi là gì, là út, là cô út, 3 anh em. Thì cái mảnh đất là mảnh đất của các cụ để lại cho. Thì bây giờ thì mẹ tôi bảo đi lấy chồng không ở được với nhà chồng thì cho về. Thì ngày đó thì còn hai bác, cả bác cả bác hai đều còn cả. Hai chị dâu cũng còn cả. Thế họp nhau lại thì bảo thôi thì bây giờ mày đi lấy chồng không ở được với chồng, thế về thì có thằng con tàn tật như thế thì thôi, thì ở xa cũng không làm được cái gì, thôi thì cho một tí, một cái mảnh vườn, nó chia cho khoảng cái mảnh vườn đó khoảng 5 phần thì chia cho một phần, thế được khoảng độ tầm cho khoảng 300 mét. Nhưng khi tôi xuống một cái thì vợ chồng ông bác hai lại thay đổi và không cho nữa, và bảo nói rằng đây là đất của tổ tiên đã di chúc cho gì, cho tao rồi, bây giờ nhà có 3 mẹ con nhà mày thì đi vào trong bãi tha ma mà ở. Cho nên thì tôi lại phải đi, ngày thì đi đào đáy vàng, đêm thì đi về để đắp nền nhà và san hố, san cái hố hung táng của họ chôn đấy, vào bãi tha ma ở thật. Đúng là vào bãi tha ma ở thật. Cái nhà tôi đang ở bây giờ là phải lấp phải đến hàng trăm cái hố tha ma ở đấy.
cứ đêm đi vào thì sáng trăng thì làm, mà trời không sáng trăng ấy, thì thắp cái đèn dầu lên để làm. À, khoảng 2 tháng như thế thì san được hết những cái hố tha ma và san được cái nền nhà, và chuyển cái nhà, lại chuyển cái nhà nhà danh vách không được vách nứa nữa, mà là cái vách bằng gì, bằng đất và phân châu. Đó, chuyển vào đó để ở. Ở thì lúc đầu xuống thì xuống chưa có ruộng thì đúng là nghèo đói thật, nhưng khi xuống đấy thì mình mới nghĩ là gì? Tôi cũng có một chút cái trí, nghĩ rằng là cha mẹ mình, là gia đình mình nghèo khổ là do gì? Cha mình uống rượu, nát rượu. Chứ ngày xưa ông đi bộ đội về và ông còn trẻ thì ông không có nát rượu thì ai cũng thương, nói cái gì ai cũng nghe và cái gì cũng làm được, khéo tay hay làm. Vì ngày đó nhà tôi là ở trên quê nội, là ông cụ xây được cái nhà xây, là cái nhà xây thứ hai ở trong làng, sau cái nhà giàu nhất làng. Cái nhà có truyền thống giàu, truyền thống giàu nhất làng xây được nhà, thì nhà tôi là xây được thứ hai, là từ năm 80 mấy, xây được năm, từ năm 81, 82 là có nhà xây. Tức là ngày ở trong quê tôi ngày xưa toàn ở nhà sàn với là nhà vách, nhà nứa, tranh nứa vách đất và lợp phân, chát phân châu, chát đất vân vân. Nhưng mà sau này thì khi mà nát rượu thì ông lại gì? Ông lại thành con người như thế. Chưa nát rượu thì con người khác, mà nát rượu và con người khác. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là uống rượu là một gì? Một việc rất ác, không có lợi cho gì? Cho trí tuệ và cho sự phát triển trí não hay là cái đức hạnh của một con người bình thường tí nào cả. Cho nên Đức Phật trong giới cấm của Đức Phật là gì? Cấm uống rượu. Và có thể là gì? Từ cái chỗ khổ đó mà gì, mà tôi muốn thoát ly những cái sự khổ đau ngay trong một đời, và không muốn gì nó dây dưa sang nhiều đời khác nữa. Vì vậy mà khi xuất gia tôi cũng phát ra 3 đại nguyện để mà thực hành. Cái nguyện thứ nhất đó là, đó là nguyện là sau khi ra khỏi lũy trai làng, tức là đi tu đó, cho dù khó khăn gian nan vất vả đến đâu, dẫu cho là thịt nát xương tan, không bao giờ quay trở lại lũy trai làng, tức là không bao giờ đi trở về khi mà mình chưa là một, chưa phải là một vị sư. Tức là trên đầu còn tóc á, dù thịt nát xương tan, không bao giờ quay lại lũy trai làng, dù cho đói khát khổ cực đến đâu, không bao giờ quay lại lũy trai làng. Vì vậy mà khi tôi xuất gia tôi đi tu, tôi khổ lắm. Tôi khổ đến nỗi bây giờ mà có thể viết thành một quyển tiểu thuyết, một quyển tiểu thuyết có thể là còn khổ hơn cả là Lục Tổ Hệ Năng khi mới đi tu nữa. Nhưng mà gì? Vì cái đại nguyện của mình tôi đã vượt qua tất cả. Đấy là cái nguyện thứ nhất. Cái nguyện thứ hai là nghe cái ông cụ nhà hàng xóm đó, ông ấy cụ ấy kể là tôi hỏi đi tu thì phải như thế nào. Ông cụ bảo là đấy, đi tu thì vào tóc, bước đầu vào làm chú tiểu, cạo tóc làm chú tiểu. Sau 3 năm để học hành tinh tiến ngoan ngoãn thì được thầy thương, thầy cho thụ giới lên sư bác. Thì sau đó khoảng 5-7 năm, chục năm thì gọi là lên sư thầy. Thì tôi với cũng thầm nguyện trước khi đi tu, thắp hương trước ban thờ tổ tiên. Nguyện thứ nhất là dấu thịt nát xương tan, đầu còn tóc, tức là chưa thành sư, không bao giờ quay lại lũy trai làng. Nguyện thứ hai, trong 3 năm là phải ngoan hiền chịu khó, để làm sao để thầy thương, để thầy cho được thọ giới sư bác. Tức là phải phấn đấu, phát nguyện làm sao là 3 năm là phải lên được sư bác. Đây là nguyện thứ hai. Và cái nguyện thứ ba, đó là nguyện theo Đức Quan Âm là gì? Là một đời này phải giải quyết xong vấn đề sinh tử, thành Phật để phổ độ chúng sinh. Nhưng cái này thì sau này mới biết là rất khó. Nhưng ngày đấy nghĩ là Quan Âm tu được, mình cũng tu được. Nhưng bây giờ thì mới thấy cái nguyện đó không phải là gì, không phải dễ. Khi tôi xuất gia ra đi, gia đình tôi thì kinh tế còn rất khó khăn. Vì sao mà khó khăn? Vì trước đó anh trai mất, tôi thì bị ốm hơn 1 năm trời, cứ đi viện đó. Ở nhà thì có thể nó bình thường, thì ốm lên viện thì nó lại khỏi, cứ như vậy. Mà mình đi khám mà không phát hiện ra bệnh gì, thì bà cụ ở nhà thì đi xem họ bảo cái trường hợp này là bị gì, bị bệnh tâm linh, cho nên phải trình đồng mở phủ. Thế cho nên tôi ngày đó thì mẹ tôi cũng đè tôi ra để trình đồng mở phủ cho tôi. Khi mà trình đồng mở phủ, cái ông thầy ông đến, ông cho một cái mâm lễ trên đầu tôi. Ông bảo tôi quay đi, tôi chả biết quay kiểu gì. Thế nên tôi không biết quay kiểu gì, bắt đầu là cho cái người đi hầu theo cái ông thầy đó sang để nó cứ cầm dúi cái đầu tôi, nó cứ dúi quay gì, lắc lư thì mình nghe ông ấy dúi thì mình cũng làm theo cho nó sướng. Đó. Thế là bắt đầu tôi thành đồng bóng từ đấy.
tôi thành đồng bóng từ đấy. Nhưng tất nhiên trước đó thì cái vấn đề tâm linh thì nhiều cái không biết, tự nhiên tôi đã biết rồi. Ví dụ như là tự nhiên biết đọc thần chú này, tự nhiên biết đọc và biết viết chữ Hán này. Mà sau này khi tôi xuất gia rồi, có những cái chữ Hán mà ngày xưa tự nhiên tôi đọc tôi viết ra và y như thế. Cái đấy là những cái mà về tâm linh không thể giải thích được. Đó, cho nên ở đây ý tôi nói, tôi kể các câu chuyện của tôi đó để cho Phật tử này thấy rằng là gì, để cho Phật tử này, vì Phật tử này còn đang băn khoăn bố đang ốm bị liệt, nhưng mà nếu mà bố liệt cả đời như vậy để một mình mẹ ở nhà chăm sóc thì con có phải là đứa con bất hiếu hay không. Và Phật tử này xin là cái lời giảng của thầy để Phật tử này có niềm tin. Thì tôi ấy giảng thì rất khó có thể đại để cho Phật tử này giảng để Phật tử này hiểu được. Cho nên tôi lấy cái câu chuyện, chính câu chuyện của tôi, chuyện thật của tôi ấy, có thể nó còn khó cũng chẳng kém gì Phật tử này. Vậy mà tôi đã quyết định và xuất gia được. Và cho đến bây giờ, khi ngày tôi mới xuất gia, Phật tử này cũng nên biết là mẹ tôi bị cả dòng họ ngoại là gì, chửi, đuổi và cấm cửa. Thậm chí ông bác cả còn chửi mắng mẹ tôi, sỉ nhục mẹ tôi ngay tại nhà của bác ấy. Đi ra kiểu đi ra mượn con trâu để đi cày. Thì nhà nghèo không có trâu nữa, không có trâu, cho nên ông bác cả ông bảo là mày cút khỏi nhà tao, mày đừng có bước vào khỏi cái gì, không được bước vào cái gì, cái mảnh đất của nhà tao. Vì gì, mày nuôi con mày ra mà mày không dạy được, mày để cho nó gì, cho nó đi chùa như thế làm mất mặt cả dòng họ nhà tao, khủng khiếp như thế. Có nghĩa là cái chấn động, cái dư âm của xã hội nói là một người đi chùa lại cho là một người gì thất tình lục dục, rồi một người đi chùa là một người bần cùng trong xã hội, không làm được mà ăn mới phải đi chùa. Họ nghĩ như vậy. Một người đi chùa vì sao? Vì ngày xưa họ toàn nghe các bài hát là gì, chuyện tình Lan và Điệp. Đi chùa thì toàn là những kẻ thất tình lục dục như vậy. Họ đâu có biết gì cái tốt đẹp của đạo Phật là gì đâu. Mà chính mình ngày xưa cũng không biết mà. Do khi đọc kinh Phật Bà Chú Ba Chú Hương, Phật Bà Chú Ba Chú Hương biết một chút thì lại phát nguyện xuất gia thôi. Chứ trước đó có biết gì đâu. Cho nên ông bác cả ông ấy, ông ấy cấm bà mẹ tôi không được bước qua cửa nhà bố đẻ của mình, mẹ đẻ của mình, đồng thời cũng là nhà ông bác cả, ông ăn trưởng ở đó. Và mẹ tôi, các vị biết bà khổ đến mức độ nào. Được may mắn được ông chồng ấy, thì tức là ông bố của tôi, từ khi mà từ tôi khuyên về thì ông về quê ngoại, ông giảm đi uống rượu là khoảng 70%. Đấy là ngày ông chỉ uống 2-3 chén thôi, chứ không say xỉn như ở trên quê nội ngày xưa. Vì ông hứa với tôi là con cứ yên tâm để đi chùa 3 năm 9 tháng 10 ngày đi, bố sẽ không nát rượu nữa, bố sẽ làm chỗ dựa tinh thần cho gì cho con. Vì tôi đã cảm hóa, ngồi nói chuyện mấy tiếng đồng hồ với ông ấy, mình cảm hóa được ông. Và gì, ông đã bỏ được rượu như thế thật, ông bỏ được khoảng 70% và không say xỉn nữa. Và ông về thì quả thật là trong vòng mấy năm ở dưới đó ông rất là ngoan. Nhưng không may là khi cái lúc ngoan như thế thì ông lại bị tai biến. Ông bị tai biến. Khi đó tôi đi tu rồi, đang đi học trung cấp rồi, ông bị tai biến. Thì tôi cũng đưa ra viện để chữa cho ông ấy 6 tháng ở ngoài bệnh viện châm cứu trung ương, nhưng mà cũng chỉ đỡ một chút không thuyên giảm. Khi đưa ông về nhà thì ông bảo tâm nguyện của ông là không muốn mất dưới quê ngoại, ông muốn mất trên quê nội để ở với bố mẹ. Vì ông biết là bệnh không thể qua thì cho về trên quê nội. Thì mất như vậy mà tôi cứ thỉnh thoảng đi đi về về để chăm, để thăm thôi. Vì phải nhờ cái cô Út, tức là em gái của bố, để trông ông cụ cho đến cái giây hơi thở cuối cùng. Đó, cho nên ở trong hoàn cảnh của tôi, có thể gì cũng chẳng khác gì hoàn cảnh của cái vị Phật tử đưa câu hỏi này. Và thậm chí hoàn cảnh của tôi có thể nó còn điêu tàn hơn nữa. Vậy mà tôi vẫn rứt ra tôi gì làm theo lời Phật dạy được. Còn Phật tử này á, hỏi là cần điều kiện gì, tôi bảo là có niềm tin và có nghị lực, thêm một chút ý chí và nghị lực nữa thì chắc chắn sẽ làm được những cái điều của mình. Có thể mình mà phát nguyện mình làm được cái điều đó thì sẽ rất tốt cho sau này. Giống như trên bây giờ tôi, bây giờ chẳng hạn, tôi bây giờ không chỉ mẹ tôi bị dòng họ đuổi như ngày xưa nữa, mà bây giờ cả dân cả làng ai nhìn thấy mẹ tôi cũng phải gì bảo quý hóa quá, sinh được đứa con như thế mới gọi là sinh con. Ấy, ngày xưa thì ai cũng chửi, ai cũng nguyền rủa. Thậm chí bà cụ tôi, sau này tôi về mấy năm sau tôi đi tu về, tôi
học hành khá khá rồi tôi về thì bà cụ mới vừa khóc vừa kể rằng đấy, bây giờ sư ông như thế chứ ngày xưa sư ông có biết tôi khổ như thế nào không? Tôi đi ăn cơm, đi uống rượu họ hàng với bạn bè, tức là đi ăn mừng một tiệc cưới họ hàng á, tôi ngồi vào một cái xó gì, một cái góc tối nhất, góc sâu nhất, và tôi đến đó tôi chỉ cắm mặt cắm mũi tôi ăn có một hai bát, một cái là tôi gì, là tôi đứng dậy tôi về, tôi không dám ngồi nói chuyện, vì nói chuyện ở đâu người ta cũng xì xào, người ta bảo đấy, sinh con ra chả dạy được con, nếu để nó ở nhà có khi bây giờ nó cũng lấy vợ rồi, nó có con rồi, thế bây giờ để nó đi tu như vậy thì nhục nhã, đi đến ăn đám cưới người ta mà bây giờ con thì mình chả có thì mấy, vân vân này vân vân, thế là lại tủi về khóc một mình. Đó. Như thế. Nhưng mà bây giờ thì sao? Từ già đến trẻ tôi về xã thì từ bí thư chủ tịch, từ gì những thậm chí là hôm rồi lên về trên huyện thăm ở huyện, bí thư chủ tịch huyện cũng thì cũng đoán trước rất là long trọng, rất là cung kính, rất tôn trọng, không như là hơn 20 năm trước họ coi mình là một kẻ gì? Một kẻ là bất hiếu, một kẻ là trốn chạy. Đó, cho nên đây cũng nói thêm như vậy để Phật tử này có thêm cái niềm tin để quyết định thế nào cho nó đúng. Đức Phật nói ở trong kinh là gì? Một người xuất gia đắc đạo có thể độ được cửu tộc sinh thiên, tức là độ được chín họ sinh thiên, cửu tộc tức là chín họ sinh thiên, nhưng mà phải đắc đạo cơ chứ, còn mà tu mà không đến nơi đến chốn thì bản thân mình còn gì, còn vào địa ngục, vào ba đường ác, chứ đừng nói là độ được ai cả. Đó, thế đấy là xin trả lời cái câu hỏi của Phật tử này như vậy. Một Phật tử nữa hỏi rằng mẹ con có theo các thánh như ông Bảy Cậu Bé, ông Hoàng Mười, vân vân. Con nhiều lần khuyên mẹ con nhưng không có được. Thầy giúp con trả lời là tại sao mình không nên theo như vậy, và có cách gì mẹ con bỏ được và chỉ nghe theo Phật không? Vì mẹ con thực sự rất tin vào thánh. Mấy lần có nhiều công việc mẹ con không biết giải quyết sao mà nhờ vào thánh mẹ con đã giải quyết được ổn thỏa. Con cũng không biết phải khuyên mẹ con như thế nào nữa. Mẹ con cũng rất tin Phật, nhưng vẫn còn sát sinh. Vì chưa hiểu nên chư tăng mẹ con cũng không kính, nhiều lần cũng đã nói những lời không hay. Tội ấy chắc nặng lắm thầy nhỉ. Làm thế nào để mẹ con hiểu ra và biết đến Phật Pháp được ạ? Con tụng kinh Địa Tạng cho mẹ con thì có được không ạ? Đó. Có một Phật tử này hỏi là có người mẹ là chỉ tin theo thánh, đi theo các cô, các cậu, ông Hoàng Bơ, Hoàng Bảy, Hoàng Mười, đi đồng bóng, nói nôm na là đi theo đồng bóng. À, cũng có tin Phật, nhưng mà gì? Nhưng mà không tin tăng. Tức là không kính các sư. Thì có thể là bây giờ nhìn thấy các sư đi ngoài đường ăn chơi, để phóng xe máy vèo vèo, thậm chí là đi quán hát karaoke, đi tắm biển, ăn mặc thì lòe loẹt, ăn thịt uống rượu, vân vân chẳng hạn, cho nên nó không khởi được cái niềm tin kính, hoặc một lý do nào đó mình cũng không tế nhị, mình cũng không biết rõ hết được. Nhưng mà nói nôm na lại là Phật tử này hỏi rằng bây giờ thì làm khuyên mẹ như thế nào để cho mẹ tin được, làm như thế nào, nói với mẹ nhiều lần rồi nhưng mẹ cũng vẫn không thay đổi, vẫn cứ tin thánh và không, cũng không sao, có một cái đức tin thế là cũng tốt rồi. Thế bây giờ thì Phật tử này cách tốt nhất là Phật tử này phát nguyện tụng kinh Địa Tạng hàng ngày để hồi hướng đã, hồi hướng phần tâm linh trước đã. Và một cái điều nữa cũng có thể làm khéo léo, đó là gì? Phật tử này lấy cái băng giảng kinh Địa Tạng của thầy ấy, hoặc là của Hòa Thượng Tịnh Không, hoặc của Hòa Thượng Tiên Hóa, mở cái băng giảng kinh Địa Tạng này ra, một cái đoạn nào mà thầy và hoặc là Hòa Thượng Tịnh Không hay Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng về cái đoạn nào mà con thấy nó phù hợp với cảnh hoàn cảnh gia đình nhà mình. Cũng có nhiều đoạn thầy nghĩ hợp đấy. 102 bài giảng lần thứ nhất, 658 bài giảng lần thứ hai. Đó. Con có thể chọn ra một vài bài, cái khi ngồi ăn cơm hoặc là khi nào mẹ vui vui ấy, con ngồi, con mở trong cái điện thoại của con hay cái đài của con làm sao cho mẹ con đã nghe câu được câu không, mà trúng vào cái đoạn mà nói về gì? Nhân quả tội phúc báo ứng. Có rất nhiều những đoạn thầy kể về những câu chuyện nhân quả tội phúc báo ứng. Ngay trong hiện đời này đó. Ngay trong hiện đời này luôn. Thế con cho mẹ con nghe được, câu mất như thế. À, câu không như thế, thế là gì? Họ tò mò. Xong dần dần đó thì, dần dần khi mẹ tò mò rồi đến khi bữa ăn cơm,
thì cứ ngồi vào ăn cơm, con mở bằng cái điện thoại, có cái đài nhỏ nhỏ, con mở lên lên gần cái chỗ ăn cơm và rồi con nghe. Đấy, nhưng mà bảo thực tế thì có thể mẹ con cũng nghe, bố con nghe, và anh chị hoặc là các em con cũng nghe, vân vân. Nếu trong gia đình có bao nhiêu người đều nghe được cả. Đấy, đều nghe được cả. Đấy, tôi kể cho các vị nghe và Phật tử này nghe đấy. Ở trong chùa tôi có một bác đệ tử bây giờ đang ngồi ở đây. Có ông bố ngày xưa đi xin xuất gia thì ông bố thương con quá, nhất định là không cho đi. Nhưng mà vì là gì? Cái bác ấy là gì? Nó nhất tâm nó xuất gia cho nên cũng phải chịu nó. Nhưng mà đặc biệt là gì? Không tin Tam Bảo, không tin cư sư. Vợ đi chùa về ăn chay thì suốt ngày mắng vợ và chửi vợ, nói vợ không ra cái gì. Nhưng ngay trong Pháp hội Địa Tạng vừa rồi ông lên, ông dự thế là cảm hóa được ngay. Cảm hóa được ngay. Thế là vừa trước đó thì gì? Ông hay đi làm cái nghề gọi là sát sinh và đi bán thịt. Nhưng về một cái thì ngày xưa thì con gái đi tu rồi đấy, về lên sư cô rồi về khuyên thế nào ông không nghe và ông không tin. Nhưng vừa rồi lên dự pháp hội một cái, tự nhiên vào đọc kinh Địa Tạng theo đại chúng được hết một ngày. Rồi hai ngày, rồi ba ngày về thay đổi ngay. Và không chỉ có thay đổi là không đi bán thịt nữa, mà còn thì lại không ăn thịt nữa. Phát nguyện ăn chay, thế là từ hôm địa tụng kinh pháp hội Địa Tạng tới giờ từ hôm 13 cho đến hôm nay. Và phát nguyện ăn chay trường luôn. Duyên nó đến thì bây giờ lúc nào cũng kè kè cái đài giảng kinh Địa Tạng của thầy ở bên mình mà mang theo. Đó. Cái duyên nó đến thì nhanh lắm. Nhưng mà thì trước đó thì 3 4 năm trời ai nói không tin, con gái đi tu về nói không tin, nhất định không tin. Mình phải có cái niềm tin mình, và con cứ nhất tâm con tụng kinh Địa Tạng và con làm theo cách thầy bảo, một lúc nào đó có thể thì con độ được mẹ con ngay trong kiếp này chứ không phải chờ đến kiếp sau nữa. Và thầy chờ tin con xem có làm được điều đó hay không. Một Phật tử nó hỏi là gì? Bố con 3 năm trước bị tai biến mạch máu não, bị liệt nửa người. Đến nay đã có đi lại được chậm chậm, nhưng còn một bên tay không cử động được nữa. Vậy con tụng kinh Địa Tạng bố con thì bố con có khỏi được bệnh không ạ? Con cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Có thể khỏi. Nhưng mà nếu mà không khỏi được á, cái bệnh về thân, thì điều quan trọng con hồi hướng và cho bố nghe pháp, đọc kinh cho bố nghe, đưa cái bài giảng pháp của thầy và hoặc là của bất cứ vị pháp sư nào, thôi cứ nghe bài kinh Địa Tạng của thầy hay của Hòa Thượng Tịnh Không hay Hòa Thượng Tuyên Hóa đi. Một lúc nào đó tâm vững rồi thì nghe bài của các thầy khác. Thầy thì giảng ở trong sơ học, thầy trình độ thầy nó kém, thì giảng cho những người gì, cho mấy người mới học đạo nghe. Cho nên chương trình độ gọi là trình độ sơ cấp Phật học. Cho nên con cứ lấy cái băng giảng của thầy bố con nghe nó dễ đấy. Con cứ cho ông nghe. Và ông nghe thì ông nghe được và ông chịu khó ông niệm Phật được nữa, hoặc niệm Bồ Tát Địa Tạng được nữa, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát được thì rất tốt. Không niệm được to thì niệm trong tâm được. Đây con nói là bố con bây giờ cũng đã gì, tuy liền nửa người nhưng đến nay cũng đã đi lại được nhẹ nhàng chậm chậm rồi, thì có thể niệm Phật thầm, niệm Bồ Tát thầm ở trong tâm, hoặc niệm gì hơi hơi máy môi niệm cái khẽ, rồi ngày không niệm được nhiều thì lúc nào rỗi ông niệm vài câu. Nhưng quan trọng con cho ông ấy nghe, lúc nào ông thích nghe thì nghe, không thích nghe thì ông tự tắt đi được, tắt cái đài đi được. Đó, như vậy để gieo cái duyên cho ông. Thì nếu mà mệnh mà còn thì có thể ông lại khỏe mạnh trở lại. Giống như ngày xưa khi mà ngày Ấn Quang Đại Sư kể một câu chuyện là thời thế kỷ thứ 17 ấy, cuối 17 đầu 18, có một cái gã ăn mày bị liệt cả hai chân, liệt từ bé cơ. Liệt cả hai chân thì khi đó hắn đi ăn mày, ăn xin thì nó cứ ở đầu đường xó chợ, người ta cho mãi, người ta chán, người ta không cho nữa, người ta chửi. Cứ đến gần hàng người ta chửi, người ta đuổi, người ta xua đi, người ta lấy đất, lấy đá, nó ném đi. Vì miếng ăn mà gì, anh ta khổ quá. Anh ta gì, chợ thì không xin được, nên anh ta lên cửa chùa anh xin. Nhưng xin ở cửa chùa mãi, họ đi chùa thấy mãi, họ cho mãi thì họ chán, họ không cho nữa. Cho nên anh ta đói khát cùng khổ sở như vậy, bò vào chùa để xin ăn. Thì thầy hòa thượng ở trong chùa mới bảo là vì miếng ăn mà gì mà con lại khổ đến thế ư? Thế thì cái gã ăn mày đấy bảo rằng là bạch thầy là gì, con ngày trước là vốn đi xin dưới chợ, nhưng mà gì trước họ cho, bây giờ không cho nữa. Thì mấy năm nay thì con này lên xin ở cửa chùa của thầy, nhưng mà những một thời gian đầu là cho, nhưng bây giờ ông không cho, nó không hiểu tại sao mà con mà họ lại không cho mà còn chửi con nữa. Thế hòa thượng mới bảo rằng là vậy thì á,
Nếu mà con vì miếng ăn mà khổ như vậy thì thôi, thì bây giờ con có thể gì? Ta có một phương pháp để làm cho con thì không khổ miếng ăn nữa. Nghe nói như vậy cái ăn mày cái mừng, có bảo bạch hòa thượng con phải làm sao, bạch thầy con phải làm sao. Thế hòa thượng nó bảo là vậy bây giờ nhá, vậy thì nếu mà con đồng ý ta sẽ cạo tóc cho con thành một chú tiểu ở trong chùa. Thế vị bảo bạch thầy thì con bị liệt cả hai chân như này, ốm đau chẳng làm được gì trong chùa thì có được không? Bảo được, chỉ cần gì con có cái hình tướng của gì của một vị tăng, của một vị sư thôi, thì Phật Bồ Tát chẳng để cho con đói đâu. Và sau khi cạo tóc xong thì cứ đến khoảng 11 giờ trưa thì nó lết ra trước cửa chùa, vẫn mặc mặc quần áo nâu rồi, bây giờ không mặc quần áo đời thường, nó mặc quần áo nâu lết ra cửa chùa và bưng cái bát như vậy, thì từ đó quả thật là không bao giờ bị đói nữa. Rồi hòa thượng lại dạy cho cái phương pháp là chỉ niệm danh hiệu Đức Quan Âm, vì vị không được đọc được, không biết đọc biết viết, chỉ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm 3 năm như vậy. 3 năm như vậy, một hôm chú tiểu ấy nằm mơ thấy này, nằm mơ thấy một bà già, tức một bà cụ già đến để bảo rằng á, thế 3 năm niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm như vậy công đức rất là lớn, vậy thì con cầu cái gì, con có ước nguyện điều ước gì không, có cầu nguyện gì không? Thế chú tiểu mới bảo rằng á, con ấy chỉ có một điều ước duy nhất, đó là gì? Cái đôi chân con được đi lại được để làm công việc chấp lao phục dịch cho chùa, làm công việc Phật sự để báo đáp công ơn hòa thượng trụ trì, vì con là kẻ gã ăn mày đói khát như thế như thế, nhưng được hòa thượng trụ trì thương cạo tóc cho con, từ đó con không đói nữa, nhưng mà con muốn làm công việc để báo đáp lại công ơn của thầy của tổ, làm công việc Phật sự trong chùa, muốn đi quét cái sân cũng chẳng làm được, con thấy xấu hổ và thấy hổ thẹn vô cùng, chỉ mong cho có đôi chân khỏe thôi. Nói với cái bà cụ già trong giấc mơ như vậy. Thế bà cụ già trong giấc mơ bảo vậy à, thế con có mơ như vậy, thế bây giờ đưa chân đây ta xem. Thế đưa cái chân ra mà cái bà cụ xem, bà cụ ấy gật gật, bà cụ ấy vuốt vuốt vài cái, và bà cụ bảo thế con đứng dậy con đi thử xem. Thế trong giấc mơ thấy như thế, thế là gì, cái chú tiểu ấy đứng dậy đi, thế đứng dậy đi thấy mình đi được một cái, thế là tỉnh ngủ. Tỉnh ngủ xong một cái thì vị này gì nắn nắn xuống chân mình là gì, cua cua chân mình, trước đây thì nó cứng đờ nhưng bây giờ tự nhiên nó quay quay được và đứng dậy đi, đi được thật. Đây là câu chuyện được ghi ở trong Ấn Quang Đại Sư Vân Sao. Chính Ấn Quang là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông ghi lại câu chuyện đó, chắc chắn là không có sai. Đó. Cho nên á, ở đây các cụ ngày xưa mới nói gì? Phật pháp nhiệm màu, có cầu thì sẽ có cảm thì sẽ có ứng, có linh và có thông. Đó, cho nên ở đây Phật tử thì cứ nhất tâm để thử xem còn được hay không được, thì thầy không dám khẳng định trước được là con được hay không được. Bây giờ thầy bảo được mà bố con không được thì con lại mất niềm tin vào Tam Bảo. Vì thầy cũng chưa có thần thông, thầy không phải là Phật Bồ Tát, thầy không phải là một ông thầy đồng bóng để đoán chức vận mệnh của người khác. Cho nên đây để tùy duyên đi. Con cứ tin Phật nhất tâm tụng niệm, tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng cho bố của con, và nghĩ rằng con không nghĩ là gì, nếu cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, nếu bố con mệnh mà còn thì được khỏe mạnh, ít nhất cũng đi lại được, tự do tự tại tự sinh hoạt được trong chùa, và không tụng kinh thì niệm Phật được. Còn mệnh của bố con mà hết thì nguyện Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Đức Phật Bồ Tát Địa Tạng vân vân đó, dẫn dắt cho bố con, thần thức của bố con thì ít nhất cũng được sinh trời người, hưởng phúc báo nhân thiên đó, có phúc đức, có trí tuệ và có thọ mạng. Dần dần đó thì gì? Lại gặp Phật pháp và tu tập được gì, sớm được giải thoát ở trong chính pháp của Đức Phật. Đó. Và thời gian cũng đã hết rồi, nhưng mà còn một câu hỏi hôm nay nữa. Hôm nay kể nhiều chuyện quá cho nên trả lời được ít. Thì các Phật tử đến thứ hai chúng ta lại, thì những Phật tử nào chưa được trả lời câu hỏi thì đến thứ hai để nghe tiếp. Nhưng còn một cái câu hỏi ở trong cái tờ giấy này thì thầy trả lời nốt đó. Một Phật tử nó hỏi là Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy. Con kính chúc thầy mạnh khỏe, thân tâm thường an lạc. Con được biết thầy có trả lời các câu hỏi trực tiếp cho mọi người vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Con nghe vậy thấy rất hoan hỷ lắm ạ. Con có câu hỏi muốn nhờ thầy giúp con với ạ. Ở đâu? À đây đây. Chạy ra đây. Ở nhà con có Phật đài tụng kinh Địa Tạng 24 trên 24 ạ. À con có bật đài tụng kinh Địa Tạng 24 trên 24 ạ. Con có tải kinh Địa Tạng thầy Thích Chí Thoát tụng và kinh Địa Tạng thầy
và các quý thầy khác cùng tụng, tức là các thầy chùa Khai Nguyên đó. Mỗi lần con nghe đến thầy tụng kinh là con lại nghe thấy tiếng gọi con thầy ạ. À. Con không nghe rõ là gọi gì cả, con chỉ nghe thấy tiếng gọi con thôi, không kể ngày hay đêm. Trong khi đó mà mỗi lần con nghe đến thầy Chí Thoát tụng là tuyệt nhiên con không nghe thấy tiếng gọi đó ạ. À. Con nghe thấy như vậy cũng đã lâu rồi ạ. À. Con cũng hay lên chùa Khai Nguyên vào các ngày Pháp hội ạ. À. Con không hiểu tại sao con lại nghe thấy tiếng gọi như vậy ạ. À. Con nghe thấy như vậy là sao vậy thầy? Có gì lo lắng không ạ? À? Thầy hoan hỉ trả lời giúp con với ạ. À. Lắm ạ, à, quá chắc là ngoan lắm đây. À, hơn nữa, ở xung quanh nhà con có rất nhiều nhà hàng mở ra, nào là thịt trâu, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thịt ngan, thịt gỗng, thịt nhím, thịt lợn, vân vân, nhiều lắm thầy ạ. À. Thầy cho con hỏi, con bật đài tụng kinh Địa Tạng như vậy có được không ạ? À? Thầy trả lời giúp con với ạ. À. Con nghe thấy như vậy con rất hoang mang ạ. À. Xin cảm ơn thầy ạ. À. Rất nhiều ạ. À. À, Phật tử này hỏi là à, gia đình thì thường có bật đài tụng kinh 24/24. Trước đây là hay bật đài tụng kinh Địa Tạng và kinh của thầy Thích Chí Thoát tụng cũng là kinh Địa Tạng. Nhưng mà thấy không thấy gì. Nên từ khi mà bật cái đài tụng kinh Địa Tạng của các thầy ở chùa Khai Nguyên lên á, thì mỗi lần như vậy thì thường hay nghe thấy tiếng gọi nhưng mà gọi không rõ tên. Cái Phật tử này nói là như vậy hoang mang, cảm thấy cũng có một chút hoang mang vì tụng nghe thầy Chí Thoát tụng kinh á, thì không thấy nghe tiếng gì, mà nghe thầy Thịnh với các sư ở chùa Khai Nguyên tụng kinh Địa Tạng á, thì cứ nghe thấy tiếng gọi mình, hoang mang. Và một điều đặc biệt Phật tử nói ở đây là chung quanh nhà mình có rất nhiều làm nghề gì sát sinh và quán ăn như là thịt trâu, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thịt ngan, thịt ngỗng, thịt nhím, thịt lợn, vân vân, rất là nhiều, nói là nhiều lắm ạ. À. Thì bây giờ thì theo thầy thế này này, chắc là cũng Phật tử này ở cái khu vực đó có nhiều những gia đình ở chung quanh mình sát sinh hại vật như vậy, thì cái oán khí, cái sự oan ức vì bởi cái sự mất mạng của những chúng sinh mà mất mạng một cách oan ức đó, nó không biết đi đâu, không biết bám víu vào đâu. Nay á, nó nghe thấy gì? Thấy các quý thầy và Phật tử tụng kinh Địa Tạng, nghe thấy cái tiếng tụng kinh Địa Tạng, nó có duyên. Nó có duyên và gì? Nó muốn là gì? Mình tiếp tục mở và tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho họ. Cho nên á, họ gọi mình. Hoặc là chính những vong linh cửu hiền thất tổ gia tiên và người thân của mình đã mất nhiều đời nhiều kiếp đó, họ hoan hỉ, họ muốn là mình hóa độ cho họ như trong kinh Địa Tạng nói đó. Cho nên đó, họ gọi mình, có tiếng gọi như vậy. Nhưng mà do cái định lực mình chưa sâu, công đức chưa lớn, định lực chưa sâu, cho nên không nghe rõ là họ gọi cái gì, chỉ nghe thấy tiếng vang vẳng bên tai thôi. Cái gì cũng đừng có sợ. Trong kinh Địa Tạng nói là người thân về báo mộng, người thân về, hoặc là những người có duyên với chúng ta, họ về báo mộng cho chúng ta. Đây là gì? Họ không báo mộng mà có thể họ gọi bằng cái tiếng như vậy. Đừng có sợ. Phật tử này có thể lại, có người lại đưa ra cái câu hỏi, tại sao cũng tụng kinh Địa Tạng, mở kinh Địa Tạng thầy Chí Thoát tụng, nhưng không nghe gì, mà tụng kinh Địa Tạng của thầy Thịnh với lại chùa Khai Nguyên thì lại nghe thấy tiếng đó. Đây là một cái điều rất khó để giải thích. Nhưng mà tôi có thể nói sơ qua như vậy. Vì đây là gì? Bản nguyện của chúng tôi vậy. Vì sao mà nói là bản nguyện? Vì bản nguyện của chúng tôi là khi hội tập xong bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng tôi muốn gì? Muốn đầu tiên là mình phát nguyện đọc tụng thọ trì. Tất cả các sư ở trong chùa, trong đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên đều cùng đọc tụng thọ trì. Và hơn 2 năm nay, bộ kinh này đã được in ra hơn 50.000 cuốn. In đến đâu hết đến đó. Cho nên á, bằng cái đại nguyện của chư tăng, bằng cái sự gì, bằng cái sự hưởng ứng của hơn 50.000 Phật tử ở khắp nơi trên đất nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc chúng ta này, cho nên đó, cái năng lượng của người đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng do chúng tôi hội tập đó, nó rất lớn, phải nói là nó rất lớn. Chứ còn cái bản nguyện, cái cũng là kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng của Hòa Thượng Chí Tịnh hay là Hòa Thượng Chí Hải, hoặc một số các cư sĩ khác dịch á,
cũng là kinh Phật, cũng bộ kinh ấy, nhưng mà gì? Có ít người đọc tụng, có rất ít người đọc tụng. Các vị cứ xem, mà thậm chí có những tăng ni Phật tử còn coi bộ kinh đó một năm chỉ tụng vào gì? Vào tháng Vu Lan báo hiếu thôi, hoặc là có người chết mới tụng thôi. Chứ còn chúng tôi gì, quanh năm ngày tháng hơn 2 năm nay, sáng chiều tối ngày nào cũng đọc tụng, phải đủ chọn cả một bộ. Trừ những ngày pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm và pháp hội Quan Âm, tức một năm có gì có mấy ngày có 2 pháp hội Quan Âm và 2 pháp hội Trung Phong thì không tụng kinh Địa Tạng thôi. Còn các sư vẫn tụng kinh Địa Tạng. Trên dưới 50.000 Phật tử hiện nay đang tụng bộ kinh Bản Miệng Bồ Tát Địa Tạng này. Cho nên á, cái sự cộng hưởng, cái cộng hưởng của cái năng lượng và quang minh công đức sự chứng minh của chư Phật và Bồ Tát đối với bộ kinh này là gì? Là bất khả tư nghị, chẳng thể nghĩ bàn được, chẳng thể dùng cái trí thế gian mà nghĩ bàn được. Cho nên Phật tử bật cái kinh này lên một cái thì có thể quỷ thần và các vong linh cũng như các oan gia trái chủ và các gì? Thần thức của những cái con vật mà bị giết ở gần nhà mình kia, họ cầu cứu mình, họ muốn nghe mình gì? Mở cái bài kinh đó lên để họ nghe. Đó, mở bài kinh đó lên họ nghe, họ thích nghe bài kinh đó. Giống như các Phật tử mà rất nhiều các pháp sư, các hòa thượng thượng tọa giảng kinh, nhưng mà tại sao các vị lại gì? Lại không thích nghe. Mà nhiều người có những Phật tử ở nước ngoài, ở bên Mỹ, bên Pháp gọi điện về nói gì? Chúng con đã nghe rất nhiều các pháp sư, các hòa thượng thượng tọa nổi tiếng trên thế giới cũng như ở Việt Nam giảng kinh, giảng rất nhiều kinh. Con đã gì? Có người nghe 30 năm nay học Phật và nghe kinh, nghe giảng kinh. Nhưng mà khi nghe được gì? Chúng tôi giảng kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng năm 2015 cho đến nay, Phật tử này bảo rằng gì? Không lúc nào là rời cái đài, cóp vào cái USB và không bao giờ rời cái đài giảng kinh Địa Tạng của thầy. Đêm ngủ gì? Ngủ cũng gì mở kinh Địa Tạng cho đến gì? Nghe đến ngủ quên đi thôi, sáng hôm sau rồi lại bật tiếp. Trừ lúc nào tiếp khách thì mới gì? Mới tắt đi thôi. Còn khách ra khỏi nhà mà cái lại tiếp tục bật kinh lên để nghe. Nghe đi nghe lại, Phật tử nói là nghe cái lần thứ nhất mà nghe đi gì? Nghe được hàng chục lần rồi nhưng mà vẫn không thấy chán. Nói là mỗi lần nghe là một lần mới. Đấy là cái gì? Cái duyên. Cái nhân duyên. Chứ tôi không phải chúng tôi nói là chúng tôi giảng hay hơn các hòa thượng, các thượng tọa, nhưng cái duyên và cái nguyện của mỗi người. Đấy, cho nên ở đây thì chúng tôi chỉ có thể giải thích sơ sơ như vậy. Và Phật tử này thấy là hoan hỷ thì về cứ tiếp tục mở cái kinh Địa Tạng chúng tôi tụng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình nhẹ nhẹ thôi. Và đặc biệt là Phật tử này có duyên với những chúng sinh ở khu đó như vậy thì Phật tử nên mỗi một ngày vào lúc buổi chiều chiều, lúc tụng kinh chiều á, nên nấu một bát cháo, hoặc nếu không nấu được thì mua lấy để cái gói cháo làm sẵn đó, cho thành 3 bát cháo để vào cái mâm, cho là một chút gạo, chút muối nữa, một đĩa gạo đĩa muối để trong giữa 3 bát cháo để chung quanh và để làm cho một nắm đũa, một nắm thìa lên đó, và để mấy cái bát không vào đó nữa. Thì cái lúc thì tụng kinh Địa Tạng xong buổi chiều đó thì dành ra khoảng 10 phút thôi tụng cái biến cái thí thực ở trong cái quyển thí thực, có thể trong quyển Trung Phong có, hoặc là gì, trong quyển kinh Nhật Tụng có. Đây lấy ra một thí thực đọc từ nhược nhân dục liễu chi thôi, ngày nào cũng thế, để cho họ ăn và sau đây phát nguyện cho họ được đi đầu thai thoát hóa, đi khuyên họ đừng có chấp vào cái tấm thân đó làm gì, đó cũng là oan oan tương báo, nợ nhau nhiều đời nhiều kiếp mà nay mới gì mới bị làm cái thân xúc sinh mới bị họ giết đó, cho nên nó khuyên họ thôi đừng có ôm hận làm gì, đừng ôm hận làm gì mà theo lời kinh tiếng kệ mà đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới trời người, hưởng cái phúc báo ở đời sau và tu tập để cho mau thoát khổ. Khuyên họ như vậy thì công đức vô lượng, làm được như thế thì là gì? Phật tử này chính là một vị Bồ Tát ở khu vực đó đấy. Tôi chưa được là Bồ Tát đâu, nhưng mà Phật tử ở làm được như thế thì chính là một vị Bồ Tát để cứu tinh những gì, những hương hồn, những vong linh, những chúng sinh oan khuất, đặc biệt là những gì, những thần thức của con trâu, con bò, chó, lợn, gà, vịt, hiêu nai nhím nhức mà Phật tử nói lúc nãy. Đấy là một cái xóm lò mổ, chung quanh là rất nhiều người sát sinh hại vật và mở quán ăn như vậy. Đấy thì thầy khuyên như vậy, làm được như thế Phật tử sẽ chính là một vị Bồ Tát ở khu vực đó. Và là một Bồ Tát ở khu vực đó thì sau này khi xả bỏ báo thân này thì chắc chắn tụng kinh Địa Tạng như vậy thì sẽ là một vị Bồ Tát ở trên cõi trời Đao Lợi, hoặc là một vị Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc trong tương lai là gì? Không xa vậy, 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 là gì?
không xa vậy là gì, không xa vậy là gì, không xa vậy. Về tâm linh á, bệnh viện, đi bệnh viện bao nhiêu lần không khỏi á, đến đây cũng có vài trường hợp chúng tôi chịu bó tay không thể làm gì được. Đó là trường hợp mà một cái bạn sinh viên học một trường đại học điện lực thì phải, ở dưới Hà Nội, nhưng bạn quê ở bên Đông Anh, đang đi học năm thứ tư thì tự nhiên là bị cái bệnh là thần kinh không tự chủ. Và mỗi khi á, bạn ấy mà lên cơn á, quý vị biết nó khủng khiếp như thế nào đó, khủng khiếp như thế nào. Tôi là một người là gì, cũng khá là vững vàng trong cái vấn đề nhìn thấy ma thấy quỷ, nhưng mà hôm đó cũng phải gì, cũng phải ghê. Một người con gái khi mới đến chùa, bố đưa sang đây thì nói chuyện với tôi cả tiếng đồng hồ, không sao, nó rất là bình thường. Và tôi thấy nó là bình thường như là một cô sinh viên rất là ngoan ngoãn, hiền dịu, lại còn xinh đẹp nữa. Đầy đủ những yếu tố của một người con gái, của một sinh viên, không có cái gì là biểu hiện của bị gì, là bị vong nhập hay là bị điên dại cả. Nói chuyện bình thường như vậy. Nhưng sau khi nói chuyện đến tiếng hơn tiếng đồng hồ thì tôi bảo thôi, thế bây giờ thì thôi, bây giờ ở đây nó không có biểu hiện gì đâu, thì thôi ông cứ đưa con nó về. Hoặc là nếu mà, bởi vì con nó còn đang phải đi học, nếu nó ốm thì mới để đây, bây giờ nó lên nó bình thường thế này. Chứ ông bảo không thể, nó đang khỏe như thế này, có khi đùng một cái nó lăn đùng ngã ngửa ra mà không ai tưởng tượng được. Thế tôi bảo nhưng mà bây giờ nó có sao đâu, thôi để cho nó về, nó bảo là ngày mai đi học thì cứ cho về đi học. Thế trước khi về thì tôi bảo là thôi thì bây giờ cái bộ kinh Địa Tạng cái năm kia, năm 2015 tôi mới hội tập xong, bắt đầu các Phật tử mới vào tụng kinh xong được khoảng tháng, hai tháng gì đó, khoảng hai tháng hơn đấy, khoảng tầm đấy. Thì tụng, mọi người tụng nó chưa được nhiều, cho nên cái công đức nó cũng chưa được sâu dày lắm. Cho nên tôi mới vào lấy quyển kinh Địa Tạng, tôi đưa cho cái cô bé, tôi bảo là đây bây giờ con phải về nhà, con chịu khó đọc cái bộ kinh này để hồi hướng cho người ta. Đây cũng chắc là do oan gia trái chủ, đời trước kiếp trước là con nợ họ, thì bây giờ con thì phải trả họ thôi, mình tránh làm sao được. Thế tôi bảo như vậy và tôi đưa nó quyển kinh. Và tôi đưa nó quyển kinh, nó dở ra mấy trang nó xem, thì nó bảo là bạch thầy, đọc quyển kinh này thì ma quỷ nó còn có nhập được vào mình nữa không, nó còn nhập vào con được nữa không. Thì tôi bảo cái này tôi không dám khẳng định trước, nếu mà tâm mà con mà chân chính á thì cho dù có thiên ma cũng chẳng làm được gì con. Tâm của con mà không chân chính ấy, mà vẫn sợ sệt ma ấy, thì ma nó vẫn gì, vẫn nhập con như thường được. Nhưng mà con cứ chịu khó tin thầy và đọc tụng bộ kinh này ấy, một thời gian dài lâu ấy, thì con gì, cái dương khí, cái chân khí của con ấy, dần dần con lấy lại được thì họ sẽ không nhập được vào con nữa đâu. Thế tôi nói, vừa nói xong cái câu đó một cái thì chắc là nó biết trước hay sao. Nó biết là gì, nếu mà để cho cô này á, mà được tụng kinh được nhiều ấy, thì nó gì, có đủ chân khí, có đủ dương khí rồi thì nó không thể vào được. Đó. Thì tự nhiên là thấy gì, nó rùng mình một cái, vào đấy là thấy gì, mắt nó tái đi. Sau một phút tái đi một cái, bắt đầu nó đỏ lên, mắt nó đỏ lên, đỏ đỏ như là người uống rượu, đỏ như là cái Quan Văn Trường ấy, mặt đỏ phừng phừng lên như thế. Và nó bởi tay chân bắt đầu là gì, nó múa may và nó rất cứng. Và bắt đầu thì mắt nó trợn ngược lên. Trường hợp này tôi thấy là số 1. Tôi thấy rất nhiều những người bị ma nhập và bị quỷ nhập rồi, nhưng mà tôi thấy trường hợp này đúng là tôi cũng thấy là trường hợp số 1. Tôi thấy nó dữ dằn như vậy. Mắt nó trợn lên, miệng nó méo rồi, nó há hốc ra, nó toàn chảy cái gì, cái dãi, nước dãi nó chảy ra, mà không phải nước dãi người bình thường đâu. Nó chảy nước dãi như là nước dãi con chó điên. Nó chảy mà nó gì, nó cứ nhớt nhớt mà nó chảy ra từ trên mà nó không có rớt đi. Nó ghê lên thế. Bắt đầu tay là gì, nó giơ ra cái thế là gì, cái thế của móng vuốt của con hổ, con báo, con mèo gì đó. Và bắt đầu nó gầm. Nó gầm và nó cứ bò. Nó cứ trườn, nó bò. Và nó cào cấu bố nó. Nhưng tôi thì nó không dám cào cấu. Tôi ngồi đối diện nó không dám cào cấu. Và nó cứ cào cấu như vậy. Và khi đó tôi bắt đầu thấy như vậy, bắt đầu tôi trì chú đại bi. Tôi vừa chỉ thiên thủ thiên nhắn vô ngại đại bi tâm đà la đi nam mô ra đa na đa ra giả ra nam mô để ra một cái. Bắt đầu gì? Nó lại ngồi thẳng lại. Nó ngồi khoanh chân lại, bắt đầu nó chỉ đại bi từ dưới chỉ lên. Nó ngồi nó chỉ từ dưới, tôi chỉ từ trên chỉ xuống. Nó ngồi từ, nó bắt đầu ngồi lại, nó chỉ từ dưới chỉ lên. Tức là nó chỉ lộn lại. Mình chỉ thuận theo nam mô ra đa na cho đến hết chú đại bi.
thì nói là chỉ từ dưới nó chỉ lên, và nó nói rằng cái món này không sợ đâu. Nó bảo món này không sợ đâu, này á thuộc chú Đại Bi 3.000 năm nay rồi. Nó bảo nó thuộc chú Đại Bi ba hơn 3.000 năm nay. Nó bảo hơn 3.000 chứ không phải 3.000. Nó bảo thuộc chú Đại Bi này, thuộc đây, thuộc chú Đại Bi hơn 3.000 năm. Và tôi thấy không ổn, tôi không trì chú Đại Bi nữa, tôi trì An Mani Bát Minh Hồng. Nó bảo ôi cái này cũng thuộc lâu rồi. Bắt đầu tôi kết ấn và rồi tôi trì Lăng Nghiêm Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Tâm Chú. Trì Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Tâm Chú một cái này, nó lên từng cơn, nó giật từng cơn, nó giật và gì, nó kêu gào và nó xin tha. Nó bảo thôi thầy tha cho con đi, thầy tha cho con, con không dám múa rìu qua mắt thợ nữa, con không dám làm gì trước mặt thầy nữa, thầy tha cho con. Xong rồi tôi cứ trì khoảng độ tầm mấy chục biến cái tâm chú của Lăng Nghiêm đó, thì một cái thì nó ở im, thì nó im một cái thì mình nghĩ là nó hết rồi, thế mình thôi mình không trì nữa, không trì nữa. Một cái nó tiếp tục nó bật dậy, nó bật dậy và nó định giơ ra, nó định chụp, nó định cào thôi. Và khi nó vừa định cào một cái thì tôi trừng mắt lên một cái, tôi nhìn nó một cái thì nó liền là ngã vật ra, và nó ngã vật ra ở tại phòng khách dưới. Và bố nó đỡ lấy nó và nó bất tỉnh khoảng độ mấy phút sau một cái thì bắt đầu thì nó mới hết. Và trường hợp này thì tôi bảo là thôi thì cứ cho nó về đi như thế nào đó. Và nó về một thời gian sau thì tôi không biết cái trường hợp này như thế nào nữa, vì lúc đó chúng tôi cũng rất bận công việc và cũng không thấy cái trường hợp đó quay lại lần thứ hai, thì tôi cũng không hiểu rằng cái trường hợp đó như thế nào đó. Đấy, cho nên á, cái vấn đề mà tâm linh chúng ta đừng nói là không có. Ở trong chùa như chúng tôi này, tiếp xúc nhiều với các tầng lớp ở xã hội, tiếp xúc nhiều với hạng người thì mới thấy rằng á, nó phức tạp vô cùng, không phải đơn giản đâu. Cho nên á, chúng tôi khuyên các Phật tử là gì? Tu tập làm sao đó để cho nó gì, nó đúng chính pháp. Một đời tu tập đúng chính pháp á, thì muôn đời sau chúng ta không phải ôm hận. Còn nếu mà đi sai, một đời đi sai á, thì muôn đời ôm hận. Muôn đời ôm hận. Cho nên Phật tử này nói rằng là do gì? Do không ăn chay trường nữa, nhưng mà do vì xấu hổ cho nên gì? Cho nên vẫn bảo với mọi người là mình ăn chay trường. Chứ đây gọi là phạm vào tội vọng ngữ. Chưa phải là đại vọng ngữ đâu, đây gọi là vọng ngữ thôi. Đại vọng ngữ tức là nói mình chứng thánh. Chưa chứng thánh nó bảo là mình chứng thánh. Hoặc là gì? Thấy một vị tăng ni, một Phật tử tu hành đức độ nào đó, mình do cái tâm ghen ghét, đố kỵ mà mình bảo với mọi người đi rao nói là này, tôi hôm này hôm đấy nhìn thấy vị tăng kia này đi vào quán ăn thịt uống rượu và ngủ với gái như thế, mục đích là gì? Để hạ uy tín cái vị tăng đó hoặc một vị Phật tử đó. Như thế gọi là tội gì? Tội đại vọng ngữ đó. Đại vọng ngữ là cái tội vọng ngữ lớn nhất trong các tội vọng ngữ, đó là tự nói là chưa chứng thánh để bảo mình chứng thánh, và phỉ báng những bậc chân tu, hủy hoại những gì, những uy tín của những bậc chân tu, khiến cho chúng sinh nó đã mê mờ rồi, nó đã không mấy lòng tin vào Tam Bảo rồi, nó là càng nghi ngờ và nó càng bất tín với Tam Bảo nữa, tức là phá chính kiến, phá phạm hạnh của người khác chỉ bằng một gì, một câu nói, do cái gì, do cái tâm đố kỵ ghen ghét mà sinh ra qua cái khẩu nghiệp của mình, thế đó gọi là đại vọng ngữ. Đó, tức là không có mà nói có nói không, không nói có, vân vân đó, đây gọi là đại vọng ngữ ở trong trường hợp đó. Còn đây thì là vọng ngữ nhẹ thôi, nhưng mà Phật tử này may mắn là lại nói ở ngay ở trong cái câu hỏi này là con hứa là mình sẽ ăn chay lại, nhưng mà hứa là bao giờ? Điều quan trọng Phật Bồ Tát và thầy muốn nghe gì, nghe Phật tử này hứa là bao giờ. Và ngay sau khi Phật tử này nếu mà nghe được thầy giảng cái buổi trực tuyến ngay tối nay, và Phật tử này hứa là gì? Con hứa với thầy bắt đầu từ sáng mai con sẽ ăn chay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời này để sám hối tội vọng ngữ của con, và nguyện sau khi con xả bỏ báo thân này, A Di Đà Phật đến rước con, chứ không phải là nghiêu đầu ngục tốn
Ngưu Đầu Ngục Tốt đến rước con, và mong cho là A Di Đà Phật đến rước con. Chứ Ngưu Đầu Ngục Tốt mà đến rước thì khủng khiếp, khủng khủng khiếp, không thể nào mà tưởng tượng được cái sự đau khổ nó gì, nó như thế nào. Đó, cho nên cũng mong rằng Phật tử này sẽ ăn năn sám hối thực sự. Tốt nhất nếu mà tối nay nghe được thầy giảng bài này thì ngay sáng ngày mai nguyện cho đến hơi thở cuối cùng, dẫu cho gì thịt nát xương tan ở đời này, cũng gì cũng không cắn một miếng gì, miếng thịt cũng không ngậm một chút máu, không ngậm một chút xương tủy của chúng sinh để nuôi thân thể tuệ mạng của con trong cuộc đời này nữa. Đó. Phát nguyện như thế, phát đại nguyện như thế chúng ta mới, chúng ta làm mới vừa. Đó. Giống như thầy ngày xưa khi mới vào chùa cũng vậy. Chưa vào chùa đâu, đọc thấy kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương và phát nguyện đi tu. Khi phát nguyện đi tu rồi thì còn vẫn còn ở nhà khoảng độ tầm phát nguyện đi tu xem nào, nhớ này. Ngày mùng 9 tháng Giêng năm 94 thì bắt đầu là ngày lần đi chùa đầu tiên trong cuộc đời của thầy. Và ngày 15 tháng Giêng là đi chùa lần thứ hai. Hôm đó về thì được một Phật tử cho mượn cái quyển kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương và quyển kinh là Địa Mẫu Chân Kinh ấy, của Đạo Thánh ấy. Về đọc 3 lần quyển Địa Mẫu Chân Kinh, đọc 1 lần rưỡi quyển Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, đến cái lần nửa quyển Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương, đến cái đoạn mà Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương thành đạo móc mắt chặt tay lấy máu lấy tủy để cứu cha bị bệnh cùi ấy, và báo hiếu cho cha. Cảm động quá đặt quyển kinh đấy xuống, nói rằng đây mới là con đường mà mình phải đi và mình sẽ đi. Và từ đó khoảng hơn một giờ đêm rồi liền là thắp hương trước ban thờ thần linh gia tiên của mình và nói rằng là thôi con bất hiếu, tạm thời là một người con bất hiếu với gì, với các cụ tổ tiên, là không ở nhà để hương khói, mặc dù mình là gì đứa con trai trưởng họ ở trong dòng họ, nhưng mà sẽ không đi theo cái con đường ở nhà để lấy vợ sinh con hương khói phụng thờ tổ tiên, mà con sẽ đi theo đường của Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương. Công chúa Diệu Thiện xuất gia thành Phật hiệu là Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương thì con cũng xuất gia và cũng gì cũng nguyện sẽ thành Phật để báo đáp cái ân sinh thành của cha mẹ và cứu độ chúng sinh như là Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương. Cho nên đặt quyển kinh xuống và đi phát nguyện như thế. Phát nguyện xong, ngày hôm đó là chính là đêm hôm 19 tháng Giêng, mùng 9 tháng Giêng thì lần đầu tiên đi chùa thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật. Ngày 15 tháng Giêng là lần thứ hai, tức là ngay sau, mấy ngày sau đi chùa thấy tranh ảnh tôn tượng và được lễ Phật là lần thứ hai, và về được đọc kinh Phật là lần đầu tiên. Và ngày 19 tháng Giêng cũng chính là ngày mà phát nguyện chính thức xuất gia. Nhưng mà để còn phải lo những công việc gia đình và chuyện riêng tư, cho nên là ở lại cho đến ngày mùng 8 tháng Giêng tháng 2 mới bắt đầu xuất gia. Từ ngày 19 tháng Giêng cho đến ngày mùng 8 tháng 2, đến khi đó đọc thấy kinh Phật Bà Chúa Ba Chùa Hương như vậy rồi, đã phát nguyện ăn chay từ hôm đó rồi. Phát nguyện ăn chay từ hôm đó, nhưng mà để do không biết ăn chay là thế nào. Khổ tội lỗi cho tôi. Tôi hỏi cái ông cụ nhà bên cạnh, ông cụ nguyên quê gốc ở dưới Hải Hậu. Ở dưới Hải Hậu, xong khi mà năm 45 á, mà ở dưới kia quê đó đói thì ông cụ chạy loạn lên trên này và gặp người con gái ở trên dân tộc Mường của thầy và lấy cô ấy làm vợ, đi làm rể luôn. Ở đó thì sau khi sinh cũng được con trai con gái, cháu nội cháu ngoại đầy đủ rồi thì ông cụ ấy vào ở với cô con gái, vì cô con gái là không có chồng. Không có chồng cho nên vào ở với cô con gái với đứa cháu. Thế ở đó thì tôi nhà bên cạnh, cái này thời gian đó cũng hay ốm ốm đau đau thì thỉnh thoảng hay sang ngồi nói chuyện với cụ, thì hỏi cụ ấy có biết dưới như quê cụ ngày xưa có chùa không. Cụ bảo có, quê tôi có chùa, mà ngày xưa tôi còn bé tôi cũng hay đi chùa, chùa tôi cũng có sư, tôi cũng vào chùa rồi, vào chùa đi lễ Phật, đi làm công quả cho nhà chùa có sư. Thế tôi hỏi cụ rằng thế cụ ấy thì xuất gia có khó không, vì mình phát nguyện xuất gia rồi nhưng mà chưa dám nói với ai. Thì hỏi các cụ đấy muốn đi tu này, gọi không phải gọi là xuất gia, gọi đi tu có khó không. Nói đúng là gọi đi tu khó không. Cụ bảo là đi tu ấy không phải là dễ đâu. Cái thứ nhất là phải gì, ăn chay, tụng kinh, niệm Phật,
và không được lấy vợ. Đấy, cô nói như thế. Thế tôi bảo là nghĩ ở trong bụng là gì? Ăn chay thì có gì là khó đâu. Tụng kinh niệm Phật thì là việc để mình là càng thích nữa. Vì mới đọc kinh Phật thì có một lần rưỡi mình đã thích rồi, mà được vào chùa thì suốt ngày đọc kinh Phật thì càng thích nữa. Còn bảo không lấy vợ thì này cũng gì? Mình bảo cũng làm được, không sao, không lấy vợ cũng làm được. Nghĩ trong bụng như thế nhưng không nói ra vì mình đang giấu mọi người là gì? Là cái ý định xuất gia của mình. Phát nguyện rồi nhưng mà còn phải giấu, sợ rằng nói ra chắc chắn là mẹ với người thân không cho đi, vì đứa con trai trưởng họ duy nhất trong cái dòng họ thì chắc chắn là sẽ không thể đi tu được rồi. Dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể đi được. Đó. Chắc chắn là không ai cho đi, mà nhất là quê tôi thì ở cái nơi dân tộc vùng sâu vùng xa, nói đến đạo Phật thì mấy người biết đâu, họ cho là mê tín dị đoan, chắc chắn là không thể đi được. Cho nên giấu ở trong lòng và cũng không dám nói với ông cụ là mình muốn đi tu, và chỉ hỏi dò là thế cụ ấy ăn chay thế nào. Thế ông cụ bảo ôi dồi ôi, cái đấy cũng phải hỏi. Ăn chay có nghĩa là không được ăn muối. Và bắt đầu từ cái hôm 20 trở đi là gì? Tôi toàn ăn gì? Ăn rau luộc và ăn nước sôi thôi. Nước sôi và rau luộc. Canh thì luộc riêng một cái bát. Cái bát rau của tôi luộc lên và không cho một tí muối nào. Và ăn mấy ngày như thế thì cái mặt tôi nó cứ bùng bùng cả lên. Nó giữ nước, nó bùng bùng cả lên. Tại vì thiếu muối mà. Thiếu muối giữ muối. Thì mọi người mới bảo là tự nhiên là thấy cái thằng này có tuần này hơn tuần này, tự nhiên là khoảng hơn tuần như thế, tự nhiên thì mặt cái bùng nó, mọi người bảo xong tự nhiên thì nó béo thế, nó béo bệnh hay là nó béo gì mà sao nó béo thế. Thế mình chả biết, mình soi gương mình thấy đúng cũng béo thật. Thế thì bắt đầu cụ ấy bảo rằng ăn chay là không được ăn muối, và cụ nói thêm là nhưng mà vào chùa họ cũng không được ăn thịt nữa. Nhưng mà cụ ấy nói là thịt thì không quan trọng, vì tôi ngày xưa ở nhà thì thấy sư cụ ấy vẫn ăn thịt. À, một tháng cũng vẫn ăn thịt mấy lần, cho nên là quan trọng nhất là ăn chay là không được ăn muối, chứ không phải ăn chay là cái ăn thịt ấy, thì một tháng là các sư tôi vẫn thấy sư cụ ăn mấy lần, cho nên mà cụ bảo là ăn chay không được ăn muối. Thế mình cứ là gì, rau luộc và nước canh không là gì, là chan là nuốt chừng trực ra. Thế tôi nhớ là cái hôm mà mùng 8 tôi xuất gia thì hôm đó là chính là hôm mùng 1 tháng 2 tôi đi lên quê nội. Vì nhà tôi quê nội quê ngoại cách nhau 6 cây. Tôi đi lên quê nội và tôi khuyên ông cụ tôi là kiểu như là cho tôi đi ở chùa làm công quả. Và ở chùa bây giờ ở dưới nhà ngoại, bây giờ dưới nhà là vì ông cụ và cụ ngày đó là chia tay nhau. Chia tay nhau cho nên là tôi mới lên, tôi là trước khi đi tu tôi muốn làm một cái gì đó để báo hiếu cha mẹ mình. Tức là làm cái gì, cái sự kết nối cho ông bà lại về sống với nhau. Tôi lên tôi nói với ông cụ thì để ông cụ với bà thì về với nhau về chung sống, vì không còn người con trai ở nhà thì còn có ba mẹ con là thân gái thì cũng khó khăn. Anh trai thì mất hơn năm trước. Còn lại có bốn mẹ con ở với nhau, ông thì vẫn ở quê nội một mình. Thế tôi mới bắt đầu là đi xuống, thì tôi lên tôi bảo thôi trước khi đi tu như vậy phải làm sao để cho ông bà hòa hợp với nhau, cho cái thứ nhất là có thể có con trai ở trong nhà. Cũng như là cái nhà mà có thể có cái nóc ấy. À, cho nên là thì lên để thuyết phục ông. Thì mình không ngờ là lên nói chuyện với ông ấy thì ông hoan hỉ ngay. Ông hoan hỉ ngay, ông đồng ý là thôi thì bây giờ thì con mà muốn đi chùa làm công quả như thế thì với cái mệnh, cái số của con như thế. Vì tôi nói dối, lúc đó là quả thực là hôm nay phải khai thật là tôi cũng một lần nói dối như thế. Nhưng nói dối là gì? Nói dối với cả họ hàng, cả bố, cả mẹ của mình, họ hàng, các em với lại bạn bè này. Là sau 3 năm 9 tháng 10 ngày đi chùa thì Phật mới Bồ Tát mới cho về để cứu nhân độ thế à, vân vân và vân vân đó. Vì ngày xưa ở nhà lúc ốm đau á là tự nhiên cái vấn đề tâm linh là cũng có biết một chút à, ví dụ như là tự nhiên là biết xem cho người ta này, hoặc người ta ốm đau bệnh tật điên điên khùng khùng cởi trần trùng trục ra ngoài đường này, chỉ cần múc một chén nước và đọc mấy cái câu thần chú vu vơ vào đó thôi, tự nhiên người ta uống người ta khỏi này à. Hoặc là người ta là gia đình người ta có cái vận hạn gì vân vân chẳng hạn, người ta đến chỉ cần nhìn mặt là đặt là đọc ra vênh vách cho họ này, chứ nghe họ gật gù họ bảo ôi đúng lắm, đúng quá thầy nói đúng quá, nhưng mình có phải là thầy đâu, nhưng họ cứ xưng thế. Hoặc là gì, họ đến thì thậm chí là xem tay xem chân vân vân chẳng hạn, chưa học bao giờ nhưng tự nhiên là cứ cầm tay họ lại nói vênh vách, thậm chí xem cả bàn chân họ cũng nói được vênh vách này.
Thậm chí bảo đi ra, họ đến thì bảo họ không mang cái gì đến, bảo đi ra ngoài bờ rào bẻ một cành lá vào đây thì cũng nói vanh vách được này. Đấy là vấn đề tâm linh tự nhiên biết. Đó phải tự biết, không học mà tự biết. Thế cho nên sẵn cái đà đó mình nói dối luôn là phải đi ở chùa làm công quả 3 năm 9 tháng 10 ngày nữa thì về Phật Bồ Tát đấy, các thánh thần các ngài mới gì mới cho ăn lộc, mới ra cứu nhân độ thế được. Cho nên mình nói như thế thì ai cũng tin. May lúc đó mình ở một cái thế là nói như vậy ai cũng tin. Đến bố của mình là người khó tính, là người gì, lúc say rượu vào thì ông gì coi ông là trên hết, trời còn phải gì, còn phải là em. Nhưng mà mình nói ông cũng tin. Mà tôi nhớ gì, cái câu chuyện đó kể sơ sơ như vậy. Và quan trọng nhất là cái hôm đó ông cụ ấy với gì, với cô, tức là cô út, là em út của bố tôi ấy, thì biết là cháu đi lên và con đi về, nó đi mấy năm rồi, bây giờ nó mới về thăm bố mới về thăm cô. Thế là gì, đi bắt gà làm thịt. Các vị biết cái chuyện mà nó hài tiểu lâm đến nỗi gì mà đến bây giờ mỗi khi tôi nghĩ lại tôi vẫn buồn cười. Thế bắt gà làm thịt mình cũng chẳng cản nữa, mình cứ nghĩ là gì, ăn chay là gì, không ăn muối là quan trọng nhất, là không ăn muối chứ không phải là ăn chay là gì. Ăn thịt thì nghe cụ ấy bảo là sư ở chùa, sư cụ ở chùa mỗi tháng vẫn ăn 2 ngày hoặc 10 ngày à. Thế cho nên mình nghĩ là gì, hôm nay là ngày, hôm đó thì là ngày mùng 1 hay là mùng 2, hình như mùng 2, những ngày mùng 2 hết ngày mùng 1, mùng 1 ở nhà thắp hương xong mùng 2 mới đi. Thì mình nghĩ trong bụng hôm nay là ngày mùng 2, không phải là ngày gì, không phải là ngày ăn chay của sư, sư còn chẳng ăn à, không phải là ngày ăn thịt của sư, cho nên mình không sao. Thế là bắt đầu thì cứ để bố với cô thì thịt con gà. Thịt con gà xong thì bắt đầu lúc bê lên á, thì mình dặn là gì, hôm nay á, gà là chỉ có gì, nấu canh nhá, đừng có cho muối nhá. Thế mình người nhà mới hỏi thì tại sao không cho muối, bảo thôi cứ nghe đi, mình không nói là mình ăn chay, chỉ bảo là thôi đừng có cho muối vào. Thế ông bố với cụ cũng gì cũng không cho muối vào, coi như luộc gà. Luộc gà thì bắt đầu lúc lên ăn thì bắt đầu mình cho gì, mình cho nấm rau vào đó, và cho nấm rau dền vào đó nữa. Thế là thôi, lúc lên ăn là mình cứ gì, cứ rau dền mà luộc nước ở trong cái nước luộc con gà đó là mình chén, và mình nghĩ là đó là gì, ăn chay. Và mình cứ nghĩ là gì, mình ăn chay từ khi còn ở nhà cho đến khi ngày mùng 8 đi chùa, và mãi mãi về sau là ăn chay. Mùng 8 tháng 2 bắt đầu chính thức đi vào chùa Hương. 2-3 hôm sau có một sư bác hỏi là đấy, thì tại sao chú đi tu? Thì bà cũng kể sơ sơ chuyện con ngày xưa ở nhà ốm đau như thế như thế, cái vấn đề tâm linh tự biết như thế như thế, và con đọc kinh Phật Bà chỗ ba chùa Hương như thế như thế, và con gì phát nguyện ăn chay từ khi gì đọc kinh Phật Bà chỗ ba chùa Hương. Thế chú bảo là chú ấy khoe là chú khen là gì, ôi giời giỏi thế, người ở trong dân tộc đọc kinh xong một cái là phát nguyện ăn chay được luôn, phát nguyện đi tu luôn được ấy, đây là một việc ít có. Hãy bắt đầu là nghe chú nói như thế mình sướng từng ra, bắt đầu là khoe thành tích ăn chay của mình là như thế nào. Thế chú cứ thế, càng kể thì chú càng ôm bụng chú cười. Thấy chú ấy cười thì mình lại gì, càng nghĩ là chú ấy cười mình là gì, mình cười chú ấy cười mình là vì chú ấy gì, chú ấy khen mình cho nên chú ấy cười. Hóa ra đến cuối cùng chú bảo là ôi dồi ôi, thế này mà bảo là ngộ đạo, thế này mà bảo là hiểu Phật và đi tu. Chú ấy bảo là ăn chay không phải là không ăn muối, mà ăn chay có nghĩa là không ăn thịt chúng sinh mới gọi là ăn chay. Thì lúc đó mình mới ngớ người ra, mình mới nghĩ là ô, thế hóa ra cái ông cụ kia, ông bảo là ông gặp sư cụ ở dưới quê nhà ông rồi, ông bảo ăn chay là chỉ ăn gì, ăn rau và không ăn muối, hoặc là ăn thịt luộc không ăn muối, không có chấm muối là ăn chay. Đó, từ khi đó tôi biết lại là ăn chay là đích thực là gì, là không được ăn thịt chúng sinh. Thì bắt đầu từ hôm đó, nó rơi vào ngày đâu tầm 10-12 âm lịch tháng 2 thì phải. Bởi vì sao vào chùa được có 4 ngày mà, thì biết được cái câu chuyện đó thì bắt đầu lại lên trên Tam Bảo Chùa Hương và phát nguyện là con bây giờ mới biết là việc ăn chay thực sự ở trong cửa Phật là không ăn thịt uống huyết của chúng sinh, cho nên phát nguyện đời này kiếp này dẫu cho thịt nát xương tan cũng thề với Đức Quan Âm và Đức Phật là gì, con không bao giờ động đến gì, đến xương máu thịt và chúng sinh, cho dù thịt nát xương tan con cũng không bao giờ ăn. Lập thệ nguyện như thế ở trước Tam Bảo Chùa Hương. Sau khi 4 ngày vào chùa, ngày mùng 8 tôi vào chùa thì ngày 12 tháng 2 năm 94 tôi phát được cái đại nguyện như thế. Và các vị biết do cái tâm phát đại nguyện như vậy
Năm 2009 tôi đi học trường trung cấp Phật học Hà Tây, tôi bị một cái trận ốm mà ngày đó tôi nhịn ăn, tôi chỉ ăn một bữa, sáng không ăn, tối không ăn, ăn duy nhất một bữa trưa. Cho nên tôi, thân hình của tôi nó tiều tụy đến cái mức là chỉ còn có 37 cân 8 lạng đó là đi cả đôi dép cao su. Đôi dép cao su nó phải đến hơn cân. Còn thực tế thì chỉ được 36 cân mấy lạng. Nó gầy đến mức như thế. Và bị một cái trận gọi là các bác sĩ họ bị một trận ốm, tôi bị một trận ốm. Các bác sĩ bệnh viện Hà Đông đi ra khám và bảo là trường hợp là thầy này bị suy nhược cơ thể toàn phần, thiếu chất dinh dưỡng toàn phần, cho nên nay cũng không thể chữa được, truyền nước cũng không được mà chỉ có ăn thôi. Truyền nước thì nó không vào, ốm nó gầy quá nên cái mạch máu nó teo hết, là truyền nước nó không vào. Thế các bác sĩ bảo là suy nhược cơ thể toàn phần, thiếu chất dinh dưỡng toàn phần, nữa là cái gì cũng thiếu. Vì ngày ăn có một bữa cơm, mà một bữa cơm cũng chỉ ăn có hai lưng bát cơm thì xong rồi thôi. Mà học thì lại nhiều, lại còn phải đi xe đạp đi học thêm nữa, đi xe đạp đi học bổ túc nữa. Ở tận Hà Đông lại đạp về Quốc Oai học, xong lại thứ bảy chủ nhật phải đạp về chùa để lo việc chùa chiền nữa, ở trong Yên Sở Hoài Đức nữa. Cách nhau như vậy đến, nếu mà đi như vậy đi cả một vòng như phải phải đến 70-80 cây số đoàn tàu xe đạp đó. Nhưng mà vẫn cứ đi như thế, cho nên nó gì mà ăn thì ăn có một bữa, nó tiều tụy như vậy. Bác sĩ bảo là vậy, bây giờ bác sĩ bảo không thể chữa được bệnh cho thầy. Cái bác sĩ trưởng khoa hồi sức cấp cứu của bệnh viện tỉnh Hà Tây ngày đó, bác bảo là không thể chữa cho thầy được. Thế bác bảo trường hợp này thì chỉ có một cách duy nhất là phải ăn. Thế tôi hỏi ăn cái gì? Bác sĩ bảo thứ nhất là phải ăn đầy đủ ngày 3 bữa. Thứ hai là phải bồi bổ sức khỏe. Thế khi đó cũng có một Phật tử là bác sĩ, chồng là công an, vợ là bác sĩ, làm việc ở trong bệnh viện, làm y tá, cô làm y tá điều dưỡng. Nhưng mà cô rất quý. Cô rất quý thầy vì là khi đó thầy hay lên giảng ở trên, giảng tập sự ở trên trên trường, là các cô bảo nghe pháp các cô quý lắm. Cho nên cô bảo thôi thì bây giờ thì thầy phải ăn, hắn ăn theo như lời bác sĩ chỉ định. Và cô bảo, tôi bảo thì không, tôi không ăn đâu. Không thế, tôi không ăn đâu. Thôi thì nếu mà mệnh mà còn đó, thì tu thì học tiếp, mà mệnh mà hết đó, thì thôi, Phật cho đi đâu thì đi, nhất định không ăn. Và bác sĩ bác bảo là cái thầy không ăn thì không bao giờ thầy khỏe lại được. Không bao giờ, tôi hứa với thầy là thầy không bao giờ khỏe lại được nếu như thầy không ăn. Thế cái cô y tá kia thì tuy cô mới, cô học Phật nhưng mà cũng mới học Phật thôi, cho nên cô không hiểu. Cô bảo cứ khuyên là thôi thầy nghe bác sĩ đi, bác sĩ là giỏi nhất, bác sĩ trưởng khoa là giỏi nhất bệnh viện của con về về cái khoa của con rồi đấy. Và bác sĩ nói mà thầy không nghe thì chúng con không thể nào mà giúp cho thầy khỏe được. Bởi vì truyền nước bây giờ nó không vào nữa, yếu quá truyền nước nó không vào nữa, thầy làm thế nào? Thế nhưng tôi bảo là bụng bảo dạ và nhất định thà chết chứ không bao giờ phá hủy cái lời thề của mình trước điện Tam Bảo Chủ Hương với Đức Quán Thế Âm Bồ Tát sau khi 4 ngày vào chùa, nói rằng dù thịt nát xương tan cũng không bao giờ dùng máu thịt xương huyết của chúng sinh để bồi bổ thân thể của mình, cho dù là gì, chỉ một là miếng rất rất nhỏ thôi, như que tăm thôi, như đầu que tăm thôi, cũng không thể, cũng không thể phát nguyện như thế. Cho nên là thà chết, chịu chết chứ không gì, không ăn thịt chúng sinh. Và vì tôi thì tôi không ăn thịt chúng sinh. Vì vậy mà bác sĩ bảo là không thế thì bác sĩ nói với tôi là nếu mà thầy không ăn thì tôi hứa với thầy, tôi nói đảm bảo với thầy, thầy không bao giờ khỏe lại được. Cô y tá thì bảo là con ngày mai con sẽ mua quả tim để con hầm cho thầy. Mình bảo cấm không được làm, nhưng mà cô ấy làm thật. Cô vẫn cứ mang ra và cô bắt mình phải ăn. Mở cặp lồng ra mình mới thấy cái mùi, một cái là mình đã buồn nôn rồi, tí nữa thì nôn ra trong phòng rồi. Và cô bắt mình phải ăn, nhưng mà nhất định không ăn. Vì nhất định không ăn thì thay vào cái gì? Là thần chết đến đón tôi. Thì bắt đầu từ ngay cái buổi trưa buổi chiều ngày hôm đó thì tự nhiên nó cứ khỏe dần. Và một tuần sau thì được xuất viện ra về. Và hôm nay mới được ngồi đây với các quý vị. Do giữ được gì? Do giữ được cái lời đại nguyện của mình. Nếu mà hôm đó tôi ăn thì chưa chắc là hôm nay tôi gặp các quý vị. Mà có thể bây giờ ở dưới, ở thật sâu sâu ở trong gì? Trong cái quái núi Thiết Vi đó. Núi Thiết Vi đó. Thì trong kinh Địa Tạng là núi Thiết Vi, trong đó là các địa ngục ở trong đó. Thì khi đó là gì? Bây giờ tôi là gì?
đang chịu này những trận đòn roi dao kiếm của Ngưu Đầu Ngục Tốt ở trong đó, chưa chắc đã là gì, đã là được phảng phất ở trong cõi quỷ thần u minh đi dạo chơi đâu đó. Cho nên ở đây qua cái câu hỏi và câu chuyện của Phật tử này thì thầy khuyên, tóm lại chốt lại khuyên là gì? Phải hứa ngay từ ngày mai, nếu như tối nay nghe được thầy giảng pháp, hứa ngay từ ngày mai thì mới ổn, bằng không thì có khi lại chuốc họa vào thân. Và Phật tử này lại hỏi tiếp là con cũng, thầy cũng cho con hỏi, con muốn xuất gia ở chùa Khai Nguyên thì cần có những điều kiện gì ạ? Điều kiện gì? Lòng tin. Có lòng tin không bị thoái chuyển vào Tam Bảo. Có lòng tin gì? Vào thầy và chúng tăng ở nơi đây có thể đem lại sự an bình, sự bình an, sự tịnh lạc và sự giải thoát cho mình ở ngay đời này và vĩnh viễn không bị khổ đau ở đời sau. Chỉ cần một điều kiện ấy thôi. Và Phật tử này lại nói tiếp là nếu như mà bố con bị liệt cả, nếu như mà bố con bị liệt cả đời không làm được việc sinh hoạt cá nhân thường ngày, mà việc đó để mẹ con làm và nhà con còn nợ tiền thì con có đi được không ạ? Như thế có là bất hiếu không ạ? Thầy hoan hỷ giảng cho con được hiểu. Con cảm ơn thầy. A Di Đà Phật. Ở trong cái trường hợp này thì nếu mà thực sự mà rút ra đi được thì cũng rất khó. Vì Phật tử này hỏi nếu mà đấy chắc là bố đang ốm, đang mệt, đã bị liệt, nhưng mà bà nói nó liệt cả đời mà chỉ để cho mình mẹ chăm sóc. Vị này đi tu như vậy thì có phạm vào cái tội bất hiếu không? À, xin thưa các quý vị và kể cả Phật tử này, ngày xưa khi mà thầy xuất gia, ông cụ thì nát rượu, chẳng nhìn mặt vợ con đến mấy năm. Mẹ thì gì cũng yếu, hai em thì gì cũng bệnh, mà nhà thì gì cũng rất nghèo. Vì sao mà nghèo? Vì khi ông bà mới ra tòa ly hôn nhau á, thì mẹ thì nuôi anh trai thì bị bệnh, còn thầy á, với là hai cô em gái bên dưới thầy thì ở với bố. Bố thì nát rượu, không đi làm cái gì. Và 12 tuổi thầy đã phải gì? Phải đi lên rừng để kiếm củi, bán từng cái gánh củi rất nhỏ thôi, bán cả một gánh củi. Đi một ngày đi củi và ngày hôm sau buổi sáng đi bán cái gánh củi đó mới đong mới gì? Mới mua được một nửa cân gạo, tức là một cái bò gạo nó 5 lạng đó. Và về thì nấu cháo và nấu với củ rừng ăn 2 ngày. Nghèo đến mức độ như thế. Và đến năm sống thì khoảng 2 năm như thế, là đến năm 14 tuổi ở với ông cụ, nghĩ rằng á, ông cụ sẽ nhìn vào cái sự chân thành của đứa con trai của mình mà thay đổi được, và không rượu chè, bớt rượu chè đó, chứ nói là không thì đã khó. Nhưng mà càng ngày ông cụ lại càng đi sâu vào con đường rượu chè hơn. Tuy không cờ bạc nhưng chỉ có uống rượu thôi. Tôi nghĩ rằng vì có thể là vì do ông bà không chung sống được với nhau, cũng chỉ vì ông gì, ông uống rượu, mà rượu say vào rồi thì chửi vợ, đánh vợ và chửi con. Tôi thì không bị đánh, vì ông cụ là thương tôi nhất nhà, cho nên tôi không bị đánh lúc nào, cho dù lúc say rượu đi chăng nữa. Nhưng ngày xưa vẫn nghĩ là gì, tôi là con trai cưng nhất của nhà, là trưởng dòng họ sau này, thế đem lại vẻ vang cho dòng họ sau này. Nhưng thực tế mình có cái gì đâu mà đem lại vẻ vang cho dòng họ. Thì học thì có lớp 4, 6 năm mới có bốn lớp, mới lên được có lớp 4, tức là ngu gì, ngu dốt đến gọi là các cụ ngày xưa nói là dốt đặc cán mai, dốt dài cán thuồng. Thì làm được cái gì mà đem lại cái vinh quang hay niềm vui cho dòng họ đâu. Nhưng mà ông cụ vẫn cứ nghĩ là nó là con trai được quý nhất, vì anh trai thì bị bệnh tật nguyền từ bé bị bệnh, còn mình là con trai khỏe mạnh. Cho nên ông có chửi á thì chửi mẹ, chửi chị gái, chửi anh trai và chửi hai cô em nhỏ. Mình thì gần như không bị chửi, có cái gì cũng gì ngon ngon cũng được gì phần nhiều hơn. Nhưng mà khi sau này khi mà vợ chồng mà
không hòa thuận được với nhau như vậy, ông không còn chỗ nào để dốc bầu tâm sự về rượu nữa, thì bắt đầu ông lại quay lại ông chửi mình, tức là chửi thầy đó. Từ năm 12 đến năm 14 tuổi đi làm kiếm củi nuôi các em, thậm chí là nuôi cả bố như vậy, mà khi say rượu về ông vẫn gì, ông vẫn chửi bình thường, nhưng đánh thì không. Thế nhưng mà một hôm ấy, một hôm vì ông ấy chửi mà tức quá thì thầy cãi lại. Cãi lại bắt đầu ông ấy, ông bảo mày dám cãi tao, thế là ông ấy vác dao, ông bảo mày cãi tao thì tao sẽ chém chết mày. Thế là ông cầm dao đuổi, đuổi thế là thầy chạy. Chạy và khi vừa chạy vừa nói gì, thế ông không cần tôi thì thôi, thì tôi không ở với ông nữa. Thì lúc đó trong lòng thì nghĩ là ta sẽ đi gì, lang bạt kỳ hồ và đi gì, đi bụi đời. Nhưng đi chạy đến, vừa chạy, chạy hết đến đầu làng một cái thì nghĩ là mình đi bụi đời. Thì trước khi đi bụi đời thì thôi, phận làm con thì 2-3 năm qua mẹ không lên thăm mình thì thôi, mình cũng chẳng có coi bà ra gì nữa. Trong lòng nghĩ thế, nhưng mà thôi dù sao lần này đi bụi đời là lần cuối cùng, xuống thăm bà một cái, tức là xuống thăm mẹ và thăm anh một lần cuối cùng để đi bụi đời, tức là đi giang hồ đó. Vậy khi lúc đó là gì? Là chẳng còn con đường nào khác là đi giang hồ. Cho nên đi xuống thì mình cứ nghĩ là sau mấy năm mà mẹ không lên thăm mình ở dưới quê ngoại là mẹ sướng lắm, nghe mọi người đồn rằng mẹ mày sướng lắm, mẹ mày bây giờ từ khi mà bỏ bố mày bây giờ là mẹ mày ăn trắng mặt trơn, tức là ăn gì, ăn cơm không phải độn sắn, không phải độn ngô nữa, thì gọi là ăn trắng mặt, thì ăn mặc đẹp đẽ và ăn trắng mặt trơn. Thế mình nghe người ta nói như vậy mình cũng hận, càng hận bà hơn. Nhưng khi xuống tận nơi thì mới thấy là gì, quả thật không phải thế. Hai mẹ con bà ở cũng rất vất vả, ở có 3 cái gian nhà vách đất bé bé xíu thôi, trên thì lợp tranh, và cái vách đó thì được lợp bằng cái phân trâu, được làm một cái phân trâu trộn với đất. Các vị xem trong phim Ấn Độ á, thì nhà của bà mẹ tôi ngày xưa ở cũng như thế, với anh tôi ngày xưa về quê ngoại ở như thế. 3 gian nó khoảng bằng cả cái phòng này, trong đó có cả bếp núc rồi nấu nướng tất cả trong đó. Cái vách thì lấy cái vách tre đan ra như ở ngoài cái lán, cái nhà lán ở ngoài cửa chùa. Các vị biết vì sao mà tôi lại thích cái nhà đó? Vì tôi muốn thì tôi muốn để lại làm cái kỷ niệm rằng thì ngày xưa tôi chưa xuất gia, gia đình tôi ở cái nhà như thế, và để cho gì, nhắc nhở tôi rằng á, bây giờ xuất gia rồi xây chùa to cảnh lớn chỉ là để thờ Phật thôi, còn bản thân mình là không gì, không được quên là mình từ cái chỗ bần hàn đó mà gì mà ra đi, và mình phải sống làm sao đó, phải cống hiến cho Tam Bảo và cống hiến cho đất nước và cho Phật tử, chứ đừng có gì, đừng có lo để chăm để hưởng thụ, đừng có lo để ăn chơi trác táng, vân vân và vân vân. Chính là để nhắc nhở, chứ để nhắc nhở mình. Cho nên mấy hôm vừa rồi mấy đệ tử tôi nó muốn phá đi, tôi nhất định không cho phá. Nó phá đi để trang trí cảnh quan lễ hội hoa hồng cho nó đẹp, tôi nhất định không cho phá vì nó không hiểu ý của tôi. Cho nên tôi xuống thế, tôi thấy cái mẹ và anh trai tôi ở cái nhà nó như là cái chuồng trâu như vậy, của nhà người ta như vậy, thì tôi mới thấy rằng hóa ra 3-4 năm vừa qua là gì? Mẹ mình cũng khổ như mình vậy. Người ta khổ thế nào thì thấy cái nỗi khổ của mẹ mình và anh mình thế nào, thì lúc đó mình mới nghĩ là hóa ra thì cũng không sung sướng hơn gì mình. Và cho nên tôi mới quyết định là không đi bụi đời nữa, và thì ở lại với mẹ. Thì quyết định ở lại với mẹ thì ông bác hai mà ông cho mượn cái mảnh đất để làm tạm cái nhà hai mẹ con ở đó. Lúc trước thì ông bảo là cho hai mẹ con nhà mày, vì nhà sinh được 3 anh em, 2 anh trai và mẹ tôi là gì, là út, là cô út, 3 anh em. Thì cái mảnh đất là mảnh đất của các cụ để lại cho. Thì bây giờ thì mẹ tôi bảo đi lấy chồng không ở được với nhà chồng thì cho về. Thì ngày đó thì còn hai bác, cả bác cả bác hai đều còn cả. Hai chị dâu cũng còn cả. Thế họp nhau lại thì bảo thôi thì bây giờ mày đi lấy chồng không ở được với chồng, thế về thì có thằng con tàn tật như thế thì thôi, thì ở xa cũng không làm được cái gì, thôi thì cho một tí, một cái mảnh vườn, chia cho khoảng cái mảnh vườn đó khoảng 5 phần thì chia cho một phần, thế được khoảng độ tầm cho khoảng 300 mét. Nhưng khi tôi xuống một cái thì vợ chồng ông bác hai lại thay đổi và không cho nữa. Và bảo nói rằng đây là đất của tổ tiên đã di chúc cho gì, cho tao rồi, bây giờ nhà có 3 mẹ con nhà mày thì đi vào trong bãi tha ma mà ở. Cho nên là tôi lại phải đi, ngày thì đi đào đáy vàng, đêm thì đi về để đắp nền nhà và san hố, san cái hố hung táng của họ chôn đấy, vào bãi tha ma ở thật. Đúng là vào bãi tha ma ở thật. Cái nhà tôi đang ở bây giờ là phải lấp phải đến hàng trăm cái hố tha ma ở đấy.
cứ đêm đi vào để sáng trăng thì làm, mà trời không sáng trăng ấy, thì thắp cái đèn dầu lên để làm. Khoảng 2 tháng như thế thì san được hết những cái hố tha ma và san được cái nền nhà, và chuyển cái nhà, lại chuyển cái nhà nhà danh vách không được vách nứa nữa, mà là cái vách bằng gì, bằng đất và phân châu. Đó, chuyển vào đó để ở. Ở thì lúc đầu xuống thì xuống chưa có ruộng thì đúng là nghèo đói thật, nhưng khi xuống đấy thì mình mới nghĩ là gì? Tôi cũng có một chút cái trí, nghĩ rằng là cha mẹ mình, là gia đình mình nghèo khổ là do gì? Cha mình uống rượu, nát rượu. Chứ ngày xưa ông đi bộ đội về và ông còn trẻ thì ông không có nát rượu thì ai cũng thương, nói cái gì ai cũng nghe và cái gì cũng làm được, khéo tay hay làm. Vì ngày đó nhà tôi là ở trên quê nội, là ông cụ xây được cái nhà xây, là cái nhà xây thứ hai ở trong làng, sau cái nhà giàu nhất làng. Cái nhà có truyền thống giàu, truyền thống giàu nhất làng xây được nhà, thì nhà tôi là xây được thứ hai, là từ năm 80 mấy, xây được năm, từ năm 81, 82 là có nhà xây. Tức là ngày ở trong quê tôi ngày xưa toàn ở nhà sàn với lại nhà vách, nhà nứa chanh, nứa vách đất và lợp phân, chát phân châu, chát đất vân vân. Nhưng mà sau này thì khi mà nát rượu thì ông lại gì? Ông lại thành con người như thế. Chưa nát rượu thì con người khác, mà nát rượu và con người khác. Cho nên trong kinh Đức Phật dạy là uống rượu là một gì? Một việc rất ác. Không có lợi cho gì? Cho trí tuệ và cho sự phát triển trí não hay là cái đức hạnh của một con người bình thường tí nào cả. Cho nên Đức Phật trong giới cấm của Đức Phật là gì? Cấm uống rượu. Và có thể là gì? Từ cái chỗ khổ đó mà gì, mà tôi muốn thoát ly những cái sự khổ đau ngay trong một đời, và không muốn gì nó dây dưa sang nhiều đời khác nữa. Vì vậy mà khi xuất gia tôi cũng phát ra 3 đại nguyện để mà thực hành. Cái nguyện thứ nhất đó là, đó là nguyện là sau khi ra khỏi lũy tre làng, tức là đi tu đó, cho dù khó khăn gian nan vất vả đến đâu, dẫu cho là thịt nát xương tan, không bao giờ quay trở lại lũy tre làng, tức là không bao giờ đi trở về khi mà mình chưa là một, chưa phải là một vị sư. Tức là trên đầu còn tóc á, dù thịt nát xương tan không bao giờ quay lại lũy tre làng, dù cho đói khát khổ cực đến đâu không bao giờ quay lại lũy tre làng. Vì vậy mà khi tôi xuất gia tôi đi tu, tôi khổ lắm. Tôi khổ đến nỗi bây giờ mà có thể viết thành một quyển tiểu thuyết, một quyển tiểu thuyết có thể là còn khổ hơn cả là Lục Tổ Hệ Năng khi mới đi tu nữa. Nhưng mà gì? Vì cái đại nguyện của mình tôi đã vượt qua tất cả. Đấy là cái nguyện thứ nhất. Cái nguyện thứ hai là nghe cái ông cụ nhà hàng xóm đó, ông ấy cụ ấy kể là, tôi hỏi là đi tu thì phải như thế nào. Ông cụ bảo là đấy, đi tu thì vào tóc, bước đầu vào làm chú tiểu, cạo tóc làm chú tiểu. Sau 3 năm để học hành tinh tiến ngoan ngoãn thì được thầy thương, thầy cho thụ giới lên sư bác. Thì sau đó khoảng 5, 7 năm, chục năm thì gọi là lên sư thầy. Thì tôi với cũng thầm nguyện trước khi đi tu, thắp hương trước ban thờ tổ tiên. Nguyện thứ nhất là dấu thịt nát xương tan, đầu còn tóc, tức là chưa thành sư, không bao giờ quay lại lũy tre làng. Nguyện thứ hai, trong 3 năm là phải ngoan hiền chịu khó, để làm sao để thầy thương, để thầy cho được thọ giới sư bác. Tức là phải phấn đấu, phát nguyện làm sao là 3 năm là phải lên được sư bác. Đây là nguyện thứ hai. Và cái nguyện thứ ba, đó là nguyện theo Đức Quan Âm là gì? Là một đời này phải giải quyết xong vấn đề sinh tử, thành Phật để phổ độ chúng sinh. Nhưng cái này thì sau này mới biết là rất khó. Nhưng ngày đấy nghĩ là Quan Âm tu được, mình cũng tu được. Nhưng bây giờ thì mới thấy cái nguyện đó không phải là gì, không phải dễ. Khi tôi xuất gia ra đi, gia đình tôi thì kinh tế còn rất khó khăn. Vì sao mà khó khăn? Vì trước đó anh trai mất, tôi thì bị ốm hơn 1 năm trời, cứ đi viện đó. Ở nhà thì có thể nó bình thường, thì ốm, ốm lên viện thì nó lại khỏi, cứ như vậy. Mà mình đi khám mà không phát hiện ra bệnh gì thì bà cụ ở nhà thì đi xem họ bảo cái trường hợp này là bị gì, bị bệnh tâm linh, cho nên phải trình đồng mở phủ. Thế cho nên tôi ngày đó thì mẹ tôi cũng đè tôi ra để trình đồng mở phủ cho tôi. Khi mà trình đồng mở phủ, cái ông thầy ông đến, ông cho một cái mâm lễ trên đầu tôi. Ông bảo tôi quay đi, tôi chả biết quay kiểu gì. Thế nên tôi không biết quay kiểu gì, bắt đầu là cho cái người đi hầu theo cái ông thầy đó sang để nó cứ cầm dúi cái đầu tôi, nó cứ dúi quay gì, lắc lư thì mình nghe ông cái dúi thì mình cũng làm theo cho nó sướng. Đó. Thế là bắt đầu tôi thành đồng bóng từ đấy.
tôi thành đồng bóng từ đấy. Nhưng tất nhiên trước đó thì cái vấn đề tâm linh thì nhiều cái không biết, tự nhiên tôi đã biết rồi. Ví dụ như là tự nhiên biết đọc thần chú này, tự nhiên biết đọc và biết viết chữ Hán này. Mà sau này khi tôi xuất gia rồi, có những cái chữ Hán mà ngày xưa tự nhiên tôi đọc tôi viết ra và y như thế. Cái đấy là những cái mà về tâm linh không thể giải thích được. Đó, cho nên ở đây ý tôi nói, tôi kể các câu chuyện của tôi đó để cho Phật tử này thấy rằng là gì, để cho Phật tử này, vì Phật tử này còn đang băn khoăn bố đang ốm bị liệt, nhưng mà nếu mà bố liệt cả đời như vậy để một mình mẹ ở nhà chăm sóc thì con có phải là đứa con bất hiếu hay không. Và Phật tử này xin là cái lời giảng của thầy để Phật tử này có niềm tin. Thì tôi ấy giảng thì rất khó có thể đại để cho Phật tử này giảng để Phật tử này hiểu được. Cho nên tôi lấy cái câu chuyện, chính câu chuyện của tôi, chuyện thật của tôi ấy, có thể nó còn khó cũng chẳng kém gì Phật tử này. Vậy mà tôi đã quyết định và xuất gia được. Và cho đến bây giờ, khi ngày tôi mới xuất gia, Phật tử này cũng nên biết là mẹ tôi bị cả dòng họ ngoại là gì, chửi, đuổi và cấm cửa. Thậm chí ông bác cả còn chửi mắng mẹ tôi, sỉ nhục mẹ tôi ngay tại nhà của bác ấy. Đi ra kiểu đi ra mượn con trâu để đi cày. Thì nhà nghèo không có trâu nữa, không có trâu, cho nên ông bác cả ông bảo là mày cút khỏi nhà tao, mày đừng có bước vào khỏi cái gì, không được bước vào cái gì, cái mảnh đất của nhà tao. Vì gì, mày nuôi con mày ra mà mày không dạy được, mày để cho nó gì, cho nó đi chùa như thế làm mất mặt cả dòng họ nhà tao, khủng khiếp như thế. Có nghĩa là cái chấn động, cái dư âm của xã hội nói là một người đi chùa lại cho là một người gì thất tình lục dục, rồi một người đi chùa là một người bần cùng trong xã hội, không làm được mà ăn mới phải đi chùa. Họ nghĩ như vậy. Một người đi chùa vì sao? Vì ngày xưa họ toàn nghe các bài hát là gì, chuyện tình Lan và Điệp. Đi chùa thì toàn là những kẻ thất tình lục dục như vậy. Họ đâu có biết gì cái tốt đẹp của đạo Phật là gì đâu. Mà chính mình ngày xưa cũng không biết mà. Do khi đọc kinh Phật Bà Chú Ba Chú Hang, Phật Bà Chú Ba Chú Hương mới biết một chút thì lại phát nguyện xuất gia thôi. Chứ trước đó có biết gì đâu. Cho nên ông bác cả ông ấy, cấm bà mẹ tôi không được bước qua cửa nhà bố đẻ của mình, mẹ đẻ của mình, đồng thời cũng là nhà ông bác cả, ông ăn trưởng ở đó. Và mẹ tôi, các vị biết bà khổ đến mức độ nào. Được may mắn được ông chồng ấy, thì tức là ông bố của tôi, từ khi mà được tôi khuyên về thì ông về quê ngoại, ông giảm đi uống rượu là khoảng 7%. Đấy là ngày ông chỉ uống 2-3 chén chứ không say xỉn như ở trên quê nội ngày xưa. Vì ông hứa với tôi là con cứ yên tâm để đi chùa 3 năm 9 tháng 10 ngày đi, bố sẽ không nát rượu nữa, bố sẽ làm chỗ dựa tinh thần cho gì cho con. Vì tôi đã cảm hóa, ngồi nói chuyện mấy tiếng đồng hồ với ông ấy, mình cảm hóa được ông. Và gì, ông đã bỏ được rượu như thế thật, ông bỏ được khoảng 70% và không say xỉn nữa. Và ông về thì quả thật là trong vòng mấy năm ở dưới đó ông rất là ngoan. Nhưng không may là khi cái lúc ngoan như thế thì ông lại bị tai biến. Ông bị tai biến. Khi đó tôi đi tu rồi, đang đi học trung cấp rồi, ông bị tai biến. Thì tôi cũng đưa ra viện để chữa cho ông ấy 6 tháng ở ngoài bệnh viện châm cứu trung ương, nhưng mà cũng chỉ đỡ một chút không thuyên giảm. Khi đưa ông về nhà thì ông bảo tâm nguyện của ông là không muốn mất dưới quê ngoại, ông muốn mất trên quê nội để ở với bố mẹ. Vì ông biết là bệnh không thể qua thì cho về trên quê nội. Thì mất như vậy mà tôi cứ thỉnh thoảng đi đi về về để chăm, để thăm thôi. Vì phải nhờ cái cô Út, tức là em gái của bố, để trông ông cụ cho đến cái giây hơi thở cuối cùng. Đó, cho nên ở trong hoàn cảnh của tôi, có thể gì cũng chẳng khác gì hoàn cảnh của cái vị Phật tử đưa câu hỏi này. Và thậm chí hoàn cảnh của tôi có thể nó còn điêu tàn hơn nữa. Vậy mà tôi vẫn rứt ra tôi gì, làm theo lời Phật dạy được. Còn Phật tử này á, hỏi là cần điều kiện gì, tôi bảo là có niềm tin và có nghị lực, thêm một chút ý chí và nghị lực nữa thì chắc chắn sẽ gì, sẽ làm được những cái điều của mình. Có thể mình mà phát nguyện mình làm được cái điều đó thì sẽ rất tốt cho sau này. Giống như trên bây giờ chẳng hạn, tôi bây giờ không chỉ mẹ tôi bị dòng họ đuổi như ngày xưa nữa, mà bây giờ cả dân cả làng ai nhìn thấy mẹ tôi cũng phải gì, bảo quý hóa quá, sinh được đứa con như thế mới gọi là sinh con. Ấy, ngày xưa thì ai cũng chửi, ai cũng nguyền rủa. Thậm chí bà cụ tôi, sau này tôi về mấy năm sau tôi đi tu về, tôi
học hành khá khá rồi tôi về thì bà cụ mới vừa khóc vừa kể rằng đấy, bây giờ sư ông như thế chứ ngày xưa sư ông có biết tôi khổ như thế nào không? Tôi đi ăn cơm, đi uống rượu họ hàng với bạn bè, tức là đi ăn mừng một tiệc cưới họ hàng á, tôi ngồi vào một cái xó gì, một cái góc tối nhất, góc sâu nhất, và tôi đến đó tôi chỉ cắm mặt cắm mũi tôi ăn có một hai bát, một cái là tôi gì, là tôi đứng dậy tôi về, tôi không dám ngồi nói chuyện, vì nói chuyện ở đâu người ta cũng xì xào, người ta bảo đấy, sinh con ra chả dạy được con, nếu để nó ở nhà có khi bây giờ nó cũng lấy vợ rồi, nó có con rồi, thế bây giờ để nó đi tu như vậy thì nhục nhã, đi đến ăn đám cưới người ta mà bây giờ con thì mình chả có thì mấy, vân vân này vân vân, thế là lại tủi về khóc một mình. Đó. Như thế. Nhưng mà bây giờ thì sao? Từ già đến trẻ, tôi về xã thì từ bí thư chủ tịch, từ gì những, thậm chí là hôm rồi lên về trên huyện thăm ở huyện, bí thư chủ tịch huyện cũng thì cũng đoán trước rất là long trọng, rất là cung kính, rất tôn trọng, không như là hơn 20 năm trước họ coi mình là một kẻ gì, một kẻ là bất hiếu, một kẻ là trốn chạy. Đó, cho nên đây cũng nói thêm như vậy để Phật tử này có thêm cái niềm tin để quyết định thế nào cho nó đúng. Đức Phật nói ở trong kinh là gì? Một người xuất gia đắc đạo có thể độ được cửu tộc sinh thiên, tức là độ được chín họ sinh thiên, cửu tộc tức là chín họ sinh thiên, nhưng mà phải đắc đạo cơ chứ, còn mà tu mà không đến nơi đến chốn thì bản thân mình còn gì, còn vào địa ngục, vào ba đường ác, chứ đừng nói là độ được ai cả. Đó, thế đấy là xin trả lời cái câu hỏi của Phật tử này như vậy. Một Phật tử nữa hỏi rằng mẹ con có theo các thánh như ông Bảy Cậu Bé, ông Hoàng Mười, vân vân. Con nhiều lần khuyên mẹ con nhưng không có được. Thầy giúp con trả lời là tại sao mình không nên theo như vậy, và có cách gì mẹ con bỏ được và chỉ nghe theo Phật không? Vì mẹ con thực sự rất tin vào thánh. Mấy lần có nhiều công việc mẹ con không biết giải quyết sao mà nhờ vào thánh mẹ con đã giải quyết được ổn thỏa. Con cũng không biết phải khuyên mẹ con như thế nào nữa. Mẹ con cũng rất tin Phật, nhưng vẫn còn sát sinh. Vì chưa hiểu nên chư tăng mẹ con cũng không kính, nhiều lần cũng đã nói những lời không hay. Tội ấy chắc nặng lắm thầy nhỉ. Làm thế nào để mẹ con hiểu ra và biết đến Phật Pháp được ạ? Con tụng kinh Địa Tạng cho mẹ con thì có được không ạ? Đó. Có một Phật tử này hỏi là có người mẹ là chỉ tin theo thánh, đi theo các cô, các cậu, ông Hoàng Bơ, Hoàng Bảy, Hoàng Mười, đi đồng bóng, nói nôm na là đi theo đồng bóng. À, cũng có tin Phật, nhưng mà gì? Nhưng mà không tin tăng. Tức là không kính các sư. Thì có thể là bây giờ nhìn thấy các sư đi ngoài đường ăn chơi, để phóng xe máy vèo vèo, thậm chí là đi quán hát karaoke, đi tắm biển, ăn mặc thì lòe loẹt, ăn thịt uống rượu, vân vân chẳng hạn, cho nên nó không khởi được cái niềm tin kính, hoặc một lý do nào đó mình cũng không tế nhị, mình cũng không biết rõ hết được. Nhưng mà nói nôm na lại là Phật tử này hỏi là bây giờ thì làm khuyên mẹ như thế nào để cho mẹ tin được, làm như thế nào, nói với mẹ nhiều lần rồi nhưng mẹ cũng vẫn không thay đổi, vẫn cứ tin thánh và không, cũng không sao, có một cái đức tin thế là cũng tốt rồi. Thế bây giờ thì Phật tử này thì cách tốt nhất là Phật tử này phát nguyện tụng kinh Địa Tạng hàng ngày để hồi hướng đó, hồi hướng phần tâm linh trước đó. Và một cái điều nữa cũng có thể làm khéo léo, đó là gì? Phật tử này lấy cái băng giảng kinh Địa Tạng của thầy ấy, hoặc là của Hòa Thượng Tịnh Không, hoặc của Hòa Thượng Tiên Hóa, mở cái băng giảng kinh Địa Tạng này ra, một cái đoạn nào mà thầy và hoặc là Hòa Thượng Tịnh Không hay Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng về cái đoạn nào mà con thấy nó phù hợp với cảnh hoàn cảnh gia đình nhà mình. Cũng có nhiều đoạn thầy nghĩ hợp đấy. 102 bài giảng lần thứ nhất, 658 bài giảng lần thứ hai. Đó. Con có thể chọn ra một vài bài, cái khi ngồi ăn cơm hoặc là khi nào mẹ vui vui ấy, con ngồi con mở trong cái điện thoại của con hay cái đài của con làm sao cho mẹ con đã nghe câu được câu không, mà trúng vào cái đoạn mà nói về gì, nhân quả tội phúc báo ứng. Có rất nhiều những đoạn thầy kể về những câu chuyện nhân quả tội phúc báo ứng ngay trong hiện đời này đó, ngay trong hiện đời này luôn. Thế con cho mẹ con nghe được câu được câu mất như thế, câu không như thế, thế là gì, họ tò mò, xong dần dần nó thì dần dần khi mẹ tò mò rồi, đến khi bữa ăn cơm
Thì cứ ngồi vào ăn cơm, con mở bằng cái điện thoại, có cái đài nhỏ nhỏ, con mở lên lên gần cái chỗ ăn cơm á, và rồi con nghe. Đấy, nhưng mà bảo thực tế thì có thể mẹ con cũng nghe, bố con nghe, và anh chị hoặc là các em con cũng nghe, vân vân. Nếu trong gia đình có bao nhiêu người đều nghe được cả. Đấy, đều nghe được cả. Đấy, tôi kể cho các vị nghe và Phật tử này nghe đấy. Ở trong chùa tôi có một bác đệ tử bây giờ đang ngồi ở đây. Có ông bố ngày xưa đi xin xuất gia thì ông bố thương con quá, nhất định là không cho đi. Nhưng mà vì là gì? Cái bác ấy là gì? Nó nhất tâm nó xuất gia cho nên cũng phải chịu nó. Nhưng mà đặc biệt là gì? Không tin Tam Bảo, không tin cư sư. Vợ đi chùa về ăn chay thì suốt ngày mắng vợ và chửi vợ, nói vợ không ra cái gì. Nhưng ngay trong Pháp hội Địa Tạng vừa rồi ông lên, ông dự thế là cảm hóa được ngay. Cảm hóa được ngay. Thế là vừa trước trước đó thì gì? Ông hay đi làm cái nghề gọi là sát sinh và đi bán thịt. Nhưng về một cái thì ngày xưa thì con gái đi tu rồi đấy, về lên sư cô rồi về khuyên thế nào ông không nghe và ông không tin. Nhưng vừa rồi lên dự pháp hội một cái, tự nhiên vào đọc kinh Địa Tạng theo đại chúng được hết một ngày. Rồi hai ngày, rồi ba ngày về thay đổi ngay. Và không chỉ có thay đổi là không đi bán thịt nữa, mà còn gì lại không ăn thịt nữa. Phát nguyện ăn chay. Thế là từ hôm địa tụng kinh pháp hội Địa Tạng tới giờ, từ hôm 13 cho đến hôm nay, và phát nguyện ăn chay trường luôn. À, duyên nó đến thì bây giờ lúc nào cũng gì, cũng kè kè cái đài giảng kinh Địa Tạng của thầy ở bên thì ở bên mình mà mang theo. Đó. Cái duyên nó đến thì nhanh lắm. Nhưng mà thì trước đó thì 3-4 năm trời ai nói không tin, con gái đi tu về nói không tin, nhất định không tin. Mình phải có cái niềm tin mình, và con cứ nhất tâm con tụng kinh Địa Tạng và con làm theo cách thầy bảo, một lúc nào đó có thể thì con độ được mẹ con ngay trong kiếp này chứ không phải chờ đến kiếp sau nữa. Và thầy chờ tin con xem có làm được điều đó hay không. Một Phật tử nó hỏi là gì? Bố con 3 năm trước bị tai biến mạch máu não, bị liệt nửa người. Đến nay đã có đi lại được chậm chậm, nhưng còn một bên tay không cử động được nữa. Vậy con tụng kinh Địa Tạng bố con thì bố con có khỏi được bệnh không ạ? Con cảm ơn thầy A Di Đà Phật. Có thể khỏi. Nhưng mà nếu mà không khỏi được á, cái bệnh về thân, thì điều quan trọng con hồi hướng và cho bố nghe pháp, đọc kinh cho bố nghe, đưa cái bài giảng pháp của thầy và hoặc là của bất cứ vị pháp sư nào, thôi cứ nghe bài kinh Địa Tạng của thầy hay của Hòa Thượng Tịnh Không hay Hòa Thượng Tuyên Hóa đi. Một lúc nào đó tâm vững rồi thì nghe bài của các thầy khác. Thầy thì giảng trong ở trong sơ học, thầy trình độ thầy nó kém, thì giảng cho những người gì, cho mấy người mới học đạo nghe, cho nên chương trình độ gọi là trình độ sơ cấp Phật học. Cho nên con cứ lấy cái băng giảng của thầy bố con nghe nó dễ đấy. Con cứ cho ông nghe, và ông nghe thì ông nghe được và ông chịu khó ông niệm Phật được nữa, hoặc niệm Bồ Tát Địa Tạng được nữa, niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, hoặc là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát được thì rất tốt. Không niệm được to thì niệm trong tâm được. Đây con nói là bố con bây giờ cũng đã gì, tuy liền nửa người nhưng đến nay cũng đã đi lại được nhẹ nhàng chậm chậm rồi, thì có thể niệm Phật thầm, niệm Bồ Tát thầm ở trong tâm, hoặc niệm gì hơi hơi máy môi niệm khẽ khẽ. Rồi ngày không niệm được nhiều thì lúc nào rỗi ông niệm vài câu. Nhưng quan trọng con cho ông ấy nghe, lúc nào ông thích nghe thì nghe, không thích nghe thì ông tự tắt đi được, tắt cái đài đi được. Đó, như vậy để gieo cái duyên cho ông. Thì nếu mà mệnh mà còn thì có thể ông lại khỏe mạnh trở lại. Giống như ngày xưa khi mà ngày Ấn Quang Đại Sư kể một câu chuyện là thời thế kỷ thứ 17 ấy, cuối 17 đầu 18, có một cái gã ăn mày bị liệt cả hai chân, liệt từ bé cơ. Liệt cả hai chân thì khi đó hắn đi ăn mày, ăn xin thì nó cứ ở đầu đường xó chợ, người ta cho mãi, người ta chán, người ta không cho nữa, người ta chửi. Cứ đến gần hàng người ta chửi, người ta đuổi, người ta xua đi, người ta lấy đất, lấy đá, nó ném đi. Vì miếng ăn mà gì, anh ta khổ quá. Anh ta gì chợ thì không xin được, nên anh ta lên cửa chùa anh xin. Nhưng xin ở cửa chùa mãi, họ đi chùa thấy mãi, họ cho mãi thì họ chán, họ không cho nữa. Cho nên anh ta đói khát cùng khổ sở như vậy, bò vào chùa để xin ăn. Thì thầy hòa thượng ở trong chùa mới bảo là vì miếng ăn mà gì mà con lại khổ đến thế ư? Thế thì cái gã ăn mày đấy bảo là bạch thầy là gì, con ngày trước là vốn đi xin dưới chợ, nhưng mà gì trước họ cho, bây giờ không cho nữa. Thì mấy năm nay thì con lên xin ở cửa chùa của thầy, nhưng mà những một thời gian đầu là cho, nhưng bây giờ ông không cho, nó không hiểu tại sao mà con mà họ lại không cho mà còn chửi con nữa. Thế hòa thượng mới bảo rằng là vậy thì á,
Nếu mà con vì miếng ăn mà khổ như vậy thì thôi, thì bây giờ con có thể gì? Ta có một phương pháp để làm cho con thì không khổ miếng ăn nữa. Nghe nói như vậy cái ăn mày cái mừng, có bảo bạch hòa thượng con phải làm sao, bạch thầy con phải làm sao. Thế hòa thượng nó bảo là vậy bây giờ nhá, vậy thì nếu mà con đồng ý ta sẽ cạo tóc cho con thành một chú tiểu ở trong chùa. Thế vị bảo bạch thầy thì con bị liệt cả hai chân như này, ốm đau chẳng làm được gì trong chùa thì có được không? Bảo được, chỉ cần gì con có cái hình tướng của gì của một vị tăng, của một vị sư thôi, thì Phật Bồ Tát chẳng để cho con đói đâu. Và sau khi cạo tóc xong thì cứ đến khoảng 11 giờ trưa thì nó lết ra trước cửa chùa, vẫn mặc mặc quần áo nâu rồi, bây giờ không mặc quần áo đời thường, nó mặc quần áo nâu lết ra cửa chùa và bưng cái bát như vậy, thì từ đó quả thật là không bao giờ bị đói nữa. Rồi hòa thượng lại dạy cho cái phương pháp là chỉ niệm danh hiệu Đức Quan Âm, vì vị không được đọc được, không biết đọc biết viết, chỉ niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm 3 năm như vậy. 3 năm như vậy, một hôm chú tiểu ấy nằm mơ thấy này, nằm mơ thấy một bà già, tức một bà cụ già đến để bảo rằng á, thế 3 năm niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Âm như vậy công đức rất là lớn. Vậy thì con cầu cái gì, con có ước nguyện điều ước gì không, có cầu nguyện gì không? Thế chú tiểu mới bảo rằng á, con ấy chỉ có một điều ước duy nhất, đó là gì? Cái đôi chân con được đi lại được để làm công việc chấp lao phục dịch cho chùa, làm công việc Phật sự để báo đáp công ơn hòa thượng trụ trì, vì con là kẻ gã ăn mày đói khát như thế, nhưng được hòa thượng trụ trì thương cạo tóc cho con, từ đó con không đói nữa. Nhưng mà con muốn làm công việc để báo đáp lại công ơn của thầy của tổ, làm công việc Phật sự trong chùa, muốn đi quét cái sân cũng chẳng làm được, con thấy xấu hổ và thấy hổ thẹn vô cùng, chỉ mong cho có đôi chân khỏe thôi. Nói với cái bà cụ già trong giấc mơ như vậy. Thế bà cụ già trong giấc mơ bảo vậy à, thế con có mơ như vậy, thế bây giờ đưa chân đây ta xem. Thế đưa cái chân ra mà cái bà cụ xem, bà cụ ấy gật gật, bà cụ ấy vuốt vuốt vài cái, và bà cụ bảo thế con đứng dậy con đi thử xem. Thế trong giấc mơ thấy như thế, thế là gì, cái chú tiểu ấy đứng dậy đi, thế đứng dậy đi thấy mình đi được một cái, thế là tỉnh ngủ. Tỉnh ngủ xong một cái thì vị này gì nắn nắn xuống chân mình là gì, cua cua chân mình, trước đây thì nó cứng đờ nhưng bây giờ tự nhiên nó quay quay được và đứng dậy đi, đi được thật. Đây là câu chuyện được ghi ở trong Ấn Quang Đại Sư Vân Sao. Chính Ấn Quang là tổ thứ 13 của Tịnh Độ Tông ghi lại câu chuyện đó, chắc chắn là không có sai. Đó. Cho nên á, ở đây các cụ ngày xưa mới nói gì? Phật pháp nhiệm màu, có cầu thì sẽ có cảm thì sẽ có ứng, có linh và có thông. Đó, cho nên ở đây Phật tử thì cứ nhất tâm để thử xem còn được hay không được, thì thầy không dám khẳng định trước được là con được hay không được. Bây giờ thầy bảo được mà bố con không được thì con lại mất niềm tin vào Tam Bảo, vì thầy cũng chưa có thần thông, thầy không phải là Phật Bồ Tát, thầy không phải là một ông thầy đồng bóng để đoán trước vận mệnh của người khác. Cho nên đây là tùy duyên đi. Con cứ tin Phật, nhất tâm tụng niệm, tụng kinh Địa Tạng và hồi hướng cho bố của con, và nghĩ rằng, con không nghĩ là gì, nếu cầu Phật Bồ Tát gia trì cho, nếu bố con bệnh mà còn thì được khỏe mạnh, ít nhất cũng đi lại được, tự do tự tại, tự sinh hoạt được trong chùa, và không tụng kinh thì niệm Phật được. Còn bệnh của bố con mà hết thì nguyện Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Đức Phật Bồ Tát Địa Tạng vân vân đó, dẫn dắt cho bố con, thần thức của bố con thì ít nhất cũng được sinh trời người, hưởng phúc báo nhân thiên đó, có phúc đức, có trí tuệ và có thọ mạng. Dần dần đó thì gì? Lại gặp Phật pháp và tu tập được gì? Sớm được giải thoát ở trong chính pháp của Đức Phật. Đó. Và thời gian cũng đã hết rồi, nhưng mà còn một câu hỏi hôm nay nữa. Hôm nay kể nhiều chuyện quá cho nên trả lời được ít. Thì các Phật tử đến thứ hai chúng ta lại, thì những Phật tử nào chưa được trả lời câu hỏi thì đến thứ hai để nghe tiếp. Nhưng còn một cái câu hỏi ở trong cái tờ giấy này thì thầy trả lời nốt ạ. Một Phật tử nó hỏi là Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy. Con kính chúc thầy mạnh khỏe, thân tâm thường an lạc. Con được biết thầy có trả lời các câu hỏi trực tiếp cho mọi người vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần. Con nghe vậy thấy rất hoan hỷ lắm ạ. Con có câu hỏi muốn nhờ thầy giúp con với ạ. Ở đâu? À đây đây. Chạy ra đây. Ở nhà con có Phật đài tụng kinh Địa Tạng 24 trên 24 ạ. À con có bật đài tụng kinh Địa Tạng 24 trên 24 ạ. Con có tải kinh Địa Tạng thầy Thích Chí Thoát tụng và kinh Địa Tạng thầy
và các quý thầy khác cùng tụng, tức là các thầy chùa Khai Nguyên đó. Mỗi lần con nghe đến thầy tụng kinh là con lại nghe thấy tiếng gọi con thầy ạ. À. Con không nghe rõ là gọi gì cả. Con chỉ nghe thấy tiếng gọi con thôi, không kể ngày hay đêm. Trong khi đó mà mỗi lần con nghe đến thầy Chí Thoát tụng là tuyệt nhiên con không nghe thấy tiếng gọi đó ạ. À. Con nghe thấy như vậy cũng đã lâu rồi ạ. À. Con cũng hay lên chùa Khai Nguyên vào các ngày Pháp hội ạ. À. Con không hiểu tại sao con lại nghe thấy tiếng gọi như vậy ạ. À. Con nghe thấy như vậy là sao vậy thầy? Có gì lo lắng không ạ? À? Thầy hoan hỉ trả lời giúp con với ạ. À. Lắm ạ, à, quá chắc là ngoan lắm đây. À, hơn nữa, ở xung quanh nhà con có rất nhiều nhà hàng mở ra, nào là thịt trâu, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thịt ngan, thịt gỗng, thịt nhím, thịt lợn, vân vân, nhiều lắm thầy ạ. À. Thầy cho con hỏi, con bật đài tụng kinh Địa Tạng như vậy có được không ạ? À? Thầy trả lời giúp con với ạ. À. Con nghe thấy như vậy con rất hoang mang ạ. À. Xin cảm ơn thầy ạ. À. Rất nhiều ạ. À. À, Phật tử này hỏi là à, gia đình thì thường có bật đài tụng kinh 24/24. Trước đây là hay bật đài tụng kinh Địa Tạng và kinh của thầy Thích Chí Thoát tụng cũng là kinh Địa Tạng. Nhưng mà thấy không thấy gì. Nên từ khi mà bật cái đài tụng kinh Địa Tạng của các thầy ở chùa Khai Nguyên lên á, thì mỗi lần như vậy thì thường hay nghe thấy tiếng gọi nhưng mà gọi không rõ tên. Cái Phật tử này nói là như vậy hoang mang, cảm thấy cũng có một chút hoang mang vì tụng nghe thầy Chí Thoát tụng kinh á, thì không thấy nghe tiếng gì, mà nghe thầy Thịnh với các sư ở chùa Khai Nguyên tụng kinh Địa Tạng á, thì cứ nghe thấy tiếng gọi mình, hoang mang. Và một điều đặc biệt Phật tử nói ở đây là chung quanh nhà mình có rất nhiều làm nghề gì sát sinh và quán ăn như là thịt trâu, thịt bò, thịt gà, thịt vịt, thịt ngan, thịt ngỗng, thịt nhím, thịt lợn, vân vân, rất là nhiều, nói là nhiều lắm ạ. À. Thì bây giờ thì theo thầy thế này này, chắc là cũng Phật tử này ở cái khu vực đó có nhiều những gia đình ở chung quanh mình sát sinh hại vật như vậy, thì cái oán khí, cái sự oan ức vì bởi cái sự mất mạng của những chúng sinh mà mất mạng một cách oan ức đó, nó không biết đi đâu, không biết bám víu vào đâu. Nay á, nó nghe thấy gì? Thấy các quý thầy và Phật tử tụng kinh Địa Tạng, nghe thấy cái tiếng tụng kinh Địa Tạng, nó có duyên và gì, nó muốn là gì, mình tiếp tục mở và tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho họ, cho nên á, họ gọi mình. Hoặc là chính những vong linh cửu hiền thất tổ gia tiên và người thân của mình đã mất nhiều đời nhiều kiếp đó, họ hoan hỉ, họ muốn là mình hóa độ cho họ như trong kinh Địa Tạng nói á, cho nên á, họ gọi mình, có tiếng gọi như vậy. Nhưng mà do cái định lực mình chưa sâu, công đức chưa lớn, định lực chưa sâu, cho nên không nghe rõ là họ gọi cái gì, chỉ nghe thấy tiếng vang vẳng bên tai thôi. Cái gì cũng đừng có sợ. Trong kinh Địa Tạng nói là người thân về báo mộng, người thân về, hoặc là những người có duyên với chúng ta, họ về báo mộng cho chúng ta. Đây là gì? Họ không báo mộng mà có thể họ gọi bằng cái tiếng như vậy. Đừng có sợ. Phật tử này có thể lại, có người lại đưa ra cái câu hỏi, tại sao cũng tụng kinh Địa Tạng, mở kinh Địa Tạng thầy Chí Thoát tụng nhưng không nghe gì, mà tụng kinh Địa Tạng của thầy Thịnh với lại chùa Khai Nguyên thì lại nghe thấy tiếng đó. Đây là một cái điều rất khó để giải thích. Nhưng mà tôi có thể nói sơ qua như vậy. Vì đây là gì? Bản nguyện của chúng tôi vậy. Vì sao mà nói là bản nguyện? Vì bản nguyện của chúng tôi là khi hội tập xong bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng này, chúng tôi muốn gì? Muốn đầu tiên là mình phát nguyện đọc tụng thọ trì. Tất cả các sư ở trong chùa, trong đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam chùa Khai Nguyên đều cùng đọc tụng thọ trì. Và hơn 2 năm nay, bộ kinh này đã được in ra hơn 50.000 cuốn. In đến đâu hết đến đó. Cho nên á, bằng cái đại nguyện của chư tăng, bằng cái sự gì, bằng cái sự hưởng ứng của hơn 50.000 Phật tử ở khắp nơi trên đất nước, đặc biệt là khu vực miền Bắc chúng ta này, cho nên á, cái năng lượng của người đọc tụng bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng do chúng tôi hội tập á, nó rất lớn, phải nói là nó rất lớn. Chứ còn cái bản nguyện, cái cũng là kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng của Hòa Thượng Chí Tịnh hay là Hòa Thượng Chí Hải hoặc một số các cư sĩ khác dịch á,
cũng là kinh Phật, cũng bộ kinh ấy, nhưng mà gì? Có ít người đọc tụng, có rất ít người đọc tụng. Các vị cứ xem, mà thậm chí có những tăng ni Phật tử còn coi bộ kinh đó một năm chỉ tụng vào gì? Vào tháng Vu Lan báo hiếu thôi, hoặc là có người chết mới tụng thôi. Chứ còn chúng tôi gì? Quanh năm ngày tháng hơn 2 năm nay, sáng chiều tối ngày nào cũng đọc tụng, phải đủ chọn cả một bộ. Trừ những ngày pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm và pháp hội Quan Âm, tức một năm có gì có mấy ngày có hai pháp hội Quan Âm và hai pháp hội Trung Phong thì không tụng kinh Địa Tạng thôi. Còn các sư vẫn tụng kinh Địa Tạng. Trên dưới 50.000 Phật tử hiện nay đang tụng bộ kinh Bản Miệng Bồ Tát Địa Tạng này. Cho nên á, cái sự cộng hưởng, cái cộng hưởng của cái năng lượng và quang minh công đức sự chứng minh của chư Phật và Bồ Tát đối với bộ kinh này là gì? Là bất khả tư nghị, chẳng thể nghĩ bàn được, chẳng thể dùng cái trí thế gian mà nghĩ bàn được. Cho nên Phật tử bật cái kinh này lên một cái thì có thể quỷ thần và các vong linh cũng như các oan gia trái chủ và các gì? Thần thức của những cái con vật mà bị giết ở gần nhà mình kia, họ cầu cứu mình, họ muốn nghe mình gì? Mở cái bài kinh đó lên để họ nghe. Đó, mở bài kinh đó lên họ nghe, họ thích nghe bài kinh đó. Giống như các Phật tử mà rất nhiều các pháp sư, các hòa thượng thượng tọa giảng kinh, nhưng mà tại sao các vị lại gì? Lại không thích nghe. Mà nhiều người có những Phật tử ở nước ngoài, ở bên Mỹ, bên Pháp gọi điện về nói gì? Chúng con đã nghe rất nhiều các pháp sư, các hòa thượng thượng tọa nổi tiếng trên thế giới cũng như ở Việt Nam giảng kinh, giảng rất nhiều kinh. Con đã gì? Có người nghe 30 năm nay học Phật và nghe kinh, nghe giảng kinh. Nhưng mà khi nghe được gì? Chúng tôi giảng kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng năm 2015 cho đến nay, Phật tử này bảo rằng gì? Không lúc nào là rời cái đài, cóp vào cái USB và không bao giờ rời cái đài giảng kinh Địa Tạng của thầy. Đêm ngủ gì? Ngủ cũng gì mở kinh Địa Tạng cho đến gì? Nghe đến ngủ quên đi thôi, sáng hôm sau rồi lại bật tiếp. Trừ lúc nào tiếp khách thì mới gì? Mới tắt đi thôi. Còn khách ra khỏi nhà mà cái lại tiếp tục bật kinh lên để nghe. Nghe đi nghe lại, Phật tử nói nghe cái lần thứ nhất mà nghe đi gì? Nghe đi hàng chục lần rồi nhưng mà vẫn không thấy chán. Nói là mỗi lần nghe là một lần mới. Đấy là cái gì? Cái duyên. Cái nhân duyên. Chứ tôi không phải chúng tôi nói là chúng tôi giảng hay hơn các hòa thượng, các thượng tọa, nhưng cái duyên và cái nguyện của mỗi người. Đấy, cho nên ở đây thì chúng tôi chỉ có thể giải thích sơ sơ như vậy. Và Phật tử này thấy là hoan hỷ thì về cứ tiếp tục mở cái kinh Địa Tạng chúng tôi tụng lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình nhẹ nhẹ thôi. Và đặc biệt là Phật tử này có duyên với những chúng sinh ở khu đó như vậy thì Phật tử nên mỗi một ngày vào lúc buổi chiều chiều, lúc tụng kinh chiều á, nên nấu một bát cháo, hoặc nếu không nấu được thì mua lấy để cái gói cháo làm sẵn đó, cho thành ba bát cháo để vào cái mâm, cho là một chút gạo, chút muối nữa, một đĩa gạo đĩa muối để trong giữa ba bát cháo để chung quanh và để làm cho một nắm đũa, một nắm thìa lên đó, và để mấy cái bát không vào đó nữa. Thì cái lúc để tụng kinh Địa Tạng xong buổi chiều đó thì dành ra khoảng 10 phút thôi tụng cái biến cái thí thực ở trong cái quyển thí thực, có thể trong quyển Trung Phong có, hoặc là gì, trong quyển kinh Nhật Tụng có. Đây lấy ra một thí thực đọc từ nhược nhân dục liễu chi thôi, ngày nào cũng thế, để cho họ ăn và sau đây phát nguyện cho họ được đi đầu thai thoát hóa, đi khuyên họ đừng có chấp vào cái tấm thân đó làm gì. Đó cũng là oan oan tương báo, nợ nhau nhiều đời nhiều kiếp mà nay mới gì mới bị làm cái thân xúc sinh mới bị họ giết đó. Cho nên nó khuyên họ thôi đừng có ôm hận làm gì, đừng ôm hận làm gì mà theo lời kinh tiếng kệ mà đi thoát hóa đầu thai về cảnh giới trời người, hưởng cái phúc báo ở đời sau và tu tập để cho mau thoát khổ. Khuyên họ như vậy thì công đức vô lượng. Làm được như thế thì là gì? Phật tử này chính là một vị Bồ Tát ở khu vực đó đấy. Tôi chưa được là Bồ Tát đâu, nhưng mà Phật tử ở làm được như thế thì chính là một vị Bồ Tát để cứu tinh những gì? Những hương hồn, những vong linh, những chúng sinh oan khuất, đặc biệt là những gì? Những thần thức của con trâu, con bò, chó, lợn, gà, vịt, hiêu nai nhím nhức mà Phật tử nói lúc nãy. Đấy là một cái xóm lò mổ, chung quanh là rất nhiều người sát sinh hại vật và mở quán ăn như vậy. Đấy thì thầy khuyên như vậy, làm được như thế Phật tử sẽ chính là một vị Bồ Tát ở khu vực đó. Và làm một Bồ Tát ở khu vực đó thì sau này khi xả bỏ báo thân này thì chắc chắn tụng kinh Địa Tạng như vậy thì sẽ là một vị Bồ Tát ở trên cõi trời Đao Lợi, hoặc là một vị Bồ Tát ở cõi Tây Phương Cực Lạc trong tương lai là gì? Không xa vậy, 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 là gì?
không xa vậy là gì, không xa vậy là gì, không xa vậy. Về tâm linh á, bệnh viện, đi bệnh viện bao nhiêu lần không khỏi á, đến đây cũng có vài trường hợp chúng tôi chịu bó tay không thể làm gì được. Đó là trường hợp mà một cái bạn sinh viên học một trường đại học điện lực thì phải, ở dưới Hà Nội, nhưng bạn quê ở bên Đông Anh, đang đi học năm thứ tư thì tự nhiên là bị cái bệnh là thần kinh không tự chủ. Và mỗi khi á, bạn ấy mà lên cơn á, quý vị biết nó khủng khiếp như thế nào đó, khủng khiếp như thế nào. Tôi là một người là gì, cũng khá là vững vàng trong vấn cái vấn đề nhìn thấy ma thấy quỷ, nhưng mà hôm đó cũng phải gì, cũng phải ghê. Một người con gái khi mới đến chùa, bố đưa sang đây thì nói chuyện với tôi cả tiếng đồng hồ không sao, nó rất là bình thường, và tôi thấy nó là bình thường như là một cô sinh viên rất là ngoan ngoãn, hiền dịu, lại còn xinh đẹp nữa, đầy đủ những yếu tố của một người con gái, của một sinh viên, không có cái gì là biểu hiện của bị gì, là bị vong nhập hay là bị điên dại cả, nói chuyện bình thường như vậy. Nhưng sau khi nói chuyện đến tiếng hơn tiếng đồng hồ thì tôi bảo thôi, thế bây giờ thì thôi, bây giờ ở đây nó không có biểu hiện gì đâu, thì thôi ông cứ đưa con nó về, hoặc là nếu mà bởi vì con nó còn đang phải đi học, nếu nó ốm thì mới để đây, bây giờ nó lên nó bình thường thế này. Chứ ông bảo không thể, nó đang khỏe như thế này, có khi đùng một cái nó lăn đùng ngã ngửa ra mà không ai tưởng tượng được. Thế tôi bảo nhưng bây giờ nó có sao đâu, thôi để cho nó về, nó bảo là ngày mai đi học thì cứ cho về đi học. Thế trước khi về thì tôi bảo là thôi thì bây giờ cái bộ kinh Địa Tạng cái năm kia, năm 2015 tôi mới hội tập xong, bắt đầu các Phật tử mới vào tụng kinh xong được khoảng tháng, hai tháng gì đó, khoảng hai tháng hơn đấy, khoảng tầm đấy. Thì tụng, mọi người tụng nó chưa được nhiều, cho nên cái công đức nó cũng chưa được sâu dày lắm. Cho nên tôi mới vào lấy quyển kinh Địa Tạng, tôi đưa cho cái cô bé, tôi bảo là đây bây giờ con phải về nhà, con chịu khó đọc cái bộ kinh này để hồi hướng cho người ta. Đây cũng chắc là do oan gia trái chủ, đời trước kiếp trước là con nợ họ, thì bây giờ con thì phải trả họ thôi, mình tránh làm sao được. Thế tôi bảo như vậy và tôi đưa nó quyển kinh. Và tôi đưa nó quyển kinh, nó dở ra mấy trang nó xem, thì nó bảo là vậy thầy đọc quyển kinh này thì ma quỷ nó còn có nhập được vào mình nữa không, nó còn nhập vào con được nữa không. Thì tôi bảo cái này tôi không dám khẳng định trước, nếu mà tâm mà con mà chân chính á thì cho dù có thiên ma cũng chẳng làm được gì con. Tâm của con mà không chân chính ấy, mà vẫn sợ sệt ma ấy, thì ma nó vẫn gì, vẫn nhập con như thường được. Nhưng mà con cứ chịu khó tin thầy và đọc tụng bộ kinh này ấy, một thời gian dài lâu ấy, thì con gì, cái dương khí, cái chân khí của con ấy, dần dần con lấy lại được thì họ sẽ không nhập được vào con nữa đâu. Thế tôi nói, vừa nói xong cái câu đó một cái thì chắc là nó biết trước hay sao, nó biết là gì, nếu mà để cho cô này á, mà được tụng kinh được nhiều ấy, thì nó gì, có đủ chân khí, có đủ dương khí rồi thì nó không thể vào được. Đó. Thì tự nhiên là thấy gì, nó rùng mình một cái, vào đấy là thấy gì, mắt nó tái đi, sau một phút tái đi một cái bắt đầu nó đỏ lên, mắt nó đỏ lên, đỏ đỏ như là người uống rượu, đỏ như là cái Quan Văn Trường ấy, mặt đỏ phừng phừng lên như thế. Và nó bởi tay chân bắt đầu là gì, nó múa may và nó rất cứng, và bắt đầu thì mắt nó trợn ngược lên. Trường hợp này tôi thấy là số 1. Tôi thấy rất nhiều những người bị ma nhập và bị quỷ nhập rồi, nhưng mà tôi thấy trường hợp này đúng là tôi cũng thấy là trường hợp số 1. Tôi thấy nó dữ dằn như vậy, mắt nó trợn lên, miệng nó méo rồi, nó há hốc ra, nó toàn chảy cái gì, cái dãi, nước dãi nó chảy ra, mà không phải nước dãi người bình thường đâu, nó chảy nước dãi như là nước dãi con chó điên. Nó chảy mà nó gì, nó cứ nhớt nhớt mà nó chảy ra từ trên mà nó không có rớt đi, nó ghê lên thế. Bắt đầu tay là gì, nó giơ ra cái thế là gì, cái thế của móng vuốt của con hổ, con báo, con mèo gì đó, và bắt đầu nó gầm và nó cứ bò, nó cứ trườn, nó bò và nó cào cấu bố nó. Nhưng tôi thì nó không dám cào cấu, tôi ngồi đối diện nó không dám cào cấu, và nó cứ cào cấu như vậy. Và khi đó tôi bắt đầu thấy như vậy, bắt đầu tôi trì chú đại bi. Tôi vừa chỉ thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la đi nam mô ra đa na đa ra giả ra nam mô để ra một cái. Bắt đầu gì? Nó lại ngồi thẳng lại, nó ngồi khoanh chân lại, bắt đầu nó chỉ đại bi từ dưới chỉ lên. Nó ngồi nó chỉ từ dưới, tôi chỉ từ trên chỉ xuống, nó ngồi từ, nó bắt đầu ngồi lại, nó chỉ từ dưới chỉ lên, tức là nó chỉ lộn lại. Mình chỉ thuận theo nam mô ra đa na cho đến hết chú đại bi.
thì nói là chỉ từ dưới nó chỉ lên, và nó nói rằng cái món này không sợ đâu. Nó bảo món này không sợ đâu, này á thuộc chú Đại Bi 3.000 năm nay rồi. Nó bảo nó thuộc chú Đại Bi hơn 3.000 năm nay. Nó bảo hơn 3.000 chứ không phải 3.000. Nó bảo thuộc chú Đại Bi này, thuộc đây, thuộc chú Đại Bi hơn 3.000 năm. Và tôi thấy không ổn, tôi không trì chú Đại Bi nữa, tôi trì An Mani Bát Minh Hồng. Nó bảo ôi cái này cũng thuộc lâu rồi. Bắt đầu tôi kết ấn và rồi tôi trì Lăng Nghiêm Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Tâm Chú. Trì Đại Phật Đỉnh Thủ Lăng Nghiêm Tâm Chú một cái này, nó lên từng cơn, nó giật từng cơn, nó giật và gì, nó kêu gào và nó xin tha. Nó bảo thôi thầy tha cho con đi, thầy tha cho con, con không dám múa rìu qua mắt thợ nữa, con không dám làm gì trước mặt thầy nữa, thầy tha cho con. Xong rồi tôi cứ trì khoảng độ tầm mấy chục biến cái tâm chú của Lăng Nghiêm đó, thì một cái thì nó ở im, thì nó im một cái thì mình nghĩ là nó hết rồi, thế mình thôi mình không trì nữa, không trì nữa. Một cái nó tiếp tục nó bật dậy, nó bật dậy và nó định giơ ra, nó định chụp, nó định cào thôi. Và khi nó vừa định cào một cái thì tôi trừng mắt lên một cái, tôi nhìn nó một cái thì nó liền là ngã vật ra, và nó ngã vật ra ở tại phòng khách dưới. Và bố nó đỡ lấy nó và nó bất tỉnh khoảng độ mấy phút sau một cái thì bắt đầu thì nó mới hết. Và trường hợp này thì tôi bảo là thôi thì cứ cho nó về đi như thế nào đó. Và nó về một thời gian sau thì tôi không biết cái trường hợp này như thế nào nữa. Vì lúc đó chúng tôi cũng rất bận công việc và cũng không thấy cái trường hợp đó quay lại lần thứ hai. Thì tôi cũng không hiểu rằng cái trường hợp đó như thế nào. Đó. Đấy cho nên á, cái vấn đề mà tâm linh chúng ta đừng nói là không có. Ở trong chùa như chúng tôi này tiếp xúc nhiều với các tầng lớp ở xã hội, tiếp xúc nhiều với hạng người thì mới thấy rằng á, nó phức tạp vô cùng, không phải đơn giản đâu. Cho nên á, chúng tôi khuyên các Phật tử là gì? Tu tập làm sao đó để cho nó gì, nó đúng chính pháp. Một đời tu tập đúng chính pháp á, thì muôn đời sau chúng ta không phải ôm hận. Còn nếu mà đi sai, một đời đi sai á, thì muôn đời ôm hận. À, muôn đời ôm hận. Cho nên Phật tử này nói rằng á, là do gì? Do không ăn chay trường nữa, nhưng mà do vì xấu hổ cho nên gì? Cho nên vẫn bảo với mọi người là mình ăn chay trường. Chứ đây gọi là phạm vào tội vọng ngữ. Chưa phải là đại vọng ngữ đâu, đây gọi là vọng ngữ thôi. Đại vọng ngữ tức là nói mình chứng thánh. Chưa chứng thánh nó bảo là mình chứng thánh. Hoặc là gì? Thấy một vị tăng ni, một Phật tử tu hành đức độ nào đó, mình do cái tâm ghen ghét, đố kỵ mà mình bảo với mọi người đi rao nói là gì? Tôi hôm này, hôm đấy nhìn thấy vị tăng kia thì đi vào quán ăn thịt uống rượu và ngủ với gái như thế. Mục đích là gì? Để hạ uy tín cái vị tăng đó hoặc một vị Phật tử đó. Như thế gọi là tội gì? Tội đại vọng ngữ. Đó. Đại vọng ngữ là cái tội vọng ngữ lớn nhất trong các tội vọng ngữ. Đó là tự nói là chưa chứng thánh để bảo mình chứng thánh, và phỉ báng những bậc chân tu, hủy hoại những gì? Những uy tín của những bậc chân tu, khiến cho chúng sinh nó đã mê mờ rồi, nó đã không mấy lòng tin vào Tam Bảo rồi, nó gì? Nó lại càng nghi ngờ và nó càng bất tín với Tam Bảo nữa, tức là phá chính kiến, phá phạm hạnh của người khác chỉ bằng một gì? Một câu nói, do cái gì? Do cái tâm đố kỵ, ghen ghét mà sinh ra qua cái khẩu nghiệp của mình. Thế đó gọi là đại vọng ngữ. Đó, chứ là không có mà nói có, có nói không, không nói có, vân vân đó. Đây gọi là đại vọng ngữ ở trong trường hợp đó. Còn đây thì là vọng ngữ nhẹ thôi. Nhưng mà Phật tử này may mắn là lại nói ở ngay ở trong cái câu hỏi này là con hứa là mình sẽ ăn chay lại. Nhưng mà hứa là bao giờ? Điều quan trọng Phật Bồ Tát và Thầy muốn nghe gì? Nghe Phật tử này hứa là bao giờ? Và ngay sau khi Phật tử này nếu mà nghe được Thầy giảng cái buổi trực tuyến ngay tối nay, và Phật tử này hứa là gì? Con hứa với Thầy bắt đầu từ sáng mai con sẽ ăn chay cho đến hơi thở cuối cùng của cuộc đời này để sám hối tội vọng ngữ của con. Và nguyện sau khi con xả bỏ báo thân này, A-di-đà Phật đến rước con chứ không phải là nghiêu đồng.